chương 901, tức phách thần thông. Dấu lớn, ừm. Ngân cầu vòng tiên tử hạng cơ trí, lập tức liền phát giác khác thường, thần niệm mãnh liệt hướng quét mắt nhìn bốn phía. Lại chỉ thấy dưới chân một đoàn xám vân quay cuồng, chính hướng nàng hoa sen bảo tòa tịch cuốn tới, Xám vân bên trong, thỉnh thoảng dần hiện ra oán linh ngũ quan mơ hồ không rõ gương mặt, hồng hồng hai mắt, chính gắt gao nhìn thẳng nàng, lộ ra cực kỳ tham lam ý. Tại ngân cầu vòng tiên tử trong mắt, oán linh là đại bổ vật, tại oán linh trong mắt, không phải là không như thế. Trong lúc cấp bách lại thoáng nhìn nguyên lai like địa phương, chỉ thấy cái kia giống như thú noãn giống nhau màu xám gì đó còn vững vàng đậu ở chỗ này, cùng vừa rồi giống như đúc. Khó trách tiêu phàm như vậy dốc sức liều mạng, nguyên lai like là minh xây sạn đạo ám độ trần thương, làm cho. Này oán linh tranh thủ đánh lén cơ hội của nàng. Nhiệt xúc, ngân cầu vòng tiên tử một tiếng gầm lên, khuôn mặt hơi đổi đối mặt sốc sức liều mảng tam lang loại tiêu phàm, cái này quỷ mẫu chấn định tự nhiên, vẫn không quên diễu cợt một phen, nhưng đối với lấy cái này vừa mới thoát thai ra không lâu trời sinh quỷ linh, cũng không dám có chút chủ quan. Một khi bị oán linh tức phách thần thông cuốn lấy, chỉ cần là quỷ vật chi thân thể, mặc cho người có thiên đại bổn sự, cũng khó có thể thoát thân. Lập tức ngân cầu vòng tiên tử không cần suy nghĩ, dưới chân hoa sen bảo tỏa run lên, liền hướng bên trái thổi đi, đồng thời tay phải năm ngón tay tại đàn ngọc thượng nặng nề vẽ một cái, một vòng mắt thường có thể thấy được sóng âm, hung hăng hướng oán linh đánh tới. Mắt thấy 36 cương sát đại trận đã phá, thủ hạ quỷ vật tử tổn thương hầu như không còn, trước kia nghĩ đến hào phát vô thương bắt giữ oán linh tính toán, tự nhiên là trừng phạt không được liễu tương đương. Hôm nay nhất định phải giải quyết dứt khoát, mau chóng đem oán linh thu phục chiếm được. Nếu không một khi kinh động thiên minh tử cái kia vài lão quái vật, nhưng chỉ có thiên đại phiền toái biệt đừng xem bọn hắn ngày bình thường đối với chính mình tựa hồ rất là kính trọng, đó là bởi vì không có gì lợi hại xung đột. Hôm nay bày đặt oán linh như vậy thần vật tại, sâu hơn giày đích giao tình đều không dùng được. Audio điện tử võ tấn bền Thiên minh tử đúng vậy nguyên anh hậu kỳ tu vi, cảnh giới so nàng cao hơn thượng nhất giai, tăng thêm lại mặt khác nguyên anh kỳ quỷ vật tương trợ, thật muốn tranh đoạt bắt đầu đứng dậy, chính mình 10 phần 10 là công dã tràng, làm không tốt ngay cả tính mệnh cũng khó khăn bảo vệ vì thế cho dù là trọng thương oán linh cũng đành phải vậy trước thu phục chiếm được nói sau oán linh huyết hồng trong hai mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng cổ quái thần sắc trong miệng mị mị một tiếng khiển trách mãnh liệt giống như mùi tên hướng một bên bay đi tựa hồ nhận lấy nào đó kinh hãi ngân cầu vòng tiên tử âm ba công đánh đều đã rơi vào không trung liền vào lúc này một cổ cực kỳ cảm giác nguy hiểm bỗng nhiên phun lên ngân cầu vồng tiên tử trong lòng, liên tục không ngừng ngẩng lên đầu trên lên nhìn lại. Lập tức hai mắt co rụt lại, khuôn mặt biến sắc. Không biết lúc nào, một tòa kim lóng lánh như ý bảo tháp, đã muốn treo ở đỉnh đầu của nàng, chậm rãi xoay tròn lấy, đáy tháp tia sáng trắng lập lè, một cái cự đại lôi cầu. Đang tại hội tụ thành hình, vẻ này cực kỳ nguy hiểm cuồng bạo khí tức, chính là theo như ý bảo tháp cuối cùng lôi cầu thượng phát ra đích. Thông huyền, linh bảo, Điều này sao có thể? Trong chốc lát, ngân cầu vùng tiên tử trợn mắt há hốc mồm. Nàng dưới mắt là quỷ vật chi thân thể, chỉ có nguyên anh trung kỳ tu vi, nhưng vài ngàn năm trước, dưới diện đại chiến thời điểm, nàng nhưng lại mạnh mẽ ngộ linh kỳ tu sĩ, đứng ở nơi này cái giới diện đỉnh phong nhất, cũng từng có cơ hội được chứng kiến thông huyền linh bảo, như vậy nghịch thiên bảo vật. Tuy nhiên cũng đã gặp một lần, nhưng mà thông huyền linh bảo cái loại này độc hữu chính là khí tức. Lại làm nàng ký ức hãy còn mới mẻ hiện tại nàng lại từ như ý lôi quang trên thân tháp cảm nhận được đồng dạng khí tức đúng vậy tiêu phàm chính là một gã kim đan kỳ tu sĩ làm sao có thể cùng thông huyền linh bảo kéo đến thượng chút nào quan hệ cho dù hắn cơ duyên xảo hợp nhận được rồi một món đồ như vậy nghịch thiên bảo vật dùng hắn thấp như vậy kém tu vi lại sao có thể có thể đem ra sử dụng được chính thức muốn phát huy thông huyền linh bảo uy lực ít nhất cũng phải là ngộ linh kỳ tu sĩ tung xem như nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng chỉ có thể phát huy thông huyền linh bảo bộ phận uy năng. Kim đan kỳ tu sĩ. Quả thực chính là hay nói dẫn rồi. Chỉ sợ chỉ cần thử một lần đồ đem ra sử dụng thông huyền linh bảo, lập tức cũng sẽ bị bảo vật đem thần niệm chi lực hấp đắc sạch sẽ, biến thành một người ngu ngốc. Chẳng lẽ là mình cảm ứng ra phát hiện ra nào đó sai lầm. Bất quá dưới mắt, tự nhiên không có thời gian đến mảnh cứu cái này nguyên do trong đó, ngân cầu vùng tiên tử lập tức liền phục hồi tinh thần lại, sắc mặt đại biến, đạp mạnh dưới chân hoa sen bảo tọa, muốn né tránh. Không chỉ nói nàng hiện tại chỉ có nguyên anh trung kỳ tu vi, coi như là toàn thịnh thời kỳ, cũng không dám đón đỡ thông huyền linh bảo một kích. Chỉ là, ở đâu còn kịp. Xét đánh một tiếng. Một đạo vừa thô vừa to ngân hình cung nổ vang mà hạ, là chân chính nhanh như thiểm điện. Ngân cầu vòng tiên tử khuôn mặt thảm biến, cắn răng, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền đem hoa sen bảo tọa ném tại nguyên chỗ, thân thể nhoáng một cái, phía bên trái nhanh tránh. Hết thảm một tiếng. Dù là ngân cầu vòng tiên tử động tác rất nhanh, rốt cục vẫn phải bị vừa thô vừa to lôi hồ nặng nề đánh tại đầu vai. Lòe lòe lôi hồ bên trong, ngân cầu vòng tiên tử thân thể mềm mại lập tức hóa thành đại đoàn khói đen, đại bộ phận tại lôi điện tàn sát bừa bãi phía dưới tứ tán tung bay, tiểu bộ phân nhưng như cũng ngưng tụ thành đoàn, phi tốc phía bên trái bắn ra lôi điện chi lực phạm vi. Hắc trong sương mù, thỉnh thoảng dần hiện ra ngân cầu vòng tiên tử cái kia vừa sợ vừa giận tuyệt mỹ khuôn mặt. Tiểu bối, ta muốn đem ngươi rút hồn luyện phách, bầm thây vạn đoạn. Ngân cầu vòng tiên tử nghiến răng nghiến lợi chửi bới thanh âm, ở giữa không chung mọi nơi quanh quẩn. Phải không, tiền bối cảm giác mình còn có cơ hội như vậy. Tiêu phàm tự cười, há mồm phun ra một ngụm tiên huyết, giơ cánh tay lên, rất chướng tay gai mắt mà sát một chút khóe miệng tràn ra tơ máu, cười lạnh nói. Ngươi, không tốt. Ngân cầu vòng tiên tử lại là một tiếng kêu sợ hãi, xen lẫn hoảng sợ ý tuyệt vọng. Liền vào lúc này, oán linh biến thành màu xám đám mây, đã cùng nàng gần trong gang tắc, nghe oán linh trong mắt tham lam hồng mang, đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Màu xám đám mây biên giới, đã cùng khói đen dính lại với nhau, một cổ kinh người lực hấp dẫn, theo màu xám đám mây ở trung tâm thẳng quang tới. Tức phách, ngân cầu vòng tiên tử hét dầm lên, không còn có vừa rồi chấn tĩnh yêu nhã, hoảng sợ gần chết. Chỉ gọi đắc như vậy nửa câu, màu xám đám mây đã muốn một loạt trên xuống, đem trọn đoàn khói đen đều cái bọc đi vào, ngân cầu vùng tiên tử tiếng kêu thảm thiết kiết nhiên nhi chỉ, chỉ thấy màu xám đám mây không ngừng chướng đại lại thu nhỏ lại, phảng phất sôi trào nước sôi giống nhau, càng không ngừng bốc lên bắt đầu khởi động. Tiêu phàm nhìn không chuyển mắt mà nhìn thẳng này cổ xám vân, mười ngón gian điện lóng lánh, cùng không chung lôi quang tháp liền cùng một chỗ, một cực lớn lưới điện từ trên trời giáng xuống, đem sám vân bao phủ hắn xuống. Cứ việc hắn đã không phải là đầu một hồi bái kiến oán linh tức phách thần thông, dù sao ngân cầu vòng tiên tử tu vi không giống tiểu khả, chính là nguyên anh trung kỳ cảnh giới, cảm giác, so thiên thai tông ninh tông chủ cho tiêu phàm áp lực còn muốn càng thêm trầm trọng vài phần. Khó khăn lắm có thể cùng thương kỳ, thiên sơn quân đợi hóa hình trung kỳ yêu thú tương đương liễu tương đương. Vạn nhất phá tàn oán linh tức phách thần thông, làm hại không nhỏ. Bất quá rất nhanh, sự thật tự chứng minh, tiêu phàm cái này lo lắng là dư thừa đích. Ước chừng khắc chung đi qua cuồn cuộn sám vân rốt cục trở nên an tĩnh lại, ở trên mặt đất nhất quyển, lại hóa thành một gã ba thước cao đứa bé, một nhảy dựng lên, tự nhảy vào trong ngực của hắn, không ngừng cùng hắn lần lượt rụi sát, thần thái thân mật đến thập phần. Cứ việc đứa bé thân thể không có có thay đổi gì, có lẽ hay là một chút như vậy cao, trắng trẻo mập mạp đích, bất quá mơ hồ ngũ quan, tựa hồ thoảng qua rõ ràng một phần, tiêu phàm có thể rõ ràng cảm giác được oán linh khí tức, so vừa rồi cường thịnh rất nhiều. Một hơi thôn về một gã nguyên anh trung kỳ quỷ mẫu non nửa tinh hoa, đối với oán linh mà nói, cũng là mạc đại cơ duyên liếu tương đương. Tiêu phàm mỉm cười vuốt oán linh đầu, kỳ thật tự là một loại cảm giác, oán linh như cũ là không có chính thức hình thể đích. Về phần ngày sau sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, tiêu phàm dưới mắt ở đâu có thể suy đoán tìm được. Hơi khoảnh, oán linh như là ngáp một cái, tựa hồ mệt mỏi, một đầu đâm vào linh thú hoàn ở bên trong, thân thể cuộn mình thành một đoàn, nằm ngáy o. O, tiêu phàm không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. liền vào lúc này, dưới chân bỗng nhiên truyền đến từng đợt chấn động, tựa hồ cả đại địa, đều ở rung động lắc lư bên trong. Cái kia đứng sừng sững lấy 36 căn bản cực lớn cột đá, cũng không ở lay động bắt đầu đứng dậy, bắt đầu ngã trái ngã phải quanh thân thiên địa nguyên khí, trở nên thập phần cuồng loạn. Tiêu phàm trong nội tâm dùng mình, dưới chân độn quang cùng một chỗ, lập tức bay đến giữa không chung, toàn thân nhũ bạch sắc quang mang nóng lánh, hộ thể màn hào quang mở ra, huyền tinh giáp, như trước chăm chú khỏa tại trên thân thể, đã làm xong phòng hộ chuẩn bị. Hắn là trận pháp đại sư, biết rõ ngân cầu vòng tiên tử tắt một cái, tại đây bố trí xuống pháp trận cấm chế, đã không có linh lực trèo chống, lập tức tự muốn qua đời. Rất nhanh, một hồi vần nước loại chấn động truyền ra, suy suy, không ngừng. 36 căn bản cột đá giống như bọt biển loại vỡ vụn mà mở, hóa thành điểm một chút linh quang, biến mất tại trong hư không, ngay sau đó, quanh thân tất cả cảnh vật cũng bắt đầu phá toái, không hề tồn tại. Trong nháy, tiêu phàm tình cảnh trước mắt đại biến, vậy mà biến thành một tòa cự đại dưới mặt đất huyệt động, hắc sâu kín đích, cực kỳ âm trầm khủng bố. Trước kia cái loại này màu xanh hoa cỏ như đẹp, chim hót hoa nở mỹ lệ cảnh trí, thật sự giống như ảo ảnh, sẽ không còn được gặp lại liếu tương đương. Tiêu phàm thật dài thở phào một cái, thân thể nhoáng một cái, thiếu chút nữa đứng không vững vạn hoa đại trận tan vỡ, nơi này đánh về nguyên hình, cái kia đã nói lên, ngân cầu vùng tiên tử thật sự triệt để diệt gờ iota ta chết, kéo căng quá chặt chẽ thần kinh, rốt cục có thể tạm thời thư giãn một tí. Nhưng là gần kề chỉ có thể thoảng qua thở một cái, tiêu phàm nhưng còn không dám tùy tiện nghỉ ngơi. Tiêu phàm cường đánh tinh thần, bắt đầu siêu tầm cả dưới mặt đất huyệt động, rất nhanh ngay tại một chỗ tiểu trong động phủ chứng kiến một cụ trắng muốt trong suốt thạch quan, trong thạch quan. Nằm một gã cô gái áo đen, Đầu đầy tóc bạc, khuôn mặt giống như như trẻ con kiều nộn, đúng vậy Ngân Cầu Vòng Tiên Tử bộ dáng. Xem ra cái này là Ngân Cầu Vòng Tiên Tử bản tôn thân thể, từ lúc vài ngàn năm lúc trước sân giới diện đại chiến trung tựu vẫn lạc mất, Tiêu Phàm nhìn thấy Ngân Cầu Vòng Tiên Tử, bất quá là một đám tàn hồn trùng tu mà đến quỷ vật, cùng bản tôn không thể so sánh nổi. Tiêu Phàm yên lặng mà nhìn chăm chú Ngân Cầu Vòng Tiên Tử thân thể một lát, bỗng nhiên nhấc tay phất một cái, trong suốt thạch quan lên tiếng mà mở. Một cổ khói đen dâng lên, vốn là trông rất sống động ngân cầu vòng tiên tử thân thể, lập tức biến thành màu xám đen, sau một lát, liền hóa thành một đoàn khói đen, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Đinh đương, một tiếng giòn vang, một cái mặc lục sắc chữ vật vòng tay rơi xuống tại thạch quan cuối cùng, tiêu phàm rỗi tay ra, đem chữ vật vòng tay hấp đến trong tay mình, cẩn thận đã kiểm tra chữ vật vòng tay ở phía trong mấy cái gì đó, thỏa mãn gật gật đầu, đem chữ vật vòng tay thu vào. Rất nhanh tiêu phàm liền đem cả động phủ tìm tòi một lần, xác định không. Nửa mặt khác quỷ vật tồn tại, lúc này mới tại cửa động bố trí xuống hoa đào ảo trận, khoanh chân ngồi xuống, nuốt vào ba khỏa đan dược, bắt đầu thổ nạp điều tức, trị liệu thương thế. chương 902, Hội hợp Hoàng đạo hiếu, còn muốn làm vùng vẫy giấy chết sao? Một gã toàn thân bị khói đen bao vây lấy bóng người, nhìn qua cách đó không xa vù vù thở dốc hoàng đường, mỉa mai nói. Ngay tại vừa rồi, đi theo tại hoàng đường bên người cuối cùng một đầu cửu cấp đồng giáp gấu, đã muốn bỏ mình, hoàng đường thành chính thức người cô đơn, dõi mắt chỗ đến, đều đều là khói đen lượn lờ quỷ vật, đưa hắn triệt để bao vây vào giữa. Người này toàn thân bị khói đen cái bọc, thân hình xa so mặt khác quỷ vật cao lớn bóng người, đúng vậy cái này một đám quỷ vật thủ lĩnh, theo trên người linh lực chấn động để phán đoán, người này có không thua nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, cảnh giới so hoàng đường còn muốn cao hơn một chút. Dưới mắt hoàng đường, trải qua luân phiên khổ chiến, sớm đã sức cùng lực kiệt, vết thương trồng chất, trên người tu bổ đổi mới hoàn toàn đồng giáp, cũng trở nên rách tung tóe, chỗ ngực thậm chí lộ ra một cái nắm đấm lớn lỗ thủng, bốn phía cái hô bất bình, một mảnh khét lẹt vẻ. Bất quá hoàng đường lông xù trên mặt, như trước tràn đầy hung lệ vẻ, hung dữ mà nhìn thẳng này đoàn quỷ ảnh, cười lạnh nói, muốn hoàng mỗ tánh mạng, chính mình tới lấy, để cho ta thúc thủ chịu chói, làm ngươi thanh thu đại mộng đi thôi, Hoàng đường chính là như vậy tính cách, người có thể gờ yêu ta ít hắn, nhưng muốn cho hắn chủ động đầu hàng, đó là muốn cũng không muốn muốn. Biết rõ là tử, cũng muốn huyết chiến mà chết, tuyệt không khuất nhục mà vong. Hi hi, hảo hán tử, chúng tiểu nhân, đưa hoàng đạo hữu ra đi. Quỷ ảnh cũng không tức giận, ngược lại khanh khách một tiếng, cánh tay vung lên, bất âm bất dương nói. Bốn phía quỷ vật lập tức tất cả cử binh lưới kiếm, hướng hoàng đường đánh tới. Hoàng đường một tiếng quát lớn, trong tay thuộc đồng côn mãnh liệt xoay tròn rồi, hô, mà một tiếng, một cổ mãnh liệt bàng nhiên sức lực, hướng bốn phương tám hướng quét tới. Phàm là bị này cổ sức lực quét chúng quỷ vật, ào ào bạo liệt ra đến, hóa thành một cổ khói đen, tứ tán phi dương, mặc cho ai đều đến không được hoàng đường bên cạnh. Tên kia cao lớn quỷ ảnh nhìn qua đây hết thảy, chỉ là vui cười, trêu chọc loại nói ra, hoàng đạo hiếu, tốt khí lực. Hoàng đường đi thẳng chính là cương mãnh đường đi, ra tay phách đạo vô luân, hiện tại đối diện với mấy cái này âm minh chi địa cơ hồ có được bất tử chi thân quỷ vật, thật sự cảm thấy đau đầu, có lực sử không được. Quả nhiên, những kia bị sức lực xé nát quỷ vật, rất nhanh lại hội tụ đến cùng một chỗ, một lần nữa ngưng tụ ra quỷ vật thân, lần nữa quơ binh khí, hướng hoàng đường đánh tới. Cứ như vậy đánh tiếp, hoàng đường pháp lực lại hùng hậu, cũng có hao hết thời điểm. Huống chi, hoàng đường cơ vốn đã là nỏ mạnh hết đà, như thế cuồng bạo công kích, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự kiên trì không được bao lâu. Cũng khó trách cái kia cao lớn quỷ ảnh dù bận vẫn ung dung, chỉ còn chờ cho Hoàng Đường một kích cuối cùng liễu tương đương. Hoàng Đường trong đôi mắt huyết sắc lóe lên, thuộc đồng côn lại là cường lực quét qua, đem bốn phía quỷ vật lần nữa đánh chúng nát bấy, thân thể nhoáng một cái, giống như mũi tên, thẳng hướng cao lớn quỷ ảnh vọt tới. Như thế nào, muốn cùng ta dốc sức liều mạng, tốt, ta tận lực bồi tiếp liễu tương đương mắt thấy hoàng đường hùng hổ đánh tới, cao lớn quỷ ảnh nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếng cười càng thêm khinh miệt, cánh tay vừa động, muốn thi triển thần thông. Liền vào lúc này, hoàng đường miệng hơi mở, oa, mà một tiếng, một ngụm máu tươi thẳng bắn ra, tại giữa không trung trung hóa làm một bồng huyết vũ, húc đầu nắp não hướng về cao lớn quỷ ảnh ngâm xuống dưới. Cao lớn quỷ ảnh vội vàng không kịp chuẩn bị, cấp cấp hướng phải nhanh tránh, vẫn bị huyết vũ ngâm non nửa thân, lập tức như nước nhập phí dầu, suy suy, thanh âm vang lớn, khói đen bốc hơi. Quỷ ảnh kêu to một tiếng, phi tốc bắn ra hơn 10 trượng bên ngoài, cái này mới đứng vững thân hình, kinh sợ nảy ra kêu lên, hảo hảo, ta lại không ngờ rằng một chiêu này. Hắc hắc, đáng tiếc a hát, ngươi chỉ là một con yêu thú mà thôi, tu luyện cũng không phải thuần dương chi công, tung coi như ngươi đem bảo một thân máu huyết đều phun xong rồi, lại há làm khó dễ được ta. Hoàng đường cười lạnh một tiếng, lão tử cho dù gờ yêu ta ít không được ngươi, cũng muốn chán ghét chán ghét ngươi. Thực đã cho ta Hoàng Tam ca là bùn nặn đích, mặc cho ngươi bài bố. Hoàng Tam, ngươi thật sự đem bà ta chọc giận, vốn ta còn muốn cho ngươi sống lâu mấy ngày này, lại để cho máu tươi của ngươi có thể phái thượng càng lớn công dụng. Nhưng ngươi hiện tại triệt để chọc giận bổn tọa, bổn tọa muốn thân ra tay, hấp sao sao máu huyết, cho ngươi biến thành một cụ cương thi, vĩnh viễn đọa A tỷ địa ngục, muôn đời không được siêu sinh cao lớn quỷ ảnh hồn hền kêu lên, không còn có lúc trước cái kia mèo đùa giỡn chuột nhàn nhã. Cho chết, có bản lĩnh đi lên, xem hoàng gia gia như thế nào thu thập ngươi. Hoàng đường nghiêm nghị không sợ, bãi xuống thục đồng côn, nghiêm nghị quát. Tốt, tốt, cao lớn quỷ ảnh một tiếng gào thét, thân thể nhoáng một cái, ngay tại chỗ hóa thành một cổ màu đen gió lốc, không ngừng xoay tròn lấy, hướng hoàng đường mang tất cả mà đi. Hắc trong gió, thỉnh thoảng dần hiện ra một u ám mặt quỷ, nhìn qua hoàng đường không ngừng mà cười lạnh. Mặt khác quỷ vật tìm được triệu hoán, cũng là ào ào tuôn ra tiến lên đây. Trong khoảng thời gian ngắn, trong sơn động, gió lạnh trận trận, quỷ ảnh lay động, rất âm trầm đáng sợ. Hoàng đường hít một hơi thật sâu, nắm chặt thục đồng côn, trong đôi mắt, thần sắc lại càng thêm kiên định. Liền vào lúc này, một đoàn màu xám đám mây, vô thanh vô tức mà ra hiện tại một đám quỷ vật trên không, xoay tròn lấy, bao phủ mà hạ, phàm là bị sám vân bao phủ trong đó quỷ vật, đều đều là không rên một tiếng tự biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thật giống như bỗng nhiên bị hít vào nào đó không đáy thâm uyên, sẽ không còn được gặp lại liễu tương đương. Đây là, rốt cuộc không hổ là nguyên anh kỳ cảnh giới quỷ vật, người thứ nhất phát giác khác thường, màu đen trong gió lốc mãnh liệt hiện ra một mặt quỷ, dương mắt nhìn hướng cái kia đoàn phi tốc tới gần sám vân, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Chính là chỗ này sao chỉ hoãn một lát, đã có hơn phân nửa quỷ vật thành oán linh bụng chung mỹ thực. Hoặc là nói, không phải là bị oán linh thôn phệ, mà là tan ra làm một thể. Oán linh, cao lớn quỷ vật rốt cục phục hồi tinh thần lại, không khỏi một tiếng thét lên, trên mặt lộ ra hoảng sợ vạn phần thần sắc, màu đen gió lốc mãnh liệt quay đầu, hướng phương hướng ngược nhau bay vụt mà đi. Người này nguyên anh kỳ quỷ vật so sánh với ngân cầu vùng tiên tử cần phải cẩn thận nhiều lắm rồi, chút nào sẽ không có muốn thu phục oán linh ý, vừa thấy thế không đúng, quay đầu bỏ chạy, tuyệt nghiêm túc. Quán linh thấy thế, lập tức đem mặt khác quỷ vật vứt xuống dưới, veo, mà một tiếng, trực tiếp hướng màu đen gió lốc đuổi theo. Các hạ muốn chạy đi nơi đâu? Một cái nhàn nhạt thanh âm, bỗng nhiên tại cao lớn quỷ vật vang lên bên tai. Một lời không tất, một tòa lóng lánh lấy ngân sắc hồ quang điện lôi quang bảo tháp đã muốn bắn ra, xét đánh một tiếng, một đạo vừa thô vừa to vô cùng hồ quang điện đón đầu oanh kích mà xuống quỷ vật đang tại tập trung tinh thần trốn chạy để khỏi chết, đào mệnh ở đâu lẫn mất mở. Chỉ nghe một tiếng thê lương vô cùng kêu thảm thiết, màu đen gió lốc lập tức tại hồ quang điện bên trong chia năm xẻ bảy hóa thành đại cổ đại cổ khói đen, tứ tán mà mở. Một đạo vài tắc cao bóng người, toàn thân lóng lánh lấy đen nhánh sáng bóng, tự khói đen chung bắn ra, mặt mũi tràn đầy thất kinh thần sắc, hướng về huyệt động một đầu, bỏ mạng chạy vội, muốn cướp đường mà đi. Làm gì được tiêu phàm sớm đã có bị, nhấc tay vừa nhấc, một đoàn nóng bỏng hỏa cầu bắn ra, oanh, mà một tiếng, hình thành một đạo xanh đầm đìa ngọn lửa bình chướng, lập tức liền đem cửa động toàn bộ phong kín. Tầng thứ ba tinh viêm quyết thi triển đi ra, không thua nguyên anh tu sĩ ra tài uy năng. Không, cao lớn quỷ vật nguyên anh trên mặt lập tức liền hiện lên một vòng vẻ tuyệt vọng, hét dầm lên. Chí dương hỏa viêm chi lực, đúng vậy hết thảy âm minh vật khắc tinh. Liền như vậy một trì hoán, oán linh biến thành sám vân dĩ nhiên đuổi theo, hướng Nguyên Anh lao thẳng tới mà xuống. Không, các ngươi không thể gờ yêu ta ta, nếu không thiên minh thành chủ tuyệt sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi đích. A à cao lớn quỷ vật Nguyên Anh nhịn không được hoảng sợ mà không ngớt lời thét lên, lại ở đâu có thể ngăn cản oán linh mảy may. Chỉ gọi đến một nửa, tiếng thét chói tai liền kiết nhiên như chỉ, lại không một tiếng động. Cắn nuốt sạch cao lớn quỷ vật Nguyên Anh, sám vân một lát cũng không ngừng lại, hướng về mặt khác phương hướng chạy trốn quỷ vật đuổi theo. Đối mặt cái này rất nhiều bữa ăn ngon, thân là nhất đẳng quỷ giới ăn nhiều hàng, muội muội là tuyệt sẽ không bỏ qua đích. Tiêu huynh đệ, đã muốn tồn tại hẳn phải chết chi tâm hoàng đường không khỏi vui mừng quá đỗi, vẫn có chút không dám tin tưởng kêu lên. Tiêu phàm mỉm cười từ một bên trong huyệt động đi ra, nói ra, tam ca, cái này lanh lợi trùng vẫn còn có chút tác dụng đích, rất không tự lại để cho ta hai anh em tạm biệt hợp đến sao. Hoàng đường không khỏi tao tao đầu, hắc hắc mà cười nói, lanh lợi trùng. Hắc hắc, ca ca ta vừa rồi vội vàng ứng phó những này quỷ vật, còn chưa kịp xem nì. Có lẽ hay là huynh đệ có dự kiến trước. Nói xong, liền hướng tiêu phàm giơ ngón tay cái lên. Mắt thấy không may mắn, tiêu phàm bỗng nhiên gờ yêu ta ếch sắp xuất hiện đến, bẻ gãy nghiền nát loại đem những này quỷ vật đều diệt sát đắc không còn một mảnh, hoàng đường còn mơ mơ màng màng đích, khoảng như mộng chung. Phút chốc, sám vân mang tất cả mà quay về, giữa không trung trung hóa làm một người ba thước đến cao trắng trẻo mập mạp tiểu hài tử đồng, đám trẻ, nhảy vào tiêu phàm trong ngực, mị mị mà kêu, có vẻ cực kỳ thích ý. Hoàng đường lại bị oán linh trên người cực kỳ cổ quái khí tức lại càng hoảng sợ, lập tức lông tóc dựng đứng, có một loại cực độ cảm giác bất an sông lên đầu, nhịn không được lui về sau hai bước, hoảng sợ mà nhìn qua tại tiêu phàm trong ngực làm nũng oán linh, ăn ăn nói, huynh đệ, cái này là vật gì? khí tức rất tốt cổ quái. Trời sinh quỷ linh, tự phi phàm vang lên. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, nói ra, Tam ca, việc này nhất thời bán hội thật đúng là nói không rõ ràng. Còn nhớ hay không Đắc Thương đại ca nói cái kia kế hoạch nham hiểm. Cái gì? Kế hoạch nham hiểm? Chính là chỗ này gì đó. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu. Hoàng Đường lập tức mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thần sắc, thứ này cũng không tránh khỏi thật lợi hại chút ít, vừa rồi cái kia quỷ vật nhưng là có thêm không thua nguyên anh kỳ cảnh giới, đơn đả độc đấu, coi như là ta cũng không phải đối thủ. Lại bị cái này kế hoạch nham hiểm một ngụm tựu nuốt xuống, mặc dù chỉ là một cái nguyên anh, đã không có quỷ thân thể bảo vệ, có lẽ hay là làm cho người khó có thể tưởng tượng. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, nghe nói tiểu gia hỏa này là trời sinh quỷ linh, cùng huyền linh thượng giới trời sinh thánh linh không sai biệt lắm. Đến cùng phải hay không có chuyện như vậy, ta cũng không phải quá rõ ràng bất quá hiện tại xem ra, tiểu gia hỏa này đảo là ưa thích thôn vệ quỷ vật. Đoạn đường này ta có thể thuận lợi tới, đắc hắn trợ lực không ít. Trời sinh thánh linh, hoàng đường lại càng trợn mắt há hốc mồm, sau nửa ngày trở lại thẫn thờ. Hắn đương nhiên nghe nói qua trời sinh thánh linh, đó là thế giới mới sinh thời điểm, cùng giới diện đồng thời sinh ra đời thánh linh kỳ thú, có được lấy không thể tưởng tượng nổi cự đại thần thông. Sau trưởng thành, uy năng to lớn, quả thực khó có thể tưởng tượng, đủ để hủy thiên diệt địa. Nếu như nói tiêu phàm hôm nay sinh quỷ linh cùng trời sinh thánh linh là cùng thẳng hàng dai mấy cái gì đó, không khỏi quá kinh khủng chút ít. Bất quá kiến thức oán linh vừa rồi thần thông về sau, hoàng đường cũng có chút bán tín bán nghi liễu tương đương. chương 903, oan gia ngõ hẹp. Tam ca, ta trước cho người trần thoáng một tí mạch. Tiêu phàm nhìn hoàng đường sắc mặt liếc, hai hàng lông mày có chút nhân lại, mở miệng nói ra, cũng không đợi hoàng đường trả lời, thân thủ liền bắt được của tay của hắn, lông mày lập tức nhíu lại. Hoàng đường thương thế, quả thực không nhẹ, chỉ có điều yêu thú thân thể trước sau như một cường hoành, Hoàng đường lại là nổi danh man hán, lúc này mới kiên trì đến nay. Nếu là đổi thành nhân loại tu sĩ, bị thương như thế trầm trọng, chỉ sợ sớm đã chịu không được liễu tương đương. Tại sao có thể như vậy? Trên đường đi đụng phải rất nhiều hảo thủ sao? Hoàng đường đối với thương thế của mình ngược lại lơ đánh, ha ha cười một tiếng nói ra, huynh đệ, người khoan hãy nói, dọc theo con đường này quả thực đụng phải mấy cái cứng tay, mỗi lần đều là khổ chiến một phen mới có thể năng lực miễn cưỡng rời khỏi. Vốn bên người hội tụ hai mươi mấy người thú tộc huynh đệ, đánh đến hiện tại, cũng là một người cũng không còn liếu tương đương. Huynh đệ, cũng là người nói đúng, những này quỷ vật cùng ma thú, chính là cố ý dẫn chúng ta mắc câu đích. Chúng ta đều trúng kế. Hoàng đường nói xong, nặng nề hất lên đầu, ngữ khí có chút buồn nản lúc trước ai đều không nghe tiêu phàm cảnh cáo, thế cho nên rơi xuống kết quả như vậy. Cũng không biết đại ca cùng nhị ca thế nào. Hơi khoảnh, hoàng đường lại lo lắng nói. Tiêu phàm an ủi, bọn hắn ngươi không cần lo lắng, dùng thương đại ca tu vi, những này quỷ vật có thể làm gì được hắn không nhiều lắm. Coi như là ô nhị ca, cũng là tâm tư kín đáo, sẽ không dễ dàng bị người áp chế. Hy vọng như thế đi, huynh đệ, người không sao chớ t r u i e n c u a t u i n e t Ta lại là không có sự tình, chính là Hắc Lân bị thương, đang tại an dưỡng. Còn có, thổ ma ngẫu ra điểm sự tình. Thổ ma ngẫu xảy ra chuyện, thổ ma ngẫu có thể xảy ra chuyện gì? Hoàng đường có chút kinh ngạc hỏi. Tiêu phàm liền đem tình hình nói đơn giản một chút. Hoàng đường giật mình nói, có loại sự tình này, cái này huy linh lão ma thật là giảo hoạt đích, cái kia người bây giờ còn có thể cảm ứng được thổ ma ngẫu tồn tại có ở đây không? Này là thổ ma ngẫu, hoàng đường cũng đã gặp không chỉ một lần, biết là tiêu phàm đắc lực giúp đỡ. Cái này quan trọng hơn trước mắt, lại bị uy linh lão ma nửa đường, bắt cóc. Còn đáp thượng một cái chuyên môn khắc chế quỷ đạo thần thông tụ hồn bát, thật sự tổn thất không nhỏ. Hiện tại cảm ứng không đến, khả năng uy linh lão ma chạy trốn quá xa liếu tương đương. Bất quá, hắn muốn triệt để diệt sát thổ ma ngẫu trước kia nguyên thần, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cái kia nguyên thần đã cùng thổ ma ngẫu tan ra làm một thể. Trừ phi là tinh thông vô thuật người tự mình tế luyện, nếu không rất khó thay đổi, thay thế thổ ma ngẫu chủ nguyên thần. Chỉ cần tiếp cận đến khoảng cách nhất định trong, ta liền cho có thể cảm ứng được thổ ma ngẫu tồn tại. Xem chừng, uy linh lão ma sớm muộn còn sẽ chủ động tới tìm ta đích. Chắc hẳn hắn sẽ không cam lòng vĩnh viễn dùng ma ngẫu thân sống ở cái này phong ấn chi địa. Cả ngày cùng quỷ vật cùng ma thú làm bạn." Tiêu Phàm rất tỉnh táo mà phân tích nói. Lời tuy như thế, hay là muốn cẩn thận là hơn. Dù sao cái kia lão ma trước kia có nguyên anh kỳ tu vi, kinh nghiệm lão đạo. Vừa nói đến Tiêu Phàm sự tình, Hoàng Đường liền tương đối cẩn thận. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, móc ra một cái bình ngọc, đưa cho Hoàng Đường, nhẹ nói nói: "Tam ca, người trước chữa thương, chúng ta hảo hảo tính dưỡng hai ngày nói sau. Hoàng đường cười khổ một tiếng, nói ra, huynh đệ, lão ca hiện tại nhất định là tính không nổi tâm đến, không biết những này quỷ vật rốt cuộc muốn làm gì được chúng ta, trong đầu tổng không nỡ. Tiêu phàm thông qua siêu hồn, ngược lại mơ hồ biết rõ một ít, những này quỷ vật là muốn đem yêu thú tiến hành cái gì huyết tế. Bất quá lời này, tạm thời không tốt cùng hoàng đường nhắc tới, miễn cho trong lòng của hắn càng thêm không yên, Khẽ cười nói tam ca, bất kể như thế nào, ta muốn trước dưỡng tốt tổn thương, khôi phục pháp lực, mới tốt phá vòng vây đi ra ngoài. Như thế, vậy thì chữa thương A, lập tức tiêu phàm ngay tại chỗ bố trí xuống hoa đào đại trận, tự mình vì hoàng đường hộ pháp. Hoàng đường cái này một chữa thương chính là hai ngày hai đêm, dùng thương thế của hắn mà nói, một chút như vậy thời gian, thật sự là quá gấp gáp. Ít nhất phải tính dưỡng ba năm năm năm, mới có thể chân tránh hoàn toàn khôi phục bất quá thân ở hiểm địa tự nhiên trì hoãn không dậy nổi nhiều thời giờ như vậy chỉ có thể lấy cực kỳ phách đạo dược lực tạm thời ngăn chặn thương thế lại dùng đan dược cùng linh thạch cường ép hio ta ép đem tiêu hao linh lực bổ đầy trước cầu thoát thân nói sau huynh đệ kế tiếp chúng ta chạy đi đâu hoàng đường hỏi mặt mũi tràn đầy hồng quang nhìn về phía trên thương thế đã muốn triệt để khỏi hẳn chỉ cần cùng tiêu phàm cùng một chỗ hoàng đường tựu không thích lắm động đầu óc lâm lang núi ba vị lo liệu việc nhà hoàng đường là không nhất dùng não một cái dù sao chỉ cần thương đại ca cùng ô nhị ca có phân phó hoàng tam ca anh dũng về phía trước là được hướng đông tiêu phàm không chút do dự đáp hoàng đường bế quan chữa thương hai ngày này tiêu phàm không có đánh ngồi điều tức mà là một mực khởi quẻ suy diễn mỗi một lần quẻ tượng đều là đại hung nhưng từng cái quẻ tượng đều biểu hiện phương đông hơi có một đường sinh cơ chỉ là cái này Tuyến sinh cơ cực kỳ mờ ảo, vài không thể nhận ra, không phải tiêu phàm như vậy nhất đẳng đại thuật sư, hoàn toàn từ đầu luôn luôn tựu không khả năng theo khó bề phân biệt quẻ tượng bên trong giải ra một chút như vậy hy vọng đến Hoàng Đường lại không hỏi nhiều, mở ra đi nhanh, tựu hướng phương đông mà đi. phía trước ba canh giờ, tựu gặp hai nhóm địch nhân, một lớp ma thú một lớp quỷ vật, cũng may đều không có nguyên anh kỳ cao thủ rất nhẹ nhàng đã bị tiêu phàm cùng hoàng đường diệt gỡ yêu ta chết. Sau đó kế tiếp một thời gian thật dài, đều không có gặp lại một cái quỷ vật, cũng chưa từng đụng phải một đầu ma thú, cả thế giới dưới lòng đất, tựa hồ thoáng cái tựu trở nên an tính. Hoàng đường ngược lại có chút không lớn thói quen, kinh ngạc hỏi, huynh đệ, đây là có chuyện gì? Tiêu phàm hai hàng lông mày nhẹ trao lại, nói ra, loại khả năng, Thứ nhất là chúng ta đã muốn tiếp cận đến quỷ vật cùng ma thú cần gấp nhất khu vực, thứ hai, ngay cả có người tại chúng ta phía trước mở đường. Ha ha, nếu như là loại thứ hai có thể nói, vậy thì thật tốt quá, chúng ta tranh thủ thời gian đi cùng đạo hữu khác hội hợp. Tiêu Phàm tự nhiên xa không có hoàng đường lạc quan như vậy, tại đây phong ấn chi địa, hết thảy đều rối loạn bộ, đụng phải mặt khác yêu thú, chưa hẳn tựu là người một nhà, làm không tốt sau so gặp được quỷ vật cùng ma thú còn muốn đáng sợ cần biết tiến vào phong ấn chi địa hậu, mỗi tên biến hóa yêu thú đều đều thu hoạch xa xỉ, đúng vậy mặt khác yêu thú đỏ mắt mục tiêu. Nghĩ nghĩ, tiêu phàm thấp giọng nói ra, tam ca, tung tính toán gặp được mặt khác thú tộc đồng đạo, chúng ta hay là muốn chú ý để ý. Dù sao lòng người khó dò, ai cũng không biết những người khác trong lòng là nghĩ như thế nào đích. Hoàng đường ha ha cười một tiếng, nói ra, huynh đệ yên tâm, ai dám đánh chủ ý của chúng ta, ta tự kệ mẹ hắn đích. Tiêu phàm nhẹ gật đầu, không có nói cái gì nữa. Lại đi ba canh giờ, một tòa màu nâu đen cung điện thức công trình xây dựng, đập vào mi mắt. Nhìn qua có chút rộng mở màu nâu đen cửa cung, hoàng đường dừng bước, đối với tiêu phàm nói ra, huynh đệ, cũng là người nói đúng, tại đây khả năng tựu là đối phương cần gấp nhất khu vực liễu tương đương. Làm sao bây giờ, chúng ta muốn hay không đi vào? Ừm, tiêu phàm có chút vuốt cằm, hai mắt nhắm lại, đáy mắt lục mang lóng lánh ngoại trừ tiến vào cái này tòa cung điện, chỗ gần cũng không có mặt khác thông đạo, trừ phi bọn hắn lui về cái khác nghi cách. Trong cung điện im ắng ních, thiên nhãn thần thông cũng nhìn không ra mánh khóe. Đi thôi, tiêu phàm hạ quyết tâm, tia ánh sáng trắng lóe lên, tuyết trắng, huyền tinh giáp, di động hiện ra, đem toàn thân đều bao vây lại. Thấy tiêu phàm cẩn thận như vậy, hoàng đường lược ăn cả kinh, cũng đem đồng giáp tròn tại trên người. Lại đi gần chút ít, có thể chứng kiến, cung điện ngoài cửa lớn có tranh đấu dấu vết, mặt đất gồ ghề đích, một mảnh đống bừa bột, trong không khí tràn ngập một cổ chua sót hương vị. Hoàng đường hai hàng lông mày mãnh liệt dơ lên, nói ra, ma thú. Rõ ràng là ma thú hủ huyết khí tức. Tiêu phàm nói ra, xem ra đã có người trước xông vào. Cái này trận đánh nhau, chỉ sợ không dễ dàng như vậy thấy rõ ràng. Đúng thế, chúng ta trời xanh núi thực lực cũng là không giống tiểu khả, muốn một ngụm đem chúng ta nuốt mất, nào có dễ dàng như vậy. Tiêu phàm mỉm cười, gật đầu đồng ý. Cái này tòa cung điện đang tại phương đông vị trí, chỉ sợ sẽ là quẻ tượng trung ẩn ẩn lộ ra cái kia một đường sinh cơ. Chỉ cần song phương thực lực tương đương, không hiện ra nghiêng về một bên tình hình, thế cục tựu không đến mức không song cực độ. Người cẩn thận từng ly từng tí mà đi vào cung điện, tiêu phàm, huyền tinh giáp, bên ngoài, lóng lánh lấy tầng một nhàn nhạt, nhạt lam mang, đúng vậy tinh viêm quyết tầng thứ ba hộ thể màn hào quang. Cách đắc hơi xa một chút, phát giác không đến cái gì dị thường, nhưng chỉ cần vượt tiếp cận hộ thể màn hào quang ba thước trong, nóng bỏng nhiệt độ cao cơ hồ có thể hòa tan hết thảy. Cung điện toàn thân dùng màu nâu đen cự thạch xây thành, mang theo cực kỳ phong cách cổ xưa khí tức, cùng tiêu phàm tại địa phương khác cảm nhận được tang thương giống như đúc. Trên đường đi thỉnh thoảng chứng kiến mở ngược bể bụng ma thú, cùng tán lạc nhất địa cổ quái binh khí tiêu phàm đứng ở một đầu chiều cao mấy trượng cực lớn ma thú trước kia hai hàng lông mày có chút nhân bắt đầu đứng dậy đầu ma thú này thi thể bên cạnh có một chuôi phá toái không chịu nổi khổng lồ phá núi đại phủ từ đó chém làm hai đoạn hoàng đường cử động tay khẽ vẫy đem nửa thanh phá núi đại phủ nắm trong tay nhẹ nhàng hít một hơi nói ra tốt phong duệ binh khí không hề nghi ngờ hoàng đường khích lệ không phải chuôi này đã muốn chém làm hai đoạn phá núi cự phủ tùy cơ hội liền hướng tiêu phàm giải thích tiêu huynh đệ, chui, này phá núi cự phủ, toàn thân đều là dùng thiên cương ngân luyện chế mà thành. Thiên cương ngân cứng rắn, lão ca nói với người qua đích, người cái này huyền tinh giáp ở phía trong, tựu sáp nhập vào hai thành đã ngoài thiên cương ngân. Hiện tại chui, này búa, bị người từ đó vừa bổ đoạn, thậm chí ngay ngọn gió đều đánh chúng nát bấy. Lại không biết là ai làm, chẳng lẽ là thiên sơn quân. Vừa nhắc tới cái tên này, hoàng đường sắc mặt liền lập tức trầm xuống hắn và thiên sơn quân gờ iota ết vợ chi thù, chọn đời nan giải. Luận đến binh khí phong duệ người này thiên sơn lưỡi kiếm, là cả trời xanh núi lĩnh vực đều nổi danh đích. Hắn tu luyện cũng là kim thuộc tính công pháp. Tiêu phàm gật gật đầu, nói ra, như thế nói đến, thật là có có thể là hắn. Người xem tại đây mỗi một đầu ma thú đều mở ngực bể bụng, yêu đàn bị lấy đi liếu tương đương. Có thể thấy được diệt sát những này ma thú người, cũng không hoảng loạn, mà là dù bận vẫn ung dung, thành thạo. Nếu như không phải cảnh giới cao hơn quá nhiều, đã muốn vào địch nhân căn bản trọng địa, rất khó chấn định như vậy tự nhiên. Tiêu phàm lại tùy cơ hội nhìn nhìn quanh thân hắn ma thú của hắn thi thể, tiếp tục nói có lẽ còn không dừng lại thiên sơn quân một người, những này ma thú vết thương trí mệnh tất cả không giống nhau, không có khả năng đều là thiên sơn quân gỡ yêu ta hết. hắn khẳng định còn có mặt khác giúp đỡ. Hoàng đường liên tục vuốt cằm, Chầm giọng nói ra, nếu thật là hỗn đản này lời mà nói, chúng ta cũng phải cẩn thận chút ít, người này đúng vậy cực kỳ ác độc. Hắc hắc, ta tưởng là ai ở sau lưng nói nói bậy đâu rồi, nguyên lai là Hoàng Tam Ca. Hoàng đường một lời không tất, một cái âm hiểm thanh âm bỗng nhiên vang lên, đúng vậy thiên sơn quân. chương 904, chấn nhạc thần quân mật lệnh. Hoàng đường cùng tiêu phàm chấn động, lập tức phi thân lui về sau đi. Chỉ thấy đằng trước góc rẽ, đi tới hai người, trước một người, thân hình cao lớn, không thua hoàng đường, trường miệng đại tai, cái nanh rũi ra miệng bên ngoài, lóng lánh lấy lãnh khốc hàn mang, đúng vậy hoàng đường sinh tử đại thù thiên sơn quân. Một người khác, thì là báo thủ thân người, trên mặt rậm rạp chẳng chịt mà trường lấy không ít tiền tài loại điểm lấm tấm, cũng là một đầu biến hóa yêu thú, khí thức mạnh, không tại hoàng đường phía dưới. Người này tiêu phàm cũng nhận thức, là thiên sơn quân anh em kết nghĩa, có hóa hình sơ kỳ tu vi, bản thể chính là một đầu biến dị báo gấm. Ai nha, thật sự là không nghĩ tới, dùng hai vị như vậy điểm tu vi, rõ ràng cũng có thể đi đến nơi đây, xem ra hai vị vận khí rất không tồi a hát. Thiên Sơn quân phảng phất đầu một hồi nhìn thấy bọn hắn tựa như nhìn từ trên xuống dưới hoàng đường cùng Tiêu Phàm, cười hắc hắc, mang theo rõ ràng khinh miệt ý, nói ra. Người này tu vi không tại thương kỳ phía dưới, ngay chấn nhạc thần quân ngày bình thường đối với hắn đều có chút khách khí cũng là quả thật có như vậy ngạo nghĩa tiền vốn. Bất quá, hai vị vận khí tốt, dừng ở đây liếu tương đương. Hoàng đường, còn có cái gì di ngôn, nói ra nghe một chút, có lẽ bản đại vương còn có thể cho ngươi giải quyết xong một cái cọc tâm nguyện. Thiên Sơn quân mắt nhỏ tại trên thân người qua lại quét qua, giữ tợn vừa cười vừa nói, không che giấu chút nào chính mình đặc hơn sát cơ. Vương bát đản, hoàng đường nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ hung bạo khí tức, phóng lên trời, tay cầm thuộc đồng côn, muốn tiến lên cùng Thiên Sơn quân dốc sức liều mạng. Hắn và Thiên Sơn quân có gợi yêu ta ít vợ chi thù, tại trời xanh núi thời điểm, nếu không phải bị chấn nhạc thần quân cưỡng chế lấy, đã sớm tìm Thiên Sơn quân dốc sức liều mạng đi. Hoàng đường chính là trùng trồng tính cách, chỉ cần khoái ý ân cừu, sinh tử chi bằng không để ý. Tiêu phàm nhẹ nhàng khoát tay, ngăn cản hoàng đường, nhìn về phía Thiên Sơn quân, lạnh nhạt nói ra, ngàn tiền bối, nơi này là phong ấn chi địa, chúng ta cộng đồng địch nhân là những kia quỷ vật cùng ma thú. Hơn nữa chấn nhạc thần quân sớm đã có lệnh, nghiêm cấm thú tộc đồng đạo tự gỡ yêu ta ết lẫn nhau. Nếu không chỉ có tiến thêm một bước suy yếu thực lực của chúng ta, lại để cho quỷ vật cùng ma thú đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Ngàn tiền bối cũng là nhất đại kiêu hùng, như vậy đạo lý đơn giản, chắc hẳn không dùng tại hạ nhiều lời bỏ đi. Thiên Sơn quân liếc nhìn hắn một cái, khinh thường nói, hắc hắc, tiêu đạo hiếu, các ngươi nhân tộc tu sĩ, Quả nhiên là miệng lưỡi bén nhọn Bất quá, tại tu chân giới Thủy Trung là cường giả vì vương Ngươi thực lực không đủ Cho dù thật sự lưỡi đầy hoa sen Nói được ba hoa chích trè Lại có chỗ lợi gì Chấn nhạc thần quân đã sớm ban xuống thân thiết lệnh Người cái này người từ ngoài đến Là chúng ta trời xanh núi địch nhân nguy hiểm nhất Chỉ cần một có cơ hội Vô luận ai gỡ yêu ta ít ngươi Thần quân đều có trọng thường Ngươi nói hưu nói vượn Hoàng đường lập tức hét lớn một tiếng chấn nhạc thần quân lúc nào có như vậy mật lệnh rồi. Ta như thế nào không biết. Thiên Sơn quân cười lạnh một tiếng, cực kỳ khinh miệt nói, người đương nhiên không biết. Chấn nhạc thần quân biết rõ ngươi là không có đầu óc ngu xuẩn, sớm được này nhân loại tu sĩ che lại hai mắt. Như vậy mật lệnh, sao sẽ nói cho ngươi biết? Thần quân nói được minh bạch, hoàng đường nếu là khăng khăng một mực, một ý che chở ngoại nhân, chính là trời xanh núi phản đồ, mỗi người đắc mà gỡ yêu ta ết chi. Hoàng Đường lập tức nổi trận lôi đình, tức giận đến trên cổ gân xanh một cây bạo chán mà mở. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói ra: các hạ mình muốn gỡ yêu ta ít người đoạt bảo, nói thẳng chính là làm gì đem cái này to như vậy đắc tội tên áp đặt tại chấn nhạc thần quân trên đầu. Hắc hắc, xem ra ngươi còn đối với chấn nhạc thần quân ôm tưởng tượng. Cũng thế, coi như là ta ngàn người nào đó xem các ngươi không vừa mắt, muốn muốn gỡ yêu ta ít người đoạt bảo, cái kia thì sao? các ngươi là ý định chính mình ngoan ngoãn kết thúc, hãy để cho bản đại vương tự mình ra tay, đưa các ngươi ra đi. Muốn là mình kết thúc lời mà nói, có thể thiếu được rất nhiều thống khổ tra tấn. Bản đại vương thủ đoạn, hoàng đường cái này ngu xuẩn đúng vậy lĩnh giáo qua không chỉ một lần rồi. Phóng mẹ của ngươi thối chó má. Thiên Sơn quân lời còn chưa dứt, hoàng đường đã muốn chửi ầm lên. Làm càn. Thiên Sơn quân sắc mặt trầm xuống, thân thể nhoáng một cái, một hai chục trượng khoảng cách, Bỗng nhiên tới, hai tay hướng bên miệng vừa sờ, hai khỏa tuyết trắng răng nanh sớm đã chóc ra, nắm trong tay, biến thành hai thanh dài đến bốn xích hậu bối đại khảm đao, cuồng gió gào thét, một trái một phải, hướng hoàng đường cùng Tiêu Phàm phân biệt nhằm thẳng vào đầu chém. Đao phong chưa gần người, hai người chỉ cảm thấy một cổ áp lực cực lớn, tựa như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau, vào đầu bao phủ mà xuống. Nhìn về phía trên, Thiên Sơn quân thân hình cường tráng, không tại hoàng đường phía dưới, động tác lại nhanh nhẹn vô cùng, rõ ràng vừa ra tay, đã gần thân chém gỡ Iota ít thủ đoạn, mà cũng không có tính toán bằng vào cảnh giới thượng khác biệt, dùng pháp lực pháp bảo thủ thắng. Có thể thấy được Thiên Sơn Quân chẳng những đối với chính mình cận thân chém gỡ Iota ít cực kỳ tự phụ, đồng thời cũng không muốn tại hoàng đường cùng tiêu phàm trên người hao phí quá nhiều pháp lực, muốn bằng trả giá thật nhỏ, rất nhanh đưa hắn lưỡng giải quyết hết. Bất kể thế nào nói, tại đây cũng là quỷ vật cùng ma thú hoành hành chi địa, Thiên Sơn quân chính thức đại địch, cũng không phải hoàng đường cùng tiêu phàm, mà là những kia núp trong bóng tối, cho tới nay chưa lộ diện đẳng cấp cao quỷ vật cùng biến hóa ma thú. Nếu thật là ở chỗ này lãng phí quá nhiều pháp lực, đã có thể có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Hoàng đường một tiếng quát lớn, hai tay nắm chặt thuộc đồng côn, không chút do so dự hướng về vào đầu đánh xuống hậu bối đại khảm đao đón đánh đi lên. Đương làm, một tiếng niếc tai nhức óc nổ mạnh truyền đến, hỏa hoa văng khắp nơi, tiếng dê y dị ở bên trong, hoàng đường thân thể cao lớn thất tha thất thiểu lui về sau năm sáu bước, lông xù trên mặt nhanh chóng hiện lên một vòng khác thường màu đỏ, cưỡng ép hát yêu ta ép đem phun lên lồng ngực một ngụm máu tươi nuốt trở vào. Hắn vốn là trọng thương chưa lành, lần này cùng thiên sơn quân cứng đối cứng, lập tức liền dẫn động vết thương cũ. Oanh! Thiên sơn quân tay trái một đao, lại kết kết thật thật chém trên mặt đất, dày đặc màu nâu đen nham thạch mặt đất, lập tức vỡ ra một đạo cự đại lỗ hồng, như cùng một cái xấu xí con rết, một mực kéo dài đến hơn 10 trượng bên ngoài. Một đao kia, chém tại không trung tại chỗ đã muốn không thấy tiêu phàm bóng dáng. Tiêu phàm nhưng còn không có cuồng vọng tự đại đến cho là mình có thể trọi cứng hóa hình trung kỳ yêu thú một đao. Trừ phi hắn có thể tại lập tức kích phát cự linh biến thân, hơn nữa kim cương thiết cốt thần thông, có lẽ còn có thể ngăn cản mấy chiêu. Dù sao hắn cự linh biến thân cùng kim cương thiết cốt thần thông, ngay thường kỳ đều thừa nhận có ra, nếu thật là như vậy, chỉ sợ thiên sơn quân tựu không thể không nương tựa theo cảnh giới thượng ưu thế, dùng pháp lực cùng pháp bảo tới lấy thắng. Bất quá dùng tiêu phàm hiện tại kim đan hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, cưỡng ép hát yêu ta ép kích phát cự linh biến thân cùng kim cương thiết cốt hai đại thiên phú thần thông, cùng hóa hình chung kỳ yêu thú lấy cứng trọi cứng, tiêu hao pháp lực sẽ cực kỳ khủng bố, có lẽ không cần phải thiên sơn quân tổn thương hắn, mấy cái hiệp đi qua tiêu phàm chính mình tựu chống đỡ không nối liễu tương đương. Trong khoảng khắc, tiêu phàm liền đã nhận rõ tình thế, áp dụng thích hợp nhất ứng đối kế sách. Được từ yêu đao tông thuấn di chi thuật, lập tức đã bị tiêu phàm phát huy đến cực hạn, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, may mắn thế nào mà lánh mở đi ra, tại mấy trượng bên ngoài sông ra. Tiêu đạo hiếu, tốt tuấn thân thủ, cái này thuấn di chi thuật tăng thêm độn thổ thần thông, thật đúng là trốn chạy để khỏi chết đào mệnh hảo thủ đoạn, ha ha. Cầm lên lòng đất xuất hiện, Tiêu phàm bên tai tựu vang lên một hồi tiếng cười khinh miệt, mang theo nói không nên lời mỉa mai ý. Tiêu phàm quay đầu nhìn lại, đúng vậy đầu kia biến hóa báo gấm, tựu đứng ở cách đó không xa, hai tay ôm ngực, hai mắt gắt gao nhìn thẳng hắn, không ngừng cười lạnh. Lão Tam, cả nhân loại này tiểu tử, tựu giao cho ngươi, ngươi đem hắn giải quyết hết. Cho tới nay, Hoàng Tam ca đều nhớ mãi không quên gợi yêu ta vợ chi thù, ngày hôm nay ta liền cho hảo hảo cùng hắn tính toán tính toán khoản này sổ sách hắc hắc, hắc hắc hắc. Vừa thấy biến hóa báo gấm đã muốn coi chừng tiêu phàm, thiên sơn quân liền lạnh cười rộ lên, dù bận vẫn ung dung nói. Biến hóa báo gấm ha ha cười một tiếng, nói ra, đại ca yên tâm, ta sẽ hảo hảo mời đến tiêu đạo hữu đích. Đảo muốn nhìn, cái này 30 năm gian, chấn nhạc thần quân tìm lớn như vậy một cái giá lớn, thương kỳ tự mình dạy bảo, rốt cuộc cho luyện ra một cái dạng gì quái vật. Nhân loại tu sĩ tu luyện chúng ta thú tộc thiên phú thần thông, cũng thiếu thiệt thòi, bọn hắn nghĩ ra. Thiên Sơn Quân cười nói, Lão Tam, người còn không muốn quá mức xem thường này nhân loại tiểu tử, luyện hóa nhiều như vậy cự linh thú nội đan cùng cự linh quả, hắn hôm nay một thân máu huyết, chỉ sợ so tất cả cửu cấp thú tộc đều muốn mạnh hơn nhiều. Ngàn vạn không cần phải lãng phí. Đại ca yên tâm, tuyệt đối sẽ không lãng phí đích, ngay một giọt huyết cũng sẽ không lãng phí rơi. Biến hóa báo gấm trong mắt sẽ cực kỳ nhanh hiện lên một vòng vẻ tham lam, Rũi ra một đầu đỏ tươi đầu lưỡi, vòng quanh miệng lớn dính máu dạo qua một vòng, chậm rãi rụt trở về, gắt gao nhìn thằng tiêu phàm, phảng phất chính đang đánh giá lấy một đạo thập toàn đại bổ bữa ăn ngon, tính toán muốn từ nơi nào hạ khẩu. Huynh đệ, người đi mau, ta ở chỗ này ngăn chặn bọn hắn. Tiêu phàm như trước thần sắc chấn định, chỉ là nhàn nhạt mà nhìn lại lấy báo gấm, bên tai lại vang lên hoàng đường cấp cấp truyền âm thanh âm. Rất hiển nhiên, Hoàng Đường cũng đã ý thức được dưới mắt thế cục hung hiểm, dùng hai hắn thực lực toàn lực ứng phó đối kháng thiên sơn quân một người còn hoàn toàn không là đối thủ lại càng không cần phải nói hắn hiện tại thân chịu trọng thương thiên sơn quân lại còn có một tên biến hóa yêu thú làm giúp đỡ lại càng hẳn phải chết không thể nghi ngờ không có nửa phần lao động chân tay tam ca ngươi không nên cùng hắn liều mạng nghĩ biện pháp ngăn chặn hắn chờ ta trở lại tiêu phàm trong mắt tàn khốc lóe lên rất tỉnh táo mà cho hoàng đường truyền âm nói ra huynh đệ ngươi hoàng đường cả kinh, không biết tiêu phàm nói như vậy là dụng ý gì, tựa hồ hắn có biện pháp đối phó được biến hóa báo gấm. Nhưng cái này có chút không đại khả có thể. Này đầu biến hóa báo gấm, hoàng đường cũng từng cùng hắn đã giao thủ, biết rõ bản lãnh của hắn, không thua kém chi mình. Tiêu phàm tuy công lực đại tiến, có thể theo báo gấm thủ hạ thoát được tánh mạng, đã muốn rất khó lường, về phần nói đến trở về giúp hắn đối phó thiên sơn quân, hoàng đường thật là có điểm không tin tưởng lắm tu chân thế giới rất tàn khốc, chưa bao giờ sẽ có quá nhiều kỳ tích phát sinh. Hắc hắc, chết đã đến nơi rồi, còn ở nơi này nói nhỏ. Biến hóa báo gấm cười lạnh liên tục, hắn tuy nhiên nghe không được tiêu phàm cùng Hoàng Đường đang nói cái gì, nhưng hai người bờ môi khẽ nhúc nhích tình hình, tự nhiên thấy nhất thanh nhị sở, đơn giản là đang thương lượng như thế nào trốn chạy để khỏi chết đào mệnh sự tình. Về phần nói đến đả bại bọn hắn, báo gấm ngay muốn đều không nghĩ như vậy qua đã đụng phải huynh đệ chúng ta, vậy cho dù các ngươi không may, muốn từ trong tay của ta chạy thoát, không có cửa đâu cưng. Tiểu tử, chuẩn bị chịu chết đi. Báo gấm một mực vây quanh ở trước ngực bàn tay lớn, mãnh liệt sáng đi ra, chỉ thấy hai tay của hắn, giống như kim loại giống nhau, lóng lánh lấy lãnh khốc sáng bóng, chút nào cũng không giống là huyết nhục chi thân thể. chương 905, vật lộn chi thuật. Dấu lớn tiêu phàm không nói hai lời, trực tiếp hướng một bên đồng đạo bay đi, lại không đánh mà chạy. Tiểu tử, lúc này còn muốn đi, không phải nằm mơ sao. Biến hóa báo gấm giữ tợn cười một tiếng, dưới chân độn quang cùng một chỗ, không cần suy nghĩ, trực tiếp đuổi tới. Nhưng hắn là rất rõ ràng, thường kỳ bọn hắn lấy được thứ tốt, đều phân ra một phần cho này nhân loại tu sĩ, đãi ngộ quả thực cùng mặt khác biến hóa yêu thú giống như đúc, hiện nay tiêu phàm trên người không biết có bao nhiêu tốt bảo bối. Lại càng không cần phải nói, Tiêu Phàm thân mình chính là thập toàn đại bổ thuốc tiên. Lão Tam, cẩn thận chút, này nhân loại tiểu tử có chút cổ quái. Thiên Sơn Quân lại nhịn không được nhắc nhở một câu. Báo gấm sớm đã đi xa. Tiêu Phàm chạy trốn cũng không quá nhanh, thủ đoạn một phen, trong tay nhiều hơn giày đặc một chồng bùa, vừa chạy vừa sau này ném. Từng đoàn từng đoàn hỏa cầu, từng đạo tia chớp, từng đạo đao mang, phô thiên cái địa hướng về sau lưng báo gấm bay đi tất cả bùa cũng không phải thứ phẩm, mà là chính phẩm, những năm này gian, tiêu phàm tốn hao vô số thời gian cùng tinh lực luyện chế ra đến tinh phẩm bùa, mỗi một đạo bùa uy lực, đều tương đương với tiêu phàm bản thân ra tay 3 đến 4 thành uy lực, tuy không thể đối với biến hóa yêu thú tạo thành thương tổn quá lớn, uy năng thực sự tuyệt đối không thể khinh thường, tung tính toán yêu thú ra dày thịt béo, thân thể cường hoành, đối mặt cái này phô thiên cái địa mà đến bùa, báo gấm cũng chỉ có thể một bên lớn tiếng chửi bới một bên ra tay đem những này bùa đều càn quét không còn. Bởi như vậy, tốc độ của hắn tự nhiên thì mau không nổi, ngay phía trước tiêu phàm thân ảnh đều có chút xem không đại chân cắt. Thừa cơ hội này, tiêu phàm ống tay áo run lên, hắc lân bắn ra. Hóa thành một đạo hắc mang, rất nhanh liền biến mất ở phía trước ngoặt khom, đạo nơi, không thấy bóng dáng. Hắc lân trọng thương chưa lành, một mực linh thú hoàn ở phía trong chữa thương, đương làm lần nguy cấp thời điểm, tiêu phàm cũng không khỏi không đem nàng triệu hoán đi ra, trợ thượng giúp một tay. Đối mặt báo gấm như vậy hàng thật giá thật biến hóa yêu thú, tiêu phàm cũng không ý định cứng đối cứng. Năm đó diệt sát ân lão quái trò cũ, không ngại làm lại một lần. Dù sao dưới mắt tiêu phàm, sớm đã không phải 30 năm trước mới từ lệ thú cánh đồng hoang vu đi ra lúc có thể so sánh, chỉ nửa bước đã muốn bước vào nguyên anh kỳ, mượn nhờ ảo trận chi lực, tuyệt đối có thể cùng hóa hình sơ kỳ yêu thú một trận chiến, mà không cần cưỡng ép hát ta ép kích phát lôi bằng biến thân. Có lẽ bởi vì song phương đối lập thực lực cách xa, báo gấm đối với tiêu phàm thủ đoạn nhỏ hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không có gì phòng bị, chỉ lo trong đầu buồn bực đuổi theo. Sớm một chút giải quyết hết tiêu phàm, miễn cho đêm dài lắm mộng. Nếu thật là đợi thiên sơn quân vượt lên trước gờ yêu chết hoàng đường, tới nửa chặn ngang một gậy tre, cái này thập toàn đại bổ, thuốc tiên, đã có thể không có thể nhất định có thể đi vào được trong miệng của hắn về phần tiêu phàm chữ vật vòng tay ở phía trong nhiều loại bảo vật, tự nhiên cũng hơn nửa cùng hắn không có liên quan. Song phương một đuổi một chạy, lập tức tự rời xa thiên sơn quân cùng hoàng đường tranh đấu chỗ. Tiêu phàm trong tay tựa hồ cuồn cuộn không dứt bùa, cũng rốt cục không hề phát ra. Báo gấm cười lạnh nói, tiểu tử, như thế nào không ném bùa rồi. Tiếp tục a hát, ta xem ngươi còn có bao nhiêu bùa có thể dùng. Yêu thú mặc dù nhiều tính ra đều không tinh thông bùa chi thuật, nhưng cũng biết, luyện chế một thượng phẩm linh phù, tuyệt không phải chuyện dễ, tung xem như những nhân kia nguyên anh tu sĩ, cũng khó có thể lớn như vậy đem bả rất nhiều đem thượng phẩm bùa ném lấy chơi. Cái kia thuần túy là phá ra chi tử hành vi. Ánh sáng màu lam lóe lên, một đạo xanh đầm đìa đao mang, bỗng nhiên hướng báo gấm chém tới. Đao mang chưa gần người, một cổ nóng bỏng khí lãng, trước tựu thẳng đến mặt mà đến. Còn, báo gấm hử lạnh một tiếng, phải giơ tay lên, lập tức cuồng gió gào thét một cổ kình phong mang tất cả ra rất hiển nhiên cái này yêu thú như trước đem đạo này đao mang trở thành bồ chi lực nhìn như tiện tay một kích trên thực tế cũng vận dụng hắn năm luật cũ lực đối phó chính là một đạo bùa biến ảo đao mang tự nhiên là dư giả suy một tiếng vang nhỏ tựa như liệt bạch giống nhau đao mang đơn giản xé rách kình phong lóe lên đã đến báo gấm trước mặt nóng bỏng nhiệt độ cao phảng phất làm cho người ta lập tức liền đưa thân vào hồng trong lò. Không tốt, báo gấm không hổ là biến hóa yêu thú, tranh đấu kinh nghiệm chi phong phú, không gì sánh kịp, lập tức tự biết mình khinh thường quá, lên tiêu phàm ác đương làm, một đao kia rõ ràng là pháp bảo bản thể phát ra, tuyệt không phải bình thường bùa chi lực. Tiện tay một kích là tuyệt đối ngăn không được đích. Chỉ tiếc, đến lúc này mới hiểu được, giống như có lẽ đã có chút chậm. Mắt thấy đao mang dĩ nhiên chém đến trước mặt, biến hóa yêu thú không cần suy nghĩ, lập tức giơ cổ tay lên trên lên vừa đỡ, dưới chân độn quang mãnh liệt dừng lại, lập tức về phía sau bay ngược mà đi. Đương làm, một tiếng kim loại giao kích thanh âm truyền đến, nhanh tận lực bồi tiếp một cổ mãnh liệt mùi khét lẹt, hướng bốn phía tràn ngập ra đi. Báo gấm quát to một tiếng, thối lui ra khỏi năm sáu trượng bên ngoài, nâng lên cổ tay phải xem xét, chỉ thấy kim loại loại cánh tay phải, bị chém ra một đạo thật sâu lỗ hồng, miệng vết thương cháy đen một mảnh, không thấy máu tươi tràn ra, cũng không thấy da thịt xoay tròn, phảng phất bị đốt trọi như vậy. Biến hóa yêu thú không khỏi vừa sợ vừa giật, ngửa mặt lên trời giống to bắt đầu đứng dậy. Hắn cái này đầu cánh tay, nhưng không tầm thường, chính là là bọn hắn biến dị báo gấm nhất tộc thiên phú thần thông, hai tay hai tay, tu luyện đắc so bình thường pháp bảo còn muốn cứng rắn, hoặc là nói, hai cánh tay của bọn hắn, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn chính là pháp bảo, công thủ gồm nhiều mặt, vô kiên bất tồi ỉ vào cái này hãng thiên phú thần thông, cận thân vật lộn thời điểm, cơ hồ chiếm hết tiện nghi, nhiều năm như vậy, hắn còn chưa bao giờ đã bị thua thiệt. Không ngờ hôm nay tiểu tổn thương tại tiêu phàm dưới đao. Kỳ thật yêu thú giật mình, tiêu phàm chỉ có càng thêm kinh ngạc. Viêm linh chi lưới kiếm phong duệ hắn là biết rõ đích, mặc dù chỉ là đao mang, cũng không phải là pháp bảo bản thể công kích, nhưng cái này yêu thú đơn thuần nương tựa theo thân thể cường hoành, liền ngạnh xanh xanh mà ngăn cản xuống dưới, rõ ràng liên thủ cánh tay đều không có bị chém làm đoạn, thật sự sâu sắc vượt quá tiêu phàm ngoài ý liệu. Xem ra bất luận là loại nào yêu thú, hắn thiên phú thần thông đều tuyệt đối không thể khinh thường. Người đây là cái gì binh khí? Yêu thú rốt cục định ra thần trí, gắt gao nhìn thẳng tiêu phàm trong tay màu đỏ sậm viêm linh chi lưỡi kiếm, trầm giọng quát hỏi. Một bên hỏi, một bên nâng lên tay trái, chậm rãi theo trên cổ tay phải miệng vết thương mơn trớn, chỉ thấy tia sáng gai bạc trắng lóng lánh, ẩn ẩn có cực kỳ phong cách cổ xưa ký hiệu di động hiện ra, tia sáng gai bạc trắng nơi đi qua, miệng vết thương cháy đen biến mất không thấy gì nữa, thật dài lỗ hồng lấy mắt thường chứng kiến tốc độ bay nhanh khép lại, đảo mắt lại biến thành ngân quang lóng lánh kim loại loại nhan sắc. Tiêu phàm tự nở nụ cười, lạnh nhạt nói ra, đây là hỏa diễm đao, các hạ có thể dựa vào thân thể tự ngăn chờ ta viêm linh chém, quả nhiên rất cao minh. Hắc hắc, chẳng lẽ người thật sự cho rằng có một kiện sắc bén binh khí, có thể là đối thủ của ta. Báo gấm cười lạnh nói, trong mắt sát cơ càng đậm. Tiêu phàm cười nhạt một tiếng, nói ra có phải là đối thủ, cũng nên đánh qua mới biết được. Báo gấm thật sâu nhìn tiêu phàm liếc, chậm rãi gật đầu, cười lạnh nói, họ tiêu đích, người rất ngạo khí. Đáng tiếc, người không có ngạo khí tiền vốn, chính là một cái kim đan tu sĩ, tại bản đại vương trước mặt ngang ngược càn rỡ, cái kia không gọi ngạo khí, được kêu là ngu đần nhìn ra được, người đối với chính mình cận thân vật lộn chi thuật cũng rất tự tin, vậy hãy để cho bản đại vương hảo hảo giáo giáo ngươi, cái gì gọi là cận thân vật lộn. Một lời không tất, yêu thú thân thể quay tít một vòng, tự tại nguyên chỗ mất đi bóng dáng. Tiêu phàm không khỏi cả kinh. Cứ việc ông trời của hắn ánh mắt thông đã muốn tu luyện đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, trong nháy mắt này, có lẽ hay là nhìn lầm rồi, mất đi báo gấm tung tích. Không hề nghi ngờ, báo gấm sử dụng một loại hắn trước kia chưa bao giờ tiếp xúc qua thuấn di chi thuật. Loài báo yêu thú, nguyên vốn là dùng thân thủ nhanh nhẹn chứ danh đích. Tiêu phàm không cần suy nghĩ, trên người bạch quang lóe lên, huyền tinh giáp di động hiện ra, chăm chú đem chính mình bao vây lại, trong tay viêm linh chi lưới kiếm dơ lên, muốn một chiêu, hỗn chiến bát phương, sử xuất. Liền vào lúc này, sau lưng không khí một hồi vần nước loại chấn động, báo gấm thon dài thân hình bỗng nhiên lộ ra hiện ra, một đôi lóng lánh lấy kim loại sáng bóng thiết quyền nặng nề đánh tại tiêu phàm bối giáp phía trên đương mà một tiếng vang thật lớn tiêu phàm chỉ cảm thấy một cổ bàng nhiên sức lực ném mạnh tới lưng eo gian một hồi kịch chấn thân thể không tự chủ được mà bay lên không bay lên chắc chắn vô cùng huyền tinh giáp bối giáp phía trên nổi bật ra hai cái thật sâu dấu quyền rơi vào đi trọn vẹn bốn năm thốn sâu người tại giữa không trung tiêu phàm một ngụm máu tươi đã muốn phun tới liền cái này hai quyền, đã muốn bị thương không nhẹ. Nếu như không phải huyền tinh giáp huyền diệu vô cùng, tăng thêm tiêu phàm bên trong còn ăn mặc bích huyết thiên tầm giáp mềm mỏng, chúng như vậy bia liệt thạch hai quyền, chỉ sợ sớm đã ngã xuống đất không dậy nổi. Tiêu phàm chưa rơi xuống đất, bối giáp thượng một hồi tuyết trắng quang mang lóng lánh, thật sâu lõm đi vào hai cái dấu quyền liền nhanh chóng trở thành nhạt, tùy theo biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, huyền tinh giáp lại đã khôi phục như lúc ban đầu yêu thú trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc vẻ, cười lạnh nói, ta chỉ biết hoàng đường tiểu tử kia hội làm việc thiên tư, như vậy chiến giáp, tự các ngươi lâm lang núi người có a à. Sao cho chúng ta đích, đều là loại kém mặt hàng. Lần này bọn hắn tiến vào phong ấn chi địa, cơ hồ tuyệt đại bộ phận chiến giáp, đều là xuất từ hoàng đường chi thủ, hoặc là tại hoàng đường chỉ điểm phía dưới luyện chế mà thành, tại nhiều lần chém gợi yêu ta ết bên trong, phát huy không nhỏ tác dụng bất quá cùng tiêu phàm trên người huyền tinh giáp tương đối mà nói, tự nhiên không tại một cái cấp bậc phía trên liễu tương đương. Chọn vẹn bay ra năm sáu trượng xa, tiêu phàm mới rốt cục đứng vững vàng thân hình, đưa tay bay sượt bên miệng vết máu, sẳng rộng ánh mắt, tại báo gấm một đôi thiết quyền thượng đảo qua, khẽ gật đầu một cái, nói ra các hạ quả nhiên tốt thân pháp, tiến thối như điện, bội phục. Những lời này ngược lại nói được chân tâm thật ý. Luận cận thân chém gờ yêu ta tiêu phàm có thể nói là tông sư cấp tiêu chuẩn, coi như là bình thường nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng chưa hẳn là địch thủ của hắn. Kết quả đối mặt báo gấm quỷ dị độn thuật, thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có, đã bị hai quyền đánh chúng bay rồi đi ra ngoài, tình hình như vậy, tại tiêu phàm mà nói, tuyệt đối có lẽ hay là đầu một hồi. Hắc hắc, đây bất quá là cho ngươi một quả giáo huấn nho nhỏ mà thôi, lại để cho ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân trên người này còn có người khác báo gấm hai tay lẫn nhau vuốt ve, lạnh cười nói. Tiêu phàm hai hàng lông mày nhẹ nhàng dương lên, lạnh nhạt nói ra, phải không? Một lần đánh lén đắc thủ, không có thể mỗi lần đều nai đắc thủ. Ai có thể cười đến cuối cùng, ai mới thật sự là người thắng. Bây giờ nói loại lời này, còn hơi sớm. Tốt, rất tốt. Báo gấm ngửa mặt lên trời cười ha hả. Ta liền cho thích người loại này ra châu hò hét ra hỏa, chết đã đến nơi đều phải chết chống đỡ mặt mũi ta đây sẽ đưa ngươi lên đường đi. Một lời không tất, thân thể nhoáng một cái, lại đã tại tại chỗ mất đi bóng dáng. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 906, lập lại chiêu cũ. Nhìn qua yêu thú mất tích địa phương, Tiêu Phàm khóe miệng không khỏi hiện lên vẻ tươi cười, nhìn về phía trên có phần có vài phần quỷ dị. Sau một khắc, Tiêu Phàm thân thể nhoáng một cái, cũng tại nguyên chỗ hư không tiêu thất không còn thấy bóng dáng tam hơi liễu tương đương. Xuy, một tiếng liệt bạch loại nhẹ vang lên, biến hóa báo gấm tại tiêu phàm trước kia đứng thẳng chỗ hiện thân ra, hai đấm nắm chặt, muốn đánh ra, lần này, hắn nhắm ngay chính là tiêu phàm cái ót. Tuy nhiên tiêu phàm huyền tinh giáp đồng dạng có mũ bảo hiểm bảo vệ, nhưng nghĩ đến cái ót phòng hộ xa xa không kịp phía sau lưng phòng hộ, lúc trước hai quyền đã muốn lại để cho hắn trọng thương nôn ra máu, cái này hai quyền, nhất định phải chấm dứt tánh mạng của hắn. Này đầu biến hóa yêu thú, am hiểu nhất đúng là cận thân vật lộn, hắn cận thân vật lộn uy năng mạnh, vẫn còn thiên sơn quân phía trên, không chỉ nói tiêu phàm một gã chính là kim đan hậu kỳ nhân loại tu sĩ, cho dù cùng là hóa hình kỳ mặt khác yêu thú, đã ở hắn quỷ dị này độn thuật phía dưới, nếm qua giảm nhiều thiệt thòi lớn. Đối với cái này, báo gấm tin tưởng 10 phần. Nhưng là rất rõ ràng, lần này, hắn tính sai. Nắm chặt hai đấm, chưa đánh ra liền cứng tại này ở phía trong, hai mắt bóng dưng trừng lớn, như là nhìn thấy gì tuyệt đối khó có thể tin sự tình. Ở này ngắn ngủn trong nháy mắt, tiêu phàm rõ ràng cũng không thấy rồi, hơn nữa biến mất đắc thập phần triệt để, vô luận hắn dùng thần niệm điều tra có lẽ hay là trừng to mắt bốn phía siêu tầm, đều đều phát giác không đến nửa phần tung tích. Điều đó không có khả năng. Biến hóa yêu thú nhịn không được thì thầm một tiếng. Luận đến cận thân chém G.Iota S. Độn Thuật bọn hắn biến dị báo gấm nhất tộc thiên phú thần thông, không nói là cả trời xanh núi phạm vi tính ra 10 vạn dặm trong xếp hàng thứ nhất, coi như là số 1 số 2. Tiêu phàm một nhân loại tu sĩ, sao có thể có thể ở thuấn di thuật phương diện vượt qua hắn. Nhưng tiêu phàm quả thật không thấy, thậm chí ngay nửa điểm khí tức cũng không từng lưu lại, thật giống như đột nhiên biến thành không khí, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chính kinh dị gian, một tiếng vang nhỏ truyền đến, một cổ quen thuộc vô cùng nóng bỏng khí tức, bản thân hậu cuồn cuộn mà đến. Không tốt, biến hóa yêu thú sắc mặt đại biến, không cần suy nghĩ. Phía bên trái bên cạnh kích bắn đi. Cái này thuần túy là một loại trực giác. Dị biến đến từ sau lưng, vội vàng trong lúc đó. Báo gấm hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không có thời gian quay đầu nhìn, chỉ có thể lập tức né tránh. Về phần về phía trước, phía bên trái có lẽ hay là hướng phải, lại muốn ỉ lại hắn nhiều năm như vậy núi thây biển máu trung sung phong liều chết ra tới cái loại này trực giác liễu tương đương. Thời khắc mấu chốt, trực giác đủ để cứu hắn một mạng. Sự thật chứng minh, biến hóa yêu thú loại này nhạy cảm vô cùng trực giác, quan trọng hơn trước mắt xác thực rất có tác dụng. Ngay tại yêu thú lách mình tránh né lập tức, một đạo dài đến hai màu xanh ra trời đau mang. Lần lượt báo gấm thân hình phi chém qua đi, đem báo gấm bên phải không ít bộ lông đều thiêu đốt đắc quan xoắn bắt đầu đứng dậy, phát ra một cổ khó nghe mùi cháy khét. Hào tiểu tử, dám sau lưng đánh lén, bản đại vương. Báo gấm giận tím mặt, chửi ầm lên bắt đầu đứng dậy, một câu chưa nói xong. suy suy, lại là hai tiếng nhẹ vang lên truyền đến. Lần này, nhưng lại hai đạo hồng đỏ thẫm đao mang, trước mặt đánh rớt. Cái này hai đạo đao mang tuy nhiên cũng nóng bỏng khó nhịn, nhưng chỉ cần tinh tế một đôi so. Có thể phát hiện, cùng vừa rồi cái kia đạo lam sắc đao mang uy năng kém khá xa, không thể so sánh nổi. Nguyên vốn là tiêu phàm luyện hóa tại hoa đào huyễn trong trận hai đạo, viêm linh chém, hỏa linh phù. Ước chừng có tiêu phàm một kích toàn lực ba thành uy năng. Chỉ là bối rối trong lúc đó, ai có thể phân biệt đắc rõ ràng như vậy. Báo gấm cứ việc cũng mơ hồ phát giác được cái này hai đạo đao mang cùng phía trước màu xanh ra trời đao mang có chút không giống với, tựa hồ uy năng chưa đầy, nhưng cái này đương làm khẩu lại cũng không dám mạo hiểm, tránh khỏi tượng không lâu như vậy ăn giảm nhiều thiệt thòi lớn thiếu chút nữa mà ngay cả cánh tay đều bị gọt sạch liễu tương đương. Sinh tử chém gờ yêu ta cẩn thận chút luôn không tệ đích. Biến hóa yêu thú hét lớn một tiếng, hai đấm liên hoàn phóng ra, lập tức kình phong gào thét. Hơn 10 đạo quyền ảnh đón hai đạo đao mang thẳng đánh đi qua dưới chân độn quang cùng một chỗ. Thân thể sau này bay vụt mà đi. Xuy suy trong tiếng, hai đạo đao mang tại quyền ảnh oanh kích phía dưới, hóa thành điểm một chút hồng mang, từng khúc vỡ vụn mà mở. Báo gấm thấy thế, không khỏi nhẹ nhẹ thở vào một cái, lập tức một cổ lửa giận sông lên đầu. Chính mình thân là hóa hình kỳ cao thủ, vậy mà năm lần bảy lượt bị một nhân loại kim đan hậu kỳ tu sĩ trêu đùa hí lộng, quả thực là lẽ nào lại như vậy? Đợi tí nữa bắt này nhân loại tiểu tử, cũng không thể lập tức lấy tính mệnh của hắn, cũng nên hảo hảo tra tấn một phen, lại để cho hắn nhận hết thống khổ mà chết, mới có thể trở ra chú ý chung này cổ ác khí vương bát đản. Báo gấm chân bữa tiếp theo, rốt cục ổn định thân hình, liền là há miệng một tiếng gầm lên, muốn lần nữa ra tay, lại bỗng nhiên lại ngừng lại, có chút kinh nghi bất định mà hướng bốn phía quét một vòng. Tiêu phàm rõ ràng đã muốn hướng hắn ra tay hai lần, tại sao lại cảm ứng không đến khí tức của hắn rồi. Cái này quét qua không sao, ngay sau đó, biến hóa yêu thú liền đảo rút một luồng lương khí. Ảo trận, trong chốc lát, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi không nghĩ qua là, hắn vậy mà đã muốn lâm vào huyễn trong trận, chính mình rõ ràng một mực đều ở đuổi sát không tha, này nhân loại tiểu tử rốt cuộc là như thế nào dọn ra tay đến bố trí ảo trận hay sao? Cho dù hắn tại trên trận pháp tạo nghệ cao tới đâu, là tông sư cấp tiêu chuẩn, tổng cũng không thể trong khoảng khắc tự bố trí ra một cái ảo trận đến. Cái này bày trận thời gian, theo ở đâu ra? Biến hóa yêu thú tự nhiên tuyệt không thể tưởng được, tiêu phàm linh thú, rõ ràng cũng là bố trí ảo trận đại cao thủ bất quá cái này biến dị báo gấm, dù sao cũng là hóa hình kỳ cao thủ, tuy nhiên hãm thân huyễn trong trận, nhưng cũng không hoảng loạn, miệng lẩm bẩm, một kiện tinh mỹ chiến giáp di động hiện ra, mặc giáp trụ tại trên người hắn. Nhưng cái này hỏa hồng sắc chiến giáp gần kề chỉ có thể bảo vệ hắn thân thể bộ vị, tay chân diện mạo có lẽ hay là lỏa lồ bên ngoài. Không giống tiêu phàm huyền tinh giáp, mũ bảo hiểm, giáp vai, váy giáp đều đủ, phòng hộ lực tại phía xa bình thường chiến giáp phía trên. Cùng lúc đó, báo gấm hai tay bãi xuống, bạch sáng lóng lánh, một cây bảy xích trường thương, ra hiện tại trong tay của hắn. Phá! Sước thương nơi tay, yêu thú không chút do dự, hít sâu một hơi, lực quan hai tay, trong tay trường thương mãnh liệt run lên, lập tức năm đạo tuyết trắng quang mang kích xạ ra, tại giữa không trung trung hóa vì năm đầu dương nhanh múa vuốt giao long, mỗi một con thuồng luồng long đều dài hơn đạt hơn 10 trượng, răng tiêm trảo lợi, khí thế phi phàm. Năm đầu thuồng luồng long cương vừa phù hiện, liền là đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hùng hổ về phía lấy bốn chu mãnh phóc ra. Cái này cán trường thương, đúng vậy biến hóa yêu thú tế luyện mấy ngàn năm bổn mạng pháp bảo, trước sau luyện hóa năm đầu giao long tinh hồn trong đó, ngày bình thường không gặp đến siêu cường đối thủ, rất ít lấy ra đối địch. Báo gấm dựa vào cận thân chém gỡ yêu ta thiên phú thần thông, bàn tay trần sẽ không biết đánh ngã bao nhiêu cường địch. Bình thường hắn chỉ cần lấy ra cái này cán trường thương đến, liền không hướng mà không lợi cho đến tận này, chưa bao giờ bại tích. Chính là một gã nhân loại kim đan kỳ tu sĩ vội vàng trong lúc đó bố trí ảo trận, có thể có nhiều hơn uy lực. Năm đầu giao long vừa xông, lập tức sẽ đem chỗ ngồi này nho nhỏ ảo trận trùng kích đắc thất linh bát lạc. Điểm này, biến hóa yêu thú tin tưởng không nghi ngờ. Trên thực tế, năm đầu giao long cũng xác thực không làm chủ nhân của bọn nó thất vọng, chia nhau xông vào huyễn trong trận, liền là tiếng oanh minh nổi lên, báo gấm thanh sở địa cảm giác được chính mình quanh người không khí bắt đầu xuất hiện và nước loại uốn éo khúc ba động, đúng vậy ảo trận không kiên trì nổi, muốn sụp đổ tan dã điểm báo trước. Biến hóa yêu thú đại hỉ, hét lớn một tiếng, đan điền pháp lực bắt đầu khởi động, muốn lần nữa phát động công kích, nhất cử đem ảo trận triệt để phá hủy. Liền vào lúc này, năm cái kim lóng lánh vòng tròn tại hắn quanh người quỷ dị mà di động hiện ra, không đợi báo gấm phục hồi tinh thần lại, năm cái vòng tròn lóe lên, liền mất đi bóng dáng sau một khắc, hắn hai cổ tay hai chân cùng cái cổ trong lúc đó, kim sáng lóng lánh, năm cái vòng tròn hiển hiện, mãnh liệt đi đến bên trong vừa thu lại, lập tức một cổ khổng lồ ngũ hành cấm chế chi lực tuôn ra, dù là biến dị báo gấm thân thể cường hoành, thể lực hơn người, trong lúc này, cũng cảm thấy đắc toàn thân kinh lực đều bị đông lại giống nhau, không thể thay đổi mảy may. Bốn phía không khí, lại càng lập tức trở nên nhanh hơn kim thiết, đưa hắn toàn thân đều một mực vây quanh trong đó, nửa điểm đều không thể động đậy bộ này pháp bảo đúng vậy tiêu phàm được từ thạch trong điện ngũ hành hoàn chỉ là một bộ bình thường pháp bảo hơn nữa bị hao tổn nghiêm trọng dùng đến đúng phó kim đan tu sĩ cũng đã có vẻ có chút lực bất tòng tâm đối phó nguyên anh tu sĩ cái kia càng là một chuyện cười bất quá cái kia đều là chuyện trước kia rồi bộ này ngũ hành hoàn trải qua hoàng đường một lần nữa tế luyện tiêu phàm thậm chí đem hai kiện có giống nhau công hiệu ma đạo pháp bảo phá hủy đem tinh hoa đều dung nhập đến ngũ hành hoàn chung chọn bộ pháp bảo uy lực đại tăng, đã là chính cống thượng phẩm pháp bảo. Tuy nhiên tên như trước còn gọi làm, ngũ hành cấm chế hoàn, trên thực tế sớm đã không phải lúc trước ngũ hành hoàn. Đương nhiên, tung xem như thượng phẩm pháp bảo, muốn chính thức vây khốn biến hóa yêu thú, cũng chỉ là cuồng dại tưởng tượng. Cũng may tiêu phàm muốn tranh thủ đích, vốn là chỉ là cái này một lát công phu. Ngũ hành cấm chế, biến hóa yêu thú phát giác khác thường, không khỏi lại là giật mình lại là buồn cười, một tiếng gầm lên, vùng đan điền pháp lực vừa xông ra, giống như vỡ đê hồng thủy, trong khoảnh khắc tự phá tan ngũ hành hoàn cấm chế chi lực, hướng về kỳ kinh bát mạch cuồn cuộn chảy tới, sau một khắc, bốn phía kiên hơn kim thiết không khí cũng nổi lên một tia buông lòng. Chỉ cần thở một ngụm quang cảnh, ngũ hành cấm chế chi lực sẽ phá vỡ. Vừa lúc đó, biến dị báo gấm bỗng nhiên phát giác được một cổ hủy diệt loại khí tức tại đỉnh đầu của mình bộc phát ra, trong lòng siết chặt, liên tục không ngừng ngẩng lên đầu trên lên nhìn lại, trong chốc lát sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô. Chỉ thấy đỉnh đầu của hắn nơi, chẳng biết lúc nào nhiều ra đến một tòa kim lóng lánh hoàng kim bảo tháp, chừng mấy trượng chiều cao, toàn thân hồ quang điện lè lè, lè huyền diệu dị thường. Đáy tháp nơi có một ngân sắc quang đoàn lại càng rạng rỡ sáng chói vô số lôi hồ đang tại điên cuồng loại hướng đáy tháp hội tụ mà đi. Cái kia cổ hủy diệt loại khủng bố khí tức, đúng vậy từ nơi này đoàn lôi cầu bên trong vé bắn ra đích biến hóa yêu thú chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người tự đuôi xương sống nơi bay lên, lập tức truyền khắp tứ chi bách hài. Giờ khắc này, biến hóa yêu thú rõ ràng vô cùng mà cảm nhận được tử vong uy hát yêu ta ép. Không nghĩ qua là, hắn tự sẽ vẫn là không sai. Ngay tại cách hắn không xa huyễn trong trận, tiêu phàm lăng không mà đứng, sắc mặt nghiêm nghị, hai tay vung vẩy, mười ngón như luân, từng đạo ngân quang lóng lánh hồ quang biệt, không ngừng rót vào giữa không chung như ý bảo trong tháp. Lần này muốn diệt sát chính là một đầu biến hóa yêu thú, thân thể cường hoành vượt qua xa ân lão quái có thể so sánh, hắn nhưng không có kích phát lôi bằng biến thân, tự nhiên chỉ có thể là đem trong cơ thể ẩn chứa lôi điện chi lực đều đều rót vào lôi quang trong tháp. Cơ hội như vậy, chỉ có một lần, sẽ không còn có lần thứ hai đích, một khi bỏ qua, thắng bại xu thế lập tức sẽ đảo. Ở này quan trọng hơn trước mắt, Tiêu Phàm lại bỗng nhiên cảm thấy một hồi tim đập nhanh tựa hồ có cái gì cực độ nguy hiểm mấy cái gì đó, đã muốn cách mình gần trong gang tắc. Lập tức chấn động, sắc mặt đột biến. chương 907, thắng vì đánh bất ngờ. Thổ ma ngẫu. Tiêu phàm đã nhận ra thổ ma ngẫu khí tức. Loại này khí tức, đối với hắn mà nói, vốn là quen thuộc nhất bất quá. Nhưng hiện tại bỗng nhiên cảm ứng được, lại đủ để cho tiêu phàm kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Lập tức không cần suy nghĩ, hai tay hất lên, mười ngón gian lè lè hồ quang điện, hội tụ thành một đạo vừa thô vừa to xét đánh, mãnh liệt hướng thân thể bên trái oanh kích mà hạ, đồng thời dưới chân vừa động, phi thân hướng bên phải bỏ chạy, động tác mau lẹ vô luân. Tiếng xét đánh ở bên trong, thổ ma ngẫu theo tiêu phàm dưới chân chui ra, ngày bình thường đờ đẫn trong hai mắt, giờ phút này tràn đầy oán độc cùng không cam lòng ý, hung dữ mà nhìn thẳng tiêu phàm, trong miệng phát ra khạc khạc xxxxx cười quái dị thanh âm. Tiêu chân nhân, phản ứng rất nhanh nhẹn nha, hắc hắc nghe đi lên, đúng vậy uy linh lão ma thanh âm. Uy linh tiền bối, không nghĩ tới người còn dám trở lại tới tìm ta. Tiêu phàm nhìn thổ ma ngẫu liếc, lạnh nhạt nói ra. Uy linh lão ma cười lạnh nói, ta vì cái gì không dám. Người cho rằng dựa vào người chính là kim đan kỳ tu vi, thật có thể khống chế được ta sao? Thức thời lời mà nói, ngay lập tức đem luyện hóa thổ ma ngẫu công pháp giao cho ta, ta lập tức quay đầu tựu đi, chuyện trước kia, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, tiêu phàm tự nở nụ cười. Hắn tự liệu định uy linh lão ma nhất định sẽ trở về tìm hắn đích. Cái này lão ma mặc dù là nguyên anh tu sĩ, nhưng không biết thổ ma ngẫu thần hồn khống chế phương pháp, tung tính toán dùng cường đại thần hồn chi lực, cưỡng ép hát yêu ta ép khống chế được thổ ma ngẫu hành động, muốn triệt để gạt bỏ ẩn sâu tại thổ ma ngẫu trong cơ thể hai hồn năm phách, hoàn toàn khống chế thổ ma ngẫu hết thảy, nhưng lại tuyệt đối không thể. Một lúc sau, uy linh lão ma thần hồn, còn có bị thổ ma ngẫu đồng hóa nguy hiểm. Đến lúc đó, lão ma tự không thể không dùng thổ ma ngẫu vì, ra, liễu tương đương. Thậm chí thần hồn của hắn hay không còn có thể giữ vững độc lập ý thức, đều là cái không biết bao nhiêu. Chỉ sợ hơn phân nửa hội trở nên đần độn Dùng uy linh lão ma nguyên anh kỳ tu vi kiến thức, tự nhiên lập tức liền đã nhận ra loại này nguy hiểm. Đây cũng là hắn cần phải lập tức tìm đến tiêu phàm nguyên nhân. Thật sự là không dám chỉ hoãn. Bất quá cái này lão ma cũng quả thực rất cao minh, lại có biện pháp áp chế thổ ma ngẫu khí tức, một mực bước đến gần trong gang tất địa phương, mới bị tiêu phàm phát giác, thiếu một ít tựu đánh lén đắc thủ liễu tương đương. Tự nhiên, lão ma lựa chọn thời cơ cũng là vừa đúng, tiêu phàm đang toàn lực đối phó biến hóa yêu thú, lại thân ở huyễn trong trận, đối với ngoài thân sự tình. Cũng không phải là nhạy cảm như vậy, nếu không nghe lời, lão ma muốn lấn đến gần như vậy địa phương, cũng thấy không dễ dàng đánh lén chưa từng đắc thủ, lệnh lão ma hô to đáng tiếc. Nhưng tại loại tình hình này phía dưới, uy linh lão ma có tuyệt đối tự tin, tiêu phàm nhất định sẽ đáp ứng điều kiện của hắn. Nếu không, một khi đợi đầu kia biến dị báo gấm thoát khốn ra, đối mặt khoảng chừng gì đó giáp công, chính là một tử cục. Dù cho tiêu phàm bổn sự ngập trời, bị hai gã nguyên anh tu sĩ liên thủ đối phó, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu chân nhân, lão phu tin tưởng ngươi là người thông minh sẽ không để cho ta thất vọng a à. Mắt thấy tiêu phàm còn không có động tính, uy linh lão ma lại ôn hòa mà thúc giục một câu. Liền vào lúc này, trong huyến trận ương truyền đến một tiếng kinh thiên động địa quát lớn. Tiêu phàm ngực một buồn bực, sắc mặt biến hóa, năm cái đếm thốn lớn nhỏ vòng tròn, sáng dọi ảm đạm, gào thét lấy bay thẳng mà đến. Đúng vậy một lần nữa tế luyện qua, ngũ hành cấm chế hoàn. Đã bị biến hóa yêu thú dùng cậy mạnh phá vỡ rồi, một bộ bị thương không nhẹ bộ dạng biến hóa yêu thú đã muốn thoát khốn. Uy linh lão ma sắc mặt cũng là biến đổi, vội kêu lên, tiêu phàm, không cần phải lại trong lòng còn có may mắn rồi, lập tức đem luyện hóa công pháp giao cho ta, ta liền cho giúp người một lần, đem bà người này tiêu diệt. Bằng không thì, người đó là một con đường chết, lại nói tiếp, hắn và yêu thú dù sao không phải người một đường, tiêu phàm nếu thật là bị yêu thú diệt gỡ yêu ta ít chết, lại từ biến hóa yêu thú nơi nào đây đòi hỏi luyện hóa thổ ma ngẫu công pháp, chỉ sợ độ khó muốn lớn liễu tương đương. Vô luận đối với ai tới nói, kim đan hậu kỳ đỉnh phong trạng thái thổ ma ngẫu, đều là rất không tệ cận vệ. Uy linh lão ma tin tưởng, đầu kia biến hóa yêu thú tuyệt không ngại đem thổ ma ngẫu thu phục chiếm được đồng thời, thuận tiện đem thần hồn của hắn diệt sát cái không còn một mảnh. Tiêu phàm lại liếc nhìn hắn một cái, bỗng nhiên ống tay áo run lên, một đoàn xám vân bay nhanh ra, trong nháy mắt, liền biến thành trắng trẻo mập mạp ba thước hải đồng, xoa xoa con mắt, có chút mơ mơ màng màng đích, tựa hồ đang tại trong giấc ngủ, bị tiêu phàm cưỡng ép hát yêu ta ép tỉnh lại, hơi có chút không vui. Đem bà người này thần hồn, cho ta cầm ra đến. Tiêu phàm lạnh như băng mà hạ mệnh lệnh. Quán linh trên mặt ngũ quan mơ hồ, duy chỉ có có thể thấy rõ ràng đúng là một đôi màu đỏ con mắt, lúc này lười biếng nhìn thổ ma ngẫu liếc, bỗng nhiên tinh thần chấn động, hai mắt mãnh liệt mở ra đến, hưng phấn mà, mị mị, vừa gọi, bỗng nhiên hóa thành một đoàn sám vân hướng về thổ ma ngẫu mang tất cả mà đi. Tiểu súc xanh, uy linh lão ma một tiếng gầm lên, thổ ma ngẫu hai tay vừa động, cực đại màu vàng đất đại truy, bỗng nhiên vung vẩy bắt đầu đứng dậy, một cổ mang theo giày thổ thuộc tính vòi rồng, tịch đi lên, hướng về kia đoàn xám vân mãnh liệt đánh đi qua. Tiêu phàm vừa để xuống dạo oán linh, liền là không hề hướng bên này nhìn lên một cái, thân thể nhoáng một cái, tự tại nguyên chỗ mất đi bóng dáng. Thổ ma ngẫu lực lớn vô cùng, tinh thông thổ thuộc tính công pháp, cơ hồ là bất tử chi thân, giống nhau thần thông, căn bản là không làm gì được liễu tương đương. Hơn nữa quá mức phách đạo thần thông, tung tính toán chiến thắng uy linh lão ma, chỉ sợ đối với thổ ma ngấu cũng sẽ tạo thành khó có thể nghịch chuyển tổn hại. Đây cũng là tiêu phàm tuyệt không muốn nhìn thấy đích. Những năm này, hắn một mực rất cố gắng mà tại siêu tầm các loại thổ thuộc tính tài liệu, chính là nghĩ đến đợi điều kiện thành thục thời điểm. Luyện chế một cụ có nguyên anh kỳ tu vi cùng thần thông siêu cấp ma ngẫu đi ra, có như vậy một cụ nguyên anh kỳ ma ngẫu hộ thân, tại đây từng bước khó đi thoi ma giới, muốn an toàn nhiều lắm liễu tương đương. Dùng oán linh đi đối phó chiếm cứ thổ ma ngẫu thân thể uy linh lão ma nguyên thần, ngược lại lại phù hợp bất quá. Bên này chuyện đã xảy ra, bị ảo trận vây khốn biến dị báo gấm hoàn toàn không biết gì cả, vừa mới giấy ngũ hành hoàn cấm chế, yêu thú đang định đại triển thần thông, nhất cử phá vỡ cái này vội vàng trong lúc đó bố trí xuống ảo trận, bỗng nhiên lại cảm thấy thân thể siết chặt, một cổ chút nào cũng không thua ngũ hành hoàn cấm chế chi lực lần nữa tuôn ra hiện ra, đem thân thể của hắn một mực trói buộc tại địa phương, nửa phần đều không thể động đậy liếu tương đương. Cùng tiêu phàm năm đó đối phó ân lão quái thủ đoạn, không có sai biệt. Chỉ có điều, năm đó tiêu phàm dung nhập tại hoa đào huyến trong trận đỉnh thân phù, này đây kim đan trung kỳ xây tinh vi luyện chế ra đích, hắn hôm nay, sớm đã đạt đến tại kim đan hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới, cách nguyên anh kỳ thì nửa bước xa, đã muốn có thể thi triển ra bộ phận nguyên anh kỳ thần thông, luyện chế ra đến định thân phù, uy lực tự nhiên cũng không thể so sánh nổi. Báo gấm vừa sợ vừa giận, lập tức mãnh liệt dẫn ra vùng đan điền pháp lực, một cổ bàng nhiên đại lực tại tứ chi bách hài bên trong phi tốc lưu truyền, tự muốn mạnh mẽ giấy định thân phù trói buộc. Này nhân loại tiểu bối quả thực là lẽ nào lại như vậy, vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần mà dùng loại này cấp thấp thủ đoạn để đối phó hắn đường đường một gã biến hóa yêu thú thực tế lại để cho yêu thú khó chịu chính là, loại này thường không được bàn tiệc thủ đoạn nhỏ, rõ ràng lần nữa thực hiện được. Vừa lúc đó, trước người không khí một hồi rất nhỏ chấn động vặn vẹo, toàn thân áo giáp cái bọc tiêu phàm hiện thân ra, liếc bị định thân phù định trụ biến hóa yêu thú liếc, không nói hai lời, chỉ một ngón tay đỉnh đầu như ý lôi quang tháp, trong miệng hét lớn một tiếng. Nhanh! Vốn là sớm đã vận sức chờ phát động lôi cầu, mãnh liệt nổ vang một tiếng, một đạo thô hơn vạc nước khổng lồ hồ quang điện, mãnh liệt đánh mà xuống. Một cổ hủy diệt thiên địa khí tức, bỗng nhiên bạo phát đi ra. Biến hóa yêu thú sắc mặt đại biến, lập tức tự trở nên mặt không còn chút máu. Nhưng hồ quang điện tốc độ thật sự quá nhanh, như vậy chút thời gian, tung tính toán hắn là biến hóa yêu thú, cũng đã không kịp giấy định thân phù trói buộc, chỉ có thể trơ mắt nhìn, đạo kia hủy diệt chi quang trực tiếp oanh tại chính mình trên đỉnh đầu. Kế tiếp hết thảy, tiêu phàm đã gặp rất nhiều lần. Nhưng lúc này đây, tựa hồ cũng không phải đơn giản lặp lại. Tại thiên lôi oanh đỉnh lập tức, biến hóa yêu thú thân hình liền bắt đầu bạo liệt, hóa thành một chút cho tàn, làm cho người ta một loại rất không chân thực cảm giác. Tiêu phàm thoảng qua sướng sờ ngơ ngác một chút. Cứ việc hoàn toàn không có bất kỳ chứng cứ nào, gần kề chỉ là một trực giác, tiêu phàm cũng hiểu được, thiên lôi diệt sát đích, cũng không phải một cái chân thật thân thể, mà là một cái ảo ảnh. Cơ hồ là tại lập tức, tiêu phàm liền nghĩ tới, hóa kiếp sao sao, hắn đã từng lấy một khỏa phật môn thay cướp xá lợi hóa giải qua một lần tai họa ngập đầu biến dị báo gấm thân là biến hóa yêu thú có được lấy cùng loại thay cướp phật cũng không là không thể nào đích vừa lúc đó tiêu phàm bên người chấn động cùng một chỗ biến hóa yêu thú hiện hình ra bất quá lúc này biến dị báo gấm toàn thân đen nhánh bộ lông chuẩn bị đứng đấy tình hình muốn nhiều chật vật thì có nhiều chật vật một đôi huyết hồng báo trong mắt lóng lánh lấy vô cùng phẫn nộ ngọn lửa gắt cao nhìn thẳng cách đó không xa tiêu phàm. Cái này đáng chết nhân loại tiểu bối, vậy mà làm hại hắn không thể không dùng xong hao hết thiên tân vạn khổ mới có được một kiện hóa kiếp bảo vật. Cái này vốn là hắn cuối cùng ẩn giấu bảo vệ tánh mạng tuyệt chiêu, nhiều năm như vậy cho dù gặp được lại nguy hiểm tình hình đều không nỡ vận dụng, không nghĩ tới lại bị một gã chính là kim đan kỳ nhân loại tu sĩ buộc dùng xong liễu tương đương. Không đem này nhân loại tiểu bối rút gân lột ra, bầm thây vạn đoạn, thật sự khó tiêu mối hận trong lòng nhưng mặc kệ báo gấm trong lòng có cỡ nào phẫn nộ ý nghĩ nhưng vẫn thanh tình trong lúc này đem này nhân loại tiểu bối chế ngự mới được là việc cấp bách vừa vừa tiếp cận tiêu phàm báo gấm liền hai đấm đều xuất hiện mang theo đầy ngập lửa giật mãnh liệt đánh về phía trước tiêu phàm rõ ràng không tránh không né bỗng nhiên xoay người lại cùng báo gấm mặt đối mặt khóe miệng một kéo hiện lên một tia trào phúng vui vẻ biến dị báo gấm không khỏi có chút sững sờ ngơ ngác một chút nói thật ra đích, hắn dưới mắt đã sớm đem lòng khinh thị thu vào, đã khởi hoàn toàn tinh thần đến ứng đối tiêu phàm. Cả nhân loại này tu sĩ cảnh giới tuy nhiên so với hắn thấp nhất dai, nhưng lại nhiều kiểu trồng chất, quỷ kế đa đoan, trên người bảo vật lại càng sắc bén vô cùng, không nghĩ qua là, sẽ gặp đạo nhi. Cái này đương làm khẩu, tiêu phàm rõ ràng không tránh không né, cũng không chống đỡ, chẳng lẽ còn có cái gì đòn sát thủ không được. Rất nhanh, báo gấm trong lòng nghi hoặc liền nhận được rồi giải đáp tiêu phàm tay phải bỗng nhiên mở ra một khỏa đen xì viên cầu di động hiện ra cái này khỏa viên cầu ước chừng đậu tầm lớn nhỏ không chút nào thu hút tiêu phàm bấm tay gảy nhẹ viên cầu quay tròn mà bay lên giữa không trung tại báo gấm mãnh liệt vô cùng quyền phong đè ép phía dưới phốc mà một tiếng vang nhỏ bạo liệt ra đến một cổ kỳ lạ mùi lập tức trên không trung tràn ngập ra đến biến hóa yêu thú hai con ngươi mãnh liệt co rút lại sau một khắc cả huyến trận chi trung đô vang lên báo gấm kinh hãi gần chết có tiếng kêu thảm thiết. Hóa yêu nước, chương 908, rút hồn luyện phách. Đương làm viêm linh chi lưới kiếm lợi hại vô luân đao phong tự báo gấm cái cổ trong lúc đó cắt qua lúc, này đầu biến hóa yêu thú kỳ thật đã muốn hấp hối, không có gì sức chiến đấu liễu tương đương. Mặc dù nói, hóa yêu nước là đúng giao hết thảy yêu thú vô thượng lợi khí, nhưng thân là biến hóa yêu thú, trải qua pha loãng vô số lần hóa yêu nước, nếu như số lượng không nhiều lắm lời mà nói cũng rất khó tạo thành cực độ sát thương. Bất quá tiêu phàm bắn ra cái này đoàn hóa yêu nước, không giống người thường. Đây mới thực là hóa yêu nước, không có trải qua bất luận cái gì pha loãng đích. Tiêu phàm lấy tự ma hồ đáy hồ, chỉ còn lại một điểm, không nhiều lắm. Chấn nhạc thần quân cũng không biết tại ma hồ đáy hồ thạch trong điện, tồn tại chính thức hóa yêu nước như vậy sắc bén mấy cái gì đó, nếu không nghe lời, tiêu phàm quả quyết khó có thể sống đến hiện tại bất luận cái gì tư tàng hóa yêu nước nhân loại tu sĩ, đều đều là thú tộc tử địch, chỉ sợ ngoại trừ hoàng đường bên ngoài, thậm chí kể cả thương kỳ ở bên trong, mặt khác tất cả yêu thú đều sẽ đối tiêu phàm gợi yêu ta chi cho thống khoái. Biết rõ thứ này sẽ khiến yêu thú nhiều người tức giận, không phải vạn bất đắc dĩ, tiêu phàm tuyệt không tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Dưới mắt chỉ có báo gấm một người lúc này, lại thân ở huyễn trong trận, tiêu phàm lúc này mới xuất kỳ bất ý mà tế ra cái này siêu cấp lớn sát khí. Quả nhiên, hóa yêu nước sắc bén vô cùng, tung xem như biến hóa yêu thú, cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi, trong chốc lát tự toàn thân thối giữa, mất đi sức chiến đấu. rầm một tiếng, biến dị báo gấm cực đại đầu lâu, lăn xuống tại mà. Một cái mặc lục sắc quang đoàn tự báo gấm thối giữa trong thân thể bay thẳng ra, bên trong là một đầu vài tấc cao nho nhỏ báo gấm, lóe lên lóe lên đích, sáng tắt bất định, mặt mũi tràn đầy thất kinh thần sắc, vừa bay ra thân thể cái cổ, liền là vầng sáng nóng lánh, Muốn thi triển thuấn di chi thuật đào tẩu. Bất quá tiêu phàm sớm có chuẩn bị, thân thủ một giờ rưỡi không chung lôi quang bảo tháp, lập tức một ngân hình cung lè lè lưới điện chút xuống mà xuống. Yêu thú tinh hồn vội vàng không kịp chuẩn bị, chính chính nhất đầu đâm vào lưới điện phía trên, một tiếng thê lương vô cùng kêu thảm thiết về sau, khói xanh lượn lờ bay lên. Biến hóa yêu thú tinh hồn, sớm đã hồn phi phách tán. Triệt để trên thế gian tiêu mất hết. Vèo. Hắc Lân không biết từ chỗ nào một nhảy ra, Phong Duệ vô cùng chân trước vừa nhấc, Phong nhận hiện lên, lập tức liền đem yêu thú tàn thi một mổ hai nửa, Hắc Lân thả người tiến lên, theo yêu thú huyết nhục mơ hồ trong thi thể điêu ra một quả trứng gà lớn nhỏ màu đỏ sậm yêu đan, tròn căng mắt to nhìn về phía tiêu phàm, lộ ra vô cùng nét mặt hưng phấn. Tiêu phàm mỉm cười gật đầu, Hắc Lân lập tức dương lên cổ, sùng sục, đem cái kia khỏa nhiễm lấy tờ máu yêu đan, một ngụm nuốt xuống, lập tức một nhảy dựng lên, nhảy vào tiêu phàm trong ngực, duỗi ra phấn hồng đầu lưỡi, không ngừng lá râu tiêu phàm mở u bàn tay, một bộ lại là hưng phấn lại là thân mật biểu lộ. Tiêu phàm vuốt vuốt hắc lân lông xù đầu, khẽ cười nói, hắc lân, vất vả ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian nghỉ ngươi đi. Hắc lân trọng thương chưa lành, cái này thập cấp biến hóa yêu thú nội đan, đúng vậy đại bổ thuốc hay. So tiêu phàm trước đây tại lệ thú cánh đồng hoang vô thu hoạch cái kia chút ít cửu cấp yêu đan muốn chân quý nhiều lắm liễu tương đương bình thường cửu cấp yêu đan, đối với rất nhanh khôi phục hắc lân thường thế, cũng không có quá nhiều trợ giúp. Nhưng cái này khỏa biến hóa yêu thú nội đan, tự nhiên không hề cùng dạng. Hắc lân lại liếm liếm tay của hắn vai, vác meo, mà một tiếng thấp hoán, bóng đen lóe lên, liền chui vào linh thú hoàn ở bên trong, bắt đầu luyện hóa cái này khỏa đến từ không dễ thập cấp yêu đan. Tiêu phàm cử động tay khẽ vẫy, đem báo gấm chữ vật vòng tay nhận được trong tay cũng không có đi nhìn kỹ chữ vật vòng tay ở phía trong có chút gì đó này nọ, liền thu vào. Ngón trỏ gảy nhẹ, một đoàn ngọn lửa kích xạ ra. Trong khoảnh khắc nóng bỏng nhiệt độ cao liền đem thập cấp yêu thú tàn thi hỏa táng đắc không còn một mảnh, không còn có chút nào dấu vết lưu lại. Tiêu phàm lúc này mới nhẹ nhẹ thở vào một cái, thân thể nhoáng một cái, tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa, đi ảo trận một không gian khác. Lại chỉ thấy oán linh chính tướng đen nhánh tụ hồn bát cầm ở trong tay, ném đi ném đi đích, lại tựa hồ là đem tụ hồn bát trở thành nào đó món đồ chơi, mà sáu xích cao thổ ma ngẫu, tác chính là ngơ ngác mà đứng thẳng một bên, đã không có bất luận cái gì động tính. Cái này giải quyết. Mặc dù đối với oán linh thiên phú thần thông sớm đã có chỗ chấm dứt, tiêu phàm có lẽ hay là lắp bắp kinh hãi. Hắn ở bên kia diệt sát báo gấm, động tác thật sự đã muốn rất nhanh, mấy cái đối mặt gian, liền đem một đầu biến hóa yêu thú tiêu diệt, ai ngựa oán linh động tác, so với hắn còn muốn nhanh chóng. Nhìn cái dạng này, oán linh đã muốn đã sớm giải quyết hết uy linh lão ma, ở chỗ này tính hậu tiêu phàm hồi âm. Oán linh ngẩng đầu nhìn qua hắn, cổ có chút nghiêng một cái, ngũ quan mơ hồ trên mặt, lộ ra một loại tươi cười đắc ý, giơ tay lên, đem đen nhánh thụ hồn bát hướng tiêu phàm vứt tới. Người đem hắn giam ở bên trong. Thông qua thần niệm câu thông, tiêu phàm lại càng kinh ngạc. Oán linh rõ ràng thay đổi phong cách, cũng không đem uy linh lão ma nguyên thần triệt để cắn nuốt sạch, mà là một lần nữa đem cái này nguyên thần đưa về tụ hồn bát, nhốt lại. Bề ngoài giống như tiêu phàm lúc trước cho hắn phân phó, chính là đem uy linh lão ma nguyên thần theo thổ ma ngẫu trong cơ thể cầm ra đến. Oán linh trung thực vô cùng mà chấp hành tiêu phàm chỉ lệnh. Tiêu phàm thần niệm chi lực hướng tụ hồn bát ở phía trong tìm tòi, quả nhiên tại tụ hồn bát trong góc, tìm được rồi cuộn mình thành một đoàn uy linh lão ma nguyên thần, không khỏi trêu chọc mà cười một tiếng, nói ra uy linh tiền bối sớm biết như thế làm gì lúc trước xem ra người truyền thụ cho ta tụ hồn bát đem ra sử dụng phương pháp cũng không phải như vậy đầy đủ hết nếu không có như thế cái này lão ma cũng sẽ không tại thời khắc mấu chốt bỗng nhiên theo tụ hồn bát ở phía trong thoát thân ra chiếm trước thổ ma ngẫu thân thể chỉ sợ uy linh lão ma một mực đều đang chờ đợi cơ hội như vậy về phần trực tiếp đoạt xá tiêu phàm lão ma tự biết nguyên thần bị hao tổn nghiêm trọng làm như vậy thức sự quá hung hiểm. Tiêu phàm mặc dù chỉ là kim đan kỳ tu vi, nhưng thần niệm chi lực cường đại, tuyệt không phải bình thường kim đan tu sĩ có thể so sánh. Uy linh lão ma cũng không muốn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Tụ hồn bát trung quy là linh cảm tông truyền thừa trí bảo, uy linh lão ma tại tiêu phàm trước mặt giấu, chính là đương nhiên. Quan trọng hơn trước mắt, rất không tự phái lên công dụng. Chỉ có điều rốt cuộc không nghĩ tới, sẽ gặp phải trời sinh quỷ linh như vậy nghịch thiên mấy cái gì đó cũng không biết là uy linh lão ma vận khí quá xấu có lẽ hay là tiêu phàm vận khí quá tốt đối với tiêu phàm chiêu chọc uy linh lão ma nguyên thần không phản ứng chút nào không rên một tiếng tựa hồ hạ quyết tâm bất hòa không cùng tiêu phàm nói lên một câu tránh khỏi không công chịu nhục nhưng là lập tức tiêu phàm đã cảm thấy đắc có chút gây nên uy linh lão ma không phải không nguyện ý cùng hắn nói chuyện mà là cái này lão ma nguyên thần tựa hồ xảy ra vấn đề, đã muốn trở nên sẽ không nói chuyện rồi, thậm chí cũng không có ý thức tự chủ, biến thành đần độn bộ dạng. Muội muội, đây là có chuyện gì? Tiêu Phàm có chút nghi hoặc mà nhìn về phía Oán Linh, kinh ngạc hỏi. Oán Linh hướng về phía hắn mị mị mà kêu hai tiếng, hồng hồng trong con ngươi, càng thêm hiện lên một tia đắc ý chi tình. Người đem hắn cảm giác hồn rút sạch, thiên sung phách cùng linh tuệ phách cũng rút sạch. Sau một khắc, tiêu phàm liền bừng tỉnh đại ngộ, lại càng thêm kinh ngạc, ăn ăn mà có chút nói không ra lời. Hai hồn năm phách, đây chẳng phải là luyện chế ma ngẫu cần có không chọn vẹn nguyên thần sao. Tại khuyển vu môn cùng vu linh cốc trong điển tịch, đều có rút ra cảm giác hồn cùng thiên sung phách linh tuệ phách cụ thể biện pháp, bất quá cực kỳ tàn nhẫn. Theo số sống sờ sờ ba hồn bảy vía bên trong rút sạch một hồn hai phách, chuyện như vậy, tiêu phàm đúng vậy làm không được. Ai ngờ oán linh lại tự nhiên mà vậy mà vì hắn đại lao liếu tương đương cho dù do vô linh cốc thái cốc chủ thân tự động thủ, muốn rút sạch nguyên thần một hồn hai phách, cũng cần trải qua một cái cực kỳ dườm già quá trình, hao phí vô số tinh lực mới có thể năng lực hoàn thành. Thường thường xác suất thành công còn rất thấp, càng là cùng bậc cao nguyên thần, càng là khó có thể thành công. Dùng ân lão quái chi năng, cũng không quá đáng tại thổ ma ngỗ trong cơ thể sáp nhập vào một gã kim đan sơ kỳ tu sĩ hai hồn năm phách. Theo ân lão quái khi còn sống nói, nếu như có thể nguyên vẹn rút ra một gã kim đan hậu kỳ tu sĩ nguyên thần, dung nhập đến thổ ma ngẫu trong cơ thể, hơn nữa một ít những thứ khác tài liệu chân quý, thì có thể luyện chế ra tương đương với nguyên anh kỳ thực lực siêu cấp ma ngẫu đến. Chỉ có điều, muốn rút ra kim đan hậu kỳ tu sĩ chủ nguyên thần, độ khó tự quá lớn, xác suất thành công thật sự quá thấp, ân lão quái thử qua hai lần, đều không thể đã được như nguyện, cũng chỉ có thể mà thôi. Cuối cùng tại nhạc Tây Quốc, kim đan hậu kỳ tu sĩ nhưng cũng không phải quá nhiều, không có khả năng vô hạn lượng mà cung ứng nguyên thần cho hắn đến, luyện tập. Vì luyện chế một cụ nguyên anh kỳ thổ ma ngẫu mà đại khai sát giới, cuối cùng nhất nhất định sẽ được không bù mất. Hiện nay, tiêu phàm trực tiếp có một cái nguyên anh kỳ hai hồn năm phách. Oán Linh tựa hồ dễ dàng tự hoàn thành cái này rút ra một hồn hai phách quá trình. Chỉ là, Oán Linh làm thế nào biết luyện chế thổ ma ngẫu cần nguyên thần hai hồn năm phách? bề ngoài giống như tiêu phàm tuyệt đối chưa từng cùng hắn câu thông qua phương diện này nội dung. Có lẽ, lão án linh xâm nhập đến thổ ma ngẫu trong cơ thể đi, bắt, uy linh lão ma nguyên thần thời điểm, cũng chạm đến đến dấu ở thổ ma ngẫu ở chỗ sâu trong trước kia cái kia không chọn vẹn nguyên thần. Oán linh là trời sinh quỷ linh, đối với hết thảy thần hồn sự tình, cơ hồ trời sinh đã biết hiểu. Gần kề cùng thổ ma ngẫu trong cơ thể không chọn vẹn nguyên thần tiếp xúc thoáng một tí, lập tức tự làm rõ ràng tiền căn hậu quả, tự nhiên y giảng họa vẽ hồ lô tại uy linh lão ma nguyên thần thượng thí nghiệm một phen đáng thương uy linh lão ma coi như là ngàn năm trước nhất đại đại năng linh cảm tông xương tôn xương tổ hiển hách nhân vật ai ngờ cuối cùng nhất lại là cái như vậy kết cục chẳng những không thể chạy ra tìm đường sống ngược lại biến thành tiêu phàm tiến thêm một bước luyện chế thổ ma ngỗ, tăng lớn ma ngỗ uy lực đồng giảng tài liệu chỉ có thể nói uy linh lão ma là chúng mục tiêu nên tuyệt thật vất vả tìm được một cái thoát thân cơ hội lại đâm vào oán linh trong tay. Tiêu phàm hoàn toàn có thể tưởng tượng tìm được, đương làm nguyên thần rơi vào oán linh trong tay, muốn sống không được muốn chết không xong thời điểm, uy linh lão ma là bực nào buồn nản cùng phẫn hận. Đáng tiếc oán linh mới không phải nhân từ nương tay hạng người. Rất rõ ràng, nếu như tiêu phàm có thể thành công đem uy linh lão ma hai hồn năm phách dung nhập đến thổ ma ngẫu trong cơ thể, hơn nữa thu thập đến cái kia chút hít đất nguyên tinh, vô cấu tịnh thổ cùng mà nguyên trọng thạch, thật là có khả năng luyện chế ra một cụ nguyên anh kỳ thổ ma ngẫu đi ra. Bất quá, đương nhiên không phải hiện tại. Cái này đương lúc, tiêu phàm ngay nửa khắc đồng hồ đều trì hoãn không dậy nổi. Hắn ở chỗ này trì hoãn càng lâu, hoàng đường tình cảnh tựu càng nguy hiểm. Hoàng đường cũng không phải là cái loại này giỏi về đầu cơ trục lợi loại người, chỉ biết cứng đối cứng khinh suất. Lúc này ống tay áo run lên, oán linh hóa thành một đoàn sám vân, phi thân chui vào linh thú hoàn thổ ma ngỗ thì mà nhất quyền, hóa thành một cổ cắt vàng, kể hết thu nhập rồi xanh biếc trong giới chỉ. Sau đó lại thu trận kỳ trận bàn, dưới chân độn quang cùng một chỗ, hướng về đến lộ bay đi. chương 909, kinh sợ thối lui. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Thiên sơn quân hậu bối đại khảm đao, lại một lần nặng nề đánh chúng hoàng đường thuộc đồng côn. Hoàng đường kêu rên lên tiếng, đăng đăng đăng, ngay lùi lại mấy bước, há miệng ra, phun ra một ngụm lớn máu tươi, lông xù trên mặt, đã muốn một mảnh tái nhợt, toàn bộ không huyết sắc. Duy chỉ có đôi mắt nhưng lại huyết hồng huyết hồng đích, tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng thần sắc, gắt gao nhìn thẳng thiên sơn quân, không có chút nào muốn đầu hàng lui bước ý. Thống khoái, thiên sơn quân vung trong tay song đao, cười lên ha hả. Hoàng đường, nếu không tiểu tử ngươi quá cưỡng, bản đại vương thật đúng là muốn để lại hạ ngươi một đầu tánh mạng. Nhiều năm như vậy, chưa từng có cái đó một lần như hôm nay như vậy đánh cho thống khoái. Trời xanh núi phạm vi tính ra 10 vạn dặm, chứ ngươi ra ra đại ca thương kỳ, chỉ sợ cũng tự ngươi hoàng đường có thể cùng ta cứng đối cứng vượt qua mấy chiêu liễu tương đương. Hoàng đường cứ việc cảnh giới so với hắn thấp tầng 1, nhưng đồng giáp gấu cận thân vật lộn năng lực cũng là nổi danh. Hoàng đường bị thương nặng ngoài, rõ ràng còn có thể cùng hắn đấu thượng thập mấy hiệp, thật sự có chút vượt quá thiên sơn quân dự kiến. Phi, Hoàng đường hung dữ mà gắt một cái, hít một hơi thật dài khí, mở ra đi nhanh, hai tay dơ lên cao thục đồng côn, lại hướng thiên sơn quân đánh tới. Tiểu tử ngươi thực không muốn sống chăng a hát, tốt, bản đại vương thành toàn bộ ngươi. Thiên sơn quân giữ tợn cười một tiếng, thả người mà dậy, song đao nhằm thẳng vào đầu chém, khí thế kinh người. Vừa thấy điệu bộ này, hoàng đường chỉ biết cái này đao chính mình rất khó chống đỡ được, nhưng lại không tránh không né, dơ lên cao thục đồng côn đón đánh đi lên. Muốn gỡ ta ếch hắn có thể, nhưng muốn cho hắn tại thiên sơn quân trước mặt lộ ra cây ếch ta ép đảm nhu nhược gấu chó bộ dáng, tuyệt đối không thể. Đại trưởng phu tử tác chính là tử tai, thì sao tai? Oanh! Răng rác! Hoàng đường dưới chân cứng rắn vô cùng màu nâu đen nham thạch mặt đất, lập tức nứt ra rồi hai đạo lỗ hồng, hoàng đường chân to, thật sâu hãm đi vào. Hai cánh tay không thể ngăn chặn mà lay động, miệng hổ văng tung tóe, máu tươi một cổ mà theo lông sù bàn tay lớn chảy xuống trôi. Thiên Sơn Quân trong mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Lập tức lại trở nên thập phần lãnh khốc vô tình, tay phải vung lên. Trầm trọng đại khảm đao ngang qua hướng hoàng đường cái cổ cắt tới. Nhâm ai nấy đều thấy được đến, dưới mắt hoàng đường, đã là triệt để nỏ mạnh hết đà, vừa rồi một kích kia lấy cứng trọi cứng, đã muốn đã tiêu hao hết hắn cuối cùng một tia pháp lực, hiện tại không chỉ nói chống đỡ né tránh, chỉ sợ cũng ngay một đầu ngón tay đều rất khó dơ lên được lên. Mắt thấy đại khảm đao hoành quét tới, hoàng đường nhẹ nhẹ thở phào một cái. Chậm rãi nhắm mắt lại, lại phảng phất lập tức giải thoát rồi. Qua nhiều năm như vậy, hắn một mực sinh hòa tại trong cừu hận, thầm nghĩ muốn gỡ yêu ta rơi thiên sơn quân vì ái thê báo thù, đáng tiếc một mực không thể như nguyện. Hôm nay cùng thiên sơn quân huyết chiến đến cuối cùng một khắc, kiệt lực mà một, coi như là chết cũng không tiếc. Người nào, ngay tại hoàng đường nhắm mắt đợi từ thời điểm bên tai bỗng nhiên vang lên thiên sơn quân tiếng giống giận dữ lập tức hô mà một tiếng khó khăn lắm bổ tới hắn cái cổ trước kia chưa đầy hai thước đại khảm đao bỗng nhiên thu trở về mãnh liệt hướng khác một bên gấp bổ mà đi hoàng đường không khỏi lại là giật mình lại là buồn bực vội vàng mở hai mắt ra xem đến tột cùng suy một tiếng vang nhỏ thiên sơn quân hậu bối đại khảm đao nơi đi qua cực lớn màu vàng đại trùy đồng thời chém làm hai đoạn, đại khảm đao thế đi không chút nào suy, thuận thế lực bổ mà hạ, lại là suy, mà một tiếng, sáu xích cao thổ ma ngẫu lập tức bị từ đó trẻ thành hai mảnh. Thổ ma ngẫu, hoàng đường lên tiếng kinh hô, trong khoảng thời gian ngắn, có chút trở lại thẫn thờ. Tiêu phàm không phải nói, thổ ma ngẫu bị uy linh lão ma đã khống chế sao? Tại sao lại ở chỗ này chui đi ra? Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, cứu mình một mạng. Cái này Huy Linh lão ma cùng hắn Hoàng Đường nhưng không có gì giao tình. Hoàng Đường tự nhiên tuyệt không thể tưởng được, ở này thời gian không lâu ở phía trong, Tiêu Phàm chẳng những diệt sát rơi biến dị báo gấm, còn thuận tiện đem Huy Linh lão ma nguyên thần cũng giải quyết. Tại Hoàng Đường trong đầu, muốn làm được những này, trừ phi là nguyên anh trung kỳ đã ngoài tu sĩ, mới có thể. Tiêu Phàm chỉ có chính là kim đan hậu kỳ tu vi mà thôi. Thổ ma ngỗ bị Thiên Sơn quân vừa bổ hai mảnh, lập tức ngay tại chỗ nhất quyển, hóa thành cuồn cuộn cát vàng, phần phật A mà tiến vào dưới mặt đất, không thấy bóng dáng. Dùng thổ ma ngẫu cấu tạo, loại này trực tiếp pháp bảo bản thể công kích, rất khó đối với nó tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn, nếu không có lập tức diệt sát thành cho, thổ ma ngẫu thoáng qua có thể gây dựng lại thân thể. Cùng lúc đó, meo mà một tiếng, vô số đen nhánh tỏa sáng khí nhọn hình lưỡi dao, giống như vô số màu đen mũi tên nhọn, rậm rạp chẳng chịt hướng thiên sơn quân kích xạ mà đến lớn mật thiên sơn quân không khỏi một tiếng gầm lên trên cổ gân xanh bạo chán mà dậy. dùng hắn hóa hình trung kỳ tu vi hoàn toàn từ đầu luôn luôn không cần tận mắt thấy thần niệm chi lực tùy tiện quét qua có thể phát giác được hắc lần bất quá là một đầu cửu cấp linh thú mà thôi cảnh giới so sánh với lúc trước phát động đánh lén thổ ma ngấu còn hơi có không bằng những này chính là kim đan hậu kỳ tiểu bối cũng dám lặp đi lặp lại nhiều lần mà đánh lén hắn vuốt hắn dâu hùm thật sao có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Không hào hào cho những bọn tiểu bối này một phen giáo huấn, Thiên Sơn đứng đầu mặt gì tồn tại. Thiên Sơn quân giơ tay lên, hậu bối đại khảm đao hóa thành thiên vạn đạo sáng như tuyết đao mang, hướng lơ lửng tại cách đó không xa giữa không trung Hắc Lân phi chém mà đi, đối với Hắc Lân phóng tới vô số hắc mang, con mắt cũng không nháy thoáng một tí, ngay chút nào né tránh ý đều không có. Chính là kim đan kỳ linh thú pháp thuật công kích làm sao có thể cho hắn tạo thành nửa điểm thương tồn. Hắc lân tựa hồ biết rõ lợi hại, không đợi thiên vạn đạo đao mang chém đến trước mặt, thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đạo hắc mang, trong khoảnh khắc tựu bay vụt đến hơn 10 trượng bên ngoài, chút nào sẽ không có ngạnh kháng ý niệm trong đầu. Thật sự song phương cảnh giới thực lực đều kém quá xa, một chút sơ sẩy, chính là tai họa ngập đầu. Thiên Sơn quân há chịu khinh địch như vậy buông tha, lập tức giữ tợn cười một tiếng, đang muốn tiếp tục ra tay, lại bỗng nhiên cảm nhận được nào đó cực kỳ nguy hiểm khí tức, thậm chí ngay hắn người này đã đạt đến tại hóa hình trung kỳ cảnh giới yêu thú, đều ở lập tức cảm nhận được vẫn là nguy hiểm. Thiên Sơn Quân mãnh liệt nghiêng đầu đi, bấm tay gảy nhẹ, một đạo pháp quyết bắn ra, đem vụ IGTA bay đến đỉnh đầu của mình một khỏa hắc sâu kín ngón cái đại viên châu thoáng một tí trẻ thành hai mảnh. Ba tương đương, hắc sâu kín viên châu bạo liệt mà mở, ti ti từng sợi màu đen sương mù, lập tức bắn ra ra, vô thiên cái địa loại hướng thiên sơn quân bao phủ mà xuống. Hóa yêu nước, cứ việc thiên sơn quân một mực chấn định, giờ phút này cũng hoảng sợ biến sắc, nhìn không được khàn giọng kêu to lên, hai mắt bóng dưng trừng tròn xoe, dưới chân độn quang cùng một chỗ, không chút do so dự hướng khác một bên bay đi. Suốt cuộc không hổ là hóa hình trung kỳ yêu thú, cả đời tranh đấu vô số, phản ứng nhanh nhẹn vô cùng. Làm cho là như thế, thiên sơn quân động tác như trước còn ngại chậm hơn chút ít, có không ít khói đen nhiễm đến trên người của hắn. Sau một khắc, thiên sơn quân liền trường thanh âm kêu thảm thiết, chỉ thấy tay trên chân, dâng lên một cổ tanh hôi mùi, phàm là bị khói đen nhiễm đến địa phương, trong khoảnh khắc liền ra chóc thịt bong, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, hướng cốt nhục ở chỗ sâu trong ăn mòn mà đi. Đương làm, vừa mới từ giữa không trung bay trở về cái kia thiên vạn đạo đao mang một lần nữa biến ảo thành một thanh hậu bối đại khảm đao, may mắn thế nào bị đại lượng khói đen cái bọc trong đó, lúc này linh tính mất hết, đảo mắt hóa thành một quả tuyết trắng cực đại răng nanh, lập tức lại bị hóa yêu nước ăn mòn đắc ngàn vết lở loét trăm lỗ, lập tức tự biến thành đen xì phế vật, nhô lên cao trụi lạc trên mặt đất, lập tức tượng đổ sứ giống nhau, đánh cho nát bấy, hóa thành vô số màu đen mảnh nhỏ, tứ tán vẩy ra. Thiên Sơn Quân trong mắt hiện lên một vòng hoảng sợ gần chết biểu lộ, lập tức không do dự nữa, hậu bối đại khảm đao vung vẩy như gió, đao mang nơi đi qua, thối giữa ra thịt giống như như mưa rơi vẩy ra, vậy mà trong chốc lát liền đem bị hóa yêu nước nhiễm đến ra thì thậm chí cốt cách đều cắt gọt đắc không còn một mảnh. Trong đó tay trái ba ngón tay, tức thì bị cả gốc chém xuống. Thẳng đến lúc này, tiêu phàm mới từ chỗ tối hiện thân ra, nhàn nhạt, nhạt mà nhìn qua thiên sơn quân, trong tay nắm mặt khác hai luồng hắc sâu kín viên châu, theo khí tức thượng phán đoán, đúng vậy hóa yêu nước ngưng kết mà thành, đối với bất luận cái gì yêu thú mà nói, đây đều là siêu cấp lớn sát khí, bỗng nhiên bắn ra, chỉ cần nhiễm một điểm, liền là da chóc thịt bong, thối giữa thấy xương, thật sự là khó lòng phòng bị. Tiểu bối, người dám tư tàng hóa yêu nước. Thiên Sơn quân giống giận bắt đầu đứng dậy, thanh âm đã muốn trở nên cực kỳ ảm ách, hai mắt giống như sung huyết giống nhau, ánh mắt vô cùng phẫn nộ. Chẳng lẽ không sợ chúng ta thú tộc đem ngươi trở thành sinh tử đại địch sao? Tiêu phàm cười nhạt một tiếng, bất tử bất tật nói, cho dù ta không có hóa yêu nước, các ngươi giống như cũng không còn ý định buông tha ta, đã như vậy, người cần gì phải nói những này không có tác dụng đâu nói nhảm. Tốt, rất tốt. Thiên Sơn quân gắt gao nhìn chằm chằm tiêu phàm liếc, nghiến răng nghiến lợi nói, lập tức chuyển hướng khác một bên vẫn trợn mắt há hốc mồm, như rơi vào sương mù dày đặc hoàng đường. Hoàng đường, người cần phải hiểu rõ rồi, này nhân loại tiểu tử tư tàng hóa yêu nước, là chúng ta thú tộc công địch. Người muốn tiếp tục cùng hắn cùng một chỗ, chính là phản bội cả thú tộc, đến lúc đó mỗi người đắc mà gờ yêu ta ếch chi. Cho dù chính ngươi không sợ chết, cũng phải vì cả lâm lang núi mặt khác đồng đạo suy nghĩ. Phi, hoàng đường lại nặng nặng gắt một cái. Phóng con mẹ ngươi thối chó má. Tiêu huynh đệ có hóa yêu nước như thế nào? Hắn không phải thú tộc thì sao? Hắn là ta hoàng đường huynh đệ. Ngươi luôn miệng nói mình là thú tộc đồng đạo, lại gợi yêu ta ta thê tử, gợi yêu ta ta lâm lang núi thú tộc vô số. Lão tử bất hòa, không cùng nhà mình huynh đệ đợi tại một khối chẳng lẽ còn cùng với người tên hỗn đản này thông đồng làm bậy. Hảo hảo tốt, cái này đầu tử lộ, đúng vậy bản thân mình tìm đích. Đến lúc đó chấn nhạc thần quân trước mặt, xem làm sao người bàn giao. Thiên Sơn quân toàn thân miệng vết thương, máu tươi phần Phật A à mà ra bên ngoài bốc lên, thực tế chứng kiến tiêu phàm trong tay hai khỏa màu đen viên châu, lại càng tim và mật đều hàn, cũng không dám nữa ở chỗ này chờ lâu, cắn răng khai báo một câu như vậy chàng diện lời nói, liền là dưới chân độn quang cùng một chỗ, chạy đi như bay, một lát trong lúc đó, liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Về phần biến dị báo gấm tình hình, hắn ngay nửa câu đều chưa từng đề cập. Đã tiêu phàm đã muốn hào phát vô thương mà trở lại đến nơi này, hoàn thủ cầm hóa yêu nước như vậy lợi khí, biến dị báo gấm kết cục, có thể nghĩ, chỉ sợ sớm đã đã muốn hóa thành một bãi nùng huyết liễu tương đương. Mắt thấy thiên sơn quân đã muốn đi đắc xa, hoàng đường không khỏi nhổ ra một ngụm thở dài, len keng, một tiếng, trầm trọng thuộc đồng côn nặng nề nện trên mặt đất, ngay sau đó cực đại thân hình lung lay vài cái, đặt mông ngồi ngay đó, miệng rộng một phát, tựa hồ muốn nói gì, lại qua, mà phun ra một ngụm lớn máu tươi đến, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, tại không có nửa điểm huyết sắc, ngay ánh mắt đều ở trong chốc lát tan giả ra, ảm đạm vô thần. chương 910 Tế Luyện Cửu âm thành chính giữa, sâu trong lòng đất, một tòa màu đen trong cung điện. Cái này tòa cung điện quy mô cũng không lớn, phạm vi bất quá trăm trường rộng lớn, đại điện bên ngoài là màu nâu đen nham thạch xây thành, trong đại điện lại cửa hàng tầng một tầng trắng noãn ngọc thạch, tinh xảo dị thương. Bất quá gian phòng này đại điện, dưới mắt lại tràn ngập một cổ nồng đậm mùi máu tanh. Đại điện ở giữa, có một bát xác hình, phạm vi mấy trượng ao, đồng dạng dùng trắng noãn ngọc thạch xây mà thành. Ao chung quanh, tác chính là dựng đứng lấy tám đầu vừa thô vừa to màu trắng ngọc cây cột đá, trên cây cột điêu khắc phong cách cổ xưa hoa văn, cây cột đỉnh, chính là điêu khắc tám cái bất đồng đầu thú, lộ ra cực kỳ tang thương hồng hoang khí tức, tựa hồ mỗi một chủng yêu thú đều đến tự viễn cổ hồng hoang. Cái này tám quả đầu thú miệng há lớn, từ đó phun ra một cổ màu đen chất lỏng, không ngừng rót vào phía dưới ao ở bên trong, những này màu đen chất lỏng vừa mới theo đầu thú trong miệng phun ra, liền dơ lên từng đợt tuyết trắng sương mù, tựa hồ độ ấm cực thấp, chung quanh nhiệt độ đều bị những này chất lỏng kéo đến hạ thấp rất nhiều. Trận trận âm hàn khí, đập vào mặt, lại tựa hồ là do lạnh vô cùng âm vụ ngưng kết mà thành chất lỏng. Nhưng mà, ao ở bên trong nhưng lại nhiệt khí quay cuồng, gây mũi mùi máu tanh, chính là theo trong hồ thấu ra tới, nhìn kỹ lại, cái này cực đại ngọc thạch ao ở bên trong, vậy mà bốc lên lấy nửa chỉ máu tươi, trong đó còn kèm theo không ít màu trắng khung xương, trong đó một cái lớn nhất xương đùi, thậm chí dài đến hơn một trượng, bởi vậy có thể thấy được, cái này yêu thú khi còn sống hình thể là bực nào cực đại, tung tính toán là cả huyết trì, chỉ sợ cũng dung nạp không dưới thân thể của nó. Giờ phút này thực sự hóa thành một bãi nùng huyết, bị người rót vào cái này huyết trong ao. Cứ việc cái này đại điện cùng huyết trì, khắp nơi đều lộ ra quỷ dị huyết tinh, nhưng chính thức làm cho người chú mục chính là, không phải là huyết trì, cũng không phải tám khỏa đầu thú, mà là lẳng lặng lơ lửng tại trên huyết trì không một vật. Như vậy gì đó nhìn về phía trên cũng không thế nào thu hút, chỉ là một màu trắng vòng tròn, ước chừng có hơn một xích lớn nhỏ, vòng tròn mặt ngoài trắng hiếu đích, thỉnh thoảng hội có một nhô lên, cực kỳ giống một tiết tiết xương cốt, giống như nào đó động vật xương sống, bị cưỡng ép hát ta ép vặn vẹo thành như vậy một cái cốt hoàn. Cái này bạch cốt hoàn lẳng lặng treo ở trên huyết trì không, ao ở bên trong huyết tinh khí cùng lạnh vô cùng âm khí, ti ti từng sợi mà đi lên trên đằng. Phảng phất vạn lưu quy hải nhất loại, chậm rãi bị cốt hoàn hấp thu đi vào. Huyết trì tránh tây phương, một đầu màu trắng cột đá phía dưới, khoanh chân ngồi một cái bóng người màu đen, toàn thân khói đen lượn lờ, loáng thoáng, thấy không rõ lắm người này chân thật diện mục. Màu đen bóng người khoanh chân ngồi ở dưới cột đá, ngẩng đầu gắt gao chầm chầm vào giữa không trung chậm rãi xoay tròn cốt hoàn, thỉnh thoảng giơ cánh tay lên, suy suy, trong tiếng, từng đạo hùng hậu vô cùng pháp quyết, đánh vào cốt hoàn bên trong. Cốt hoàn lại không có phản ứng chút nào, chỉ là không nhanh không chậm mà xoay tròn lấy. Huyết trì chính nam cùng chính phương bắc hướng, cột đá phía dưới, cũng đều tự ngồi xếp bằng một đạo nhân ảnh. Ở chính phương Bắc chính là một cụ cương thi, thân hình cao lớn, chừng bảy xích đã ngoài, toàn thân da thịt thối giữa, máu đen giàn ruộng, rơi li li mà giọt rơi trên mặt đất, cùng màu đen bóng người đồng dạng, cương thi cũng sẽ thỉnh thoảng hướng cốt hoàn đánh vào một đạo pháp quyết. Ở chính Nam Phương chính là một cụ trắng muốt sắc khô lâu, trong mắt lóng lánh lấy nhàn nhạt ma chơi, khoanh chân mà ngồi, động tác cùng bóng đen cùng với cương thi giống như đúc. Không hề nghi ngờ, Bọn họ là tại tế luyện việc của người nào đó bảo vật. Mắt thấy huyết trong ao máu tanh mùi vị dần dần trở thành nhạt, cương thi trong mắt không khỏi lộ ra vẻ lo âu, quay đầu chuyển hướng màu đen bóng người, nói ra, đại ca, xem ra cái này huyết thực có lẽ hay là quá ít, cửu âm bạch cốt hoàn rất khó luyện chế thành công. Trắng muốt khô lâu cũng mở miệng nói ra, đúng vậy a, à, đại ca, mặc dù nói lần này xông vào yêu thú, 78 phần 10 cũng đã bị chúng ta ném ở cái này hóa huyết trì trong số lượng còn là xa xa không đủ. Cuối cùng, có lẽ hay là đẳng cấp cao yêu thú máu huyết cùng nội đan chưa đầy. Hai mươi mấy đầu biến hóa yêu thú, chính thức bị săn gờ yêu ta ít vẫn chưa tới 10 đầu, hóa hình trung kỳ đã ngoài đích, một đầu đều không có. Huyết thực không đủ, cửu âm bạch cốt hoàn cái này một bước cuối cùng, lại luôn là khó có thể hoàn thành. Màu đen bóng người không rên một tiếng, chỉ là chuyên chú mà nhìn qua cửu âm bạch cốt hoàn, từng đạo pháp quyết đánh vào đi vào. Cương thì thấy thế, cũng có chút bất đắc dĩ, chuyển hướng đối diện trắng muốt khô lâu, nói ra, lão tam, ngân cầu vòng tiên tử bên kia, là người đi liên lạc A. À. Như thế nào những ngày này, một điểm động tĩnh đều không có, ngoại trừ trước hết nhất đưa tới 20 con yêu thú, tự không còn có bên dưới liễu tương đương. Chớ không phải là nàng muốn đổi ý sao? Trắng muốt khô lâu lắc đầu, nói ra, đổi ý ngược lại không đại khả có thể, ta lo lắng, nàng có phải là đã xảy ra chuyện? cương thi không khỏi mỉm cười một cái nói ra cái kia làm sao có thể nhớ năm đó ngân cầu vòng tiên tử nhưng là chúng ta những người này chính giữa tu vi cao nhất đích cứ việc hiện tại không thể so với từ trước như thế nào cũng có nguyên anh trung kỳ thực lực coi hắn kiến thức ánh mắt nhóm này yêu thú ai có thể bị thương đến nàng tung xem như đầu kia hóa hình hậu kỳ yêu thú tự mình ra tay ngân cầu vòng tiên tử nhiều nhất là không địch lại mà đi muốn diệt sát nàng nào có dễ dàng như vậy đờ đấn trên mặt cũng lộ ra không cho là đúng thần sắc. Tại đây phong ấn chi địa, âm khí cùng ma khí rất nặng, quỷ vật thân trời sinh tựu chiếm cứ địa lợi, trở nên càng thêm khó có thể diệt sát. Trắng muốt khô lâu nhưng vẫn là lo lắng lo lắng nói, lời tuy như thế, khó bảo toàn không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ngân cầu vòng tiên tử tính nết, ta và ngươi còn không biết sao. Nàng hoặc là không đáp ứng, một khi nàng đáp ứng, tự tất nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hơn nữa, ta cũng nghĩ không ra được, nàng có cái gì đổi ý lý do. Dù sao đợi cửu âm bạch cốt hoàn luyện thành về sau, mở ra thông đạo, tất cả mọi người có thể trở về đến thất dạ giới đi, chẳng phải là tốt. Đợi địa phương quỷ quái này, có phong ấn chi lực áp chế, đồng lứa tử cũng không muốn muốn đột phá bình cảnh, hồi phục đến ngộ linh kỳ tu vi. Nói như vậy, chúng ta dưới mắt cũng chỉ có thể trông cậy vào đầu kia lão ma sói rồi. Cương thi có chút buồn bực nói, trong tay không chút nào chậm, lại đánh cho một đạo pháp quyết đi ra ngoài, rót vào bài cốt hoàn trong. Trắng muốt khô lâu nhẹ gật đầu, nói ra, hình như là như vậy. Cương thi thần sắc càng thêm không vui, nói ra, đúng vậy chúng tiểu nhân tin tức truyền đến nói, lão ma sói cùng đầu kia hóa hình hậu kỳ yêu sao sao qua tay, chẳng những không có khắc chế hắn, còn ăn thiệt thòi nhỏ, thủ hạ chính là ma tử ma tôn, bị đồ lục một nhóm lớn. Cái kia hóa hình hậu kỳ yêu thú, thật sao lợi hại như thế cần biết lão ma sói tại đây phong ấn chi địa, được coi là là số một số hai đại cao thủ rồi, chiếm cứ lấy thiên thời địa lợi, cùng từ bên ngoài đến hóa hình hậu kỳ yêu sao sao tay, vậy mà không có chiếm được nửa phần tiện nghi, thậm chí ăn thiệt thòi nhỏ, quả thực làm cho người khó có thể tin. Xác thực như thế, cái kia hóa hình hậu kỳ yêu thú, tu luyện thần thông cực kỳ cổ quái, tựa hồ không là thuần phí thú tộc thần thông, mang theo nào đó nói không nên lời tà khí. Lão ma sói một cái không bắt bẻ, thiếu chút nữa tự gặp hắn đạo nhi. Bất quá bởi như vậy, những này người từ ngoài đến xem như triệt để đem lão ma sói chọc giận. Cái này lão ma đầu thẹn quá hóa giận, đã đem tất cả ma tử ma tôn đều triệu tập lại, thề muốn đem những này người từ ngoài đến chém tận gợi yêu ta tuyệt, một tên cũng không để lại. Trắng muốt khô lâu nói ra, hai mắt ở chỗ sâu trong ma chơi, bỗng nhiên trở nên sáng ngời vài phần, tựa hồ đối với lần này rất là thỏa mãn. Cương thi ha ha cười một tiếng, lập tức nói ra, lão ma sói chính là chỗ này thối tính tình, đáng tiếc a hát, những này ma thú là hủ huyết chi thân, nếu không nghe lời, lão ma sói chết. Rồi nhiều như vậy ma tử ma tôn, đều làm ra đương làm huyết thực lời mà nói, khẳng định vậy là đủ rồi. Ồ, đại ca, ma thú hủ huyết không được, chúng ma hạch được hay không được. Cuối cùng này một câu, nhưng lại hướng tây bên cạnh màu đen bóng người nói, trong giọng nói mang theo ti ti hưng phân ý. Màu đen bóng người hừ lạnh một tiếng, nói ra không được. Ma thú ma hạch chỉ có thể dùng để luyện chế ma khí, tu luyện ma công, không làm được huyết thực. Vậy thì thật sự là đáng tiếc. Trắng muốt khô lâu cười nói, nhị ca, cái này cũng không có gì đáng tiếc đích, cho dù ma thú ma hạch có thể làm huyết thực, chúng ta cũng phải nhiều nghĩ kỹ, thật muốn chọc giận lão ma sói, lão già này tùy thời đều sẽ trở mặt. Đến lúc đó, thật có thể chính là cái được không bù đắp đủ cái mất. Hừ, hắn trở mặt tựu trở mặt, chẳng lẽ ai còn đừng sợ hắn. Cương thi cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Vô luận cương thi có lẽ hay là quỷ vật, còn không sợ ma thú hủ huyết, cái này làm cho ma thú, một đại sát khí, lăng không mất đi hiệu dụng. Qua nhiều năm như vậy, phong ấn chỉ địa ma thú cứ việc so quỷ vật còn nhiều, lại thủy chung không thể chiếm cứ thượng phong, ngược lại ẩn ẩn có bị quỷ vật áp chế tình hình, nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở lần này. Trắng muốt khô lâu cười cười, không tái mở miệng nhị ca chính là chỗ này sao cái tính nết, lại cũng không cần nói thêm cái gì. Cùng ma thú tại phong ấn chi địa cùng một chỗ sinh sống nhiều năm như vậy, sao có thể nói đánh là đánh. Màu đen bóng người bỗng nhiên nói ra, lão tam, tất cả có thể phân phối nhân thủ, đều phái đi ra đến sao. Trắng muốt khô lâu vội vàng đáp, đều phái đi ra rồi, ngoại trừ cái này huyết điện hộ vệ, mặt khác tất cả có thể phân phối nhân thủ không còn một mống, đều phái đi ra ngoài. Vậy là tốt rồi. Tuy nhiên chúng ta cùng lão ma sói đạt thành giao dịch, nhưng cũng không thể hoàn toàn buông tay mặc kệ. Dù sao yêu thú máu huyết, đối với ma thú mà nói, cũng là đại bổ vật. Lão ma sói cố nhiên là cái thủ tín loại người, hắn cái kia chút ít ma tử ma tôn cũng rất khó quản thúc được. Đại ca nói đúng, còn là tự chúng ta người đáng tin một điểm. Lời nói đến một nửa liền kiết nhiên nhi chỉ, trắng muốt khô lâu mãnh liệt ngẩng đầu đến, nhìn về phía đại điện lối vào. Cùng lúc đó, màu đen bóng người cùng cương thi ánh mắt, cũng đồng loạt nhìn phía bên kia. Rất hiển nhiên, có cái gì ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Ngay sau đó, một hồi, ầm ầm nặng nề nổ mạnh, tự đại ngoài điện bên cạnh truyền đến, ngay đại điện đều tựa hồ tại ẩn ẩn chấn động. Cương thi cả kinh, mãnh liệt đứng lên, kêu lên, chuyện gì xảy ra, giống như hộ vệ đại trận xảy ra vấn đề, bị người công phá. Vì cam đoan bảo vật tế luyện không bị quấy dày, chỗ ngồi này huyết điện bị nghiêm nghiêm thực thực mà bảo vệ bảo hộ lên cả hộ vệ đại trận sớm đã mở ra tất cả phòng vệ thủ đoạn đều đạt đến cấp bậc cao nhất hơn nữa tại đây thâm nhập dưới đất mê cung nhất ở trung tâm những kia người từ ngoài đến nên vậy rất khó đến tại đây mới được là bình thường đã sớm tại bên ngoài bị rất nhiều quỷ vật cùng ma thú chém g iota Ết hầu như không còn liếu tương đương lần này đột nhiên xuất hiện rung mạnh thật đúng là làm cho người khó có thể giải thích liền vào lúc này lại là một hồi ầm ầm trầm đục đại điện chấn cảm đã muốn trở nên phi thường rõ ràng trong khoảng khắc hộ vệ đại trận lại tầng một cấm chế đã bị người cưỡng ép hát ta ép bài trừ liếu tương đương audio điện tử võ tấn bền chương 911, cường cường liên thủ đại ca ta đi xem Cường thi tánh khí táo bạo lập tức nhịn không được lúc này đứng dậy đi nhanh đi thẳng về phía trước đừng nhìn hắn cũng không có phi độn mà đi, mỗi một bước bước ra, lại khoảng chừng mấy trượng khoảng cách, tốc độ chút nào cũng không thua bình thường nguyên anh tu sĩ độn nhanh chóng, trong nháy rồi rời đi huyết trì, cách thạch điện đại môn có vài chục trượng xa. Cương thi chưa đi vào cửa điện, oanh, mà một tiếng vang thật lớn, thạch điện đại môn bỗng nhiên hóa thành vô số mảnh nhỏ, tứ tán phi dương mà dậy, một gã cao tới mấy trượng cực lớn bóng người, cầm trong tay một thanh cực đại thép sòng bát xác chùy uy phong lẫm lẫm đứng ở cửa đại điện trên người tản mát ra một hồi khinh người khí thế. Yêu thú, cương thi hai mắt lập tức híp mắt bắt đầu đứng dậy, lộ ra giật mình thần sắc. Này đầu bỗng nhiên xông vào yêu thú, trên người linh lực chấn động rất không vững vàng, chợt mạnh chợt yếu, nhưng như trước làm cho người ta một loại cực kỳ cuồng bạo cảm giác nguy hiểm, toàn thịnh thời kỳ, ít nhất nên vậy có hóa hình trung kỳ tu vi. Khổng lồ yêu thú vừa thấy được cương thi, lập tức nổi giận mà điên cuồng hét lên một tiếng, dơ lên cao cán dài thép dòng bát giác đại trùy, hô, mà vào đầu dáng xuống, vậy mà nói đánh là đánh, nửa phần giả tá cũng không. Cương thi sững sờ, lập tức giận tím mặt, một tiếng gào thét, thối giữa chảy mù thân hình đón gió tăng vọt, lập tức cũng hóa thân thành mấy trượng chiều cao, một thanh cực lớn hậu bối đại giao cầu chẳng biết lúc nào đã muốn nắm trong tay, không sợ hãi chút nào mà đón bát giác đại trùy phản kích đi qua. Cửu âm thành tam đại thành chủ, hai thành chủ tính tình táo bạo nhất, cái này yêu thú như thế hung hãn, lập tức tụ triệt để chọc giận cương thi. Đương làm, loại trầm trọng đến cực điểm khổng lồ binh khí hung hăng đụng vào cùng một chỗ, phát ra đinh tai nhức óc nổ mạnh thanh âm. Yêu thú kêu rên một tiếng, thân thể rung mạnh, dưới chân không yên, đăng đăng đăng, mà sau này liền lùi lại mấy bước, mới miễn cưỡng đứng vững vàng thân hình. Cương thi vẫn đứng ở tại chỗ, không chút sức mẻ, khóe miệng hiện lên cùng một chỗ khinh miệt cười lạnh. Chỉ lần này một kích song phương cao thấp lập phán. Đương nhiên, cái này cũng cũng không có nghĩa là, cương thì tu vi càng tại yêu thú phía trên. Chỉ là cái này yêu thú rõ ràng trải qua một phen khổ chiến mới xông vào đại điện, bị thương không nhẹ, sớm đã không còn nữa toàn thịnh thời kỳ tiêu chuẩn. Nếu không nghe lời, ai thắng ai thua còn rất khó nói. Hóa hình trung kỳ yêu thú. Nguyên gốc thẳng lẳng lặng xếp bằng ở huyết trì bên cạnh màu đen bóng người, trong miệng phát ra kinh ngạc nhẹ, ồ, thanh âm hơn nữa còn là lấy khí huyết tràn đầy chứ danh cự linh thú. Lão nhị, bắt lấy hắn. Cương thi một tiếng nhe răng cười, cao giọng đáp minh bạch. Mắt thấy huyết trong ao huyết thực không đủ, cửu âm bạch cốt hoàn cuối cùng tế luyện có khả năng sắp thành lại bại. Hôm nay chợt sông vào đến một đầu hóa hình trung kỳ cự linh thú, chính là đưa tới cửa đến thượng đẳng, huyết thực, làm sao có thể bỏ qua. Từ nơi này cương thi trên người linh lực chấn động đến xem, cũng là nguyên anh trung kỳ tu vi, bất quá đã muốn đạt đến tại Nguyên Anh Trung Kỳ đỉnh phong trạng thái, so sánh với bị oán linh diệt sát ngân cầu vòng tiên tử, cảnh giới tựa hồ còn phải mạnh hơn 3 phần. Dùng tu vi như vậy, muốn bắt như trên giai hóa hình Trung Kỳ cự linh thú, bình thường trên cơ bản không đại khả có thể. Nhưng dưới mắt, cái này cự linh thú đã muốn mang thương trong người. Nơi đây lại là cửu âm thành dưới mặt đất đầu mối chỗ, cương thi tùy thời có thể thay đổi cấm chế chi lực tương trợ tấn công địch, tự nhiên chiếm cứ thật lớn ưu thế lúc này mới tin tưởng gấp trăm lần. Cái này bỗng nhiên xông vào huyết điện biến hóa cự linh thú, đúng vậy thương kỳ. Bất quá nhìn về phía trên, tựa hồ bởi vì cuồng bạo quá, dĩ nhiên có chút thần trí không rõ. Cự linh thú hai đại thiên phú thần thông tuy rất cao minh, nhưng thi triển đắc quá mức nhiều lần, lại cũng có được hết sức rõ ràng di chứng. Thì phải là rất dễ dàng bị cuồng bạo khí ảnh hưởng tâm thần, đến nỗi điên. Cương thi trong tay giao cầu dương lên, lập tức huyến hóa ra mấy đạo hắc khí, đảo mắt biến thành vài mặt giao cầu hư ảnh. Tại trong hư không lóe lên, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, mấy đạo giao cầu hư ảnh tại thương kỳ bên người di động hiện ra, đồng thời dưới lên phương chém xuống một cái. Thương kỳ ngưỡng thiên nhất thanh âm cuồng tiếu, trên người hắc quang lóe lên, một kiện đen nhánh chiến giáp bỗng nhiên hiện ra, đưa hắn toàn thân đều cái bọc đắc nghiêm nghiêm thực thực. Đúng vậy hoàng đường tự mình vì hắn tỉ mỉ rèn chiến giáp, phòng hộ năng lực mạnh, không chút nào tại hoàng đường chính mình tổ truyền đồng giáp phía dưới. Bất quá giờ phút này, cái này hắc sâu kín chiến giáp phía trên, cũng xuất hiện vài nơi tổn hại. Cương thi khóe miệng hiện lên một tia nhe răng cười ý. Trong tay hắn giao cầu, cũng không phải là bình thường bảo vật, mà là một việc cực phẩm pháp bảo. Là cương thi năm đó toàn thịnh thời kỳ sử dụng bổn mạng bảo vật, tuy nhiên nhìn về phía trên không chút nào thu hút, thậm chí còn có vài nơi lổ hồng, nhưng phong duệ chỗ, vượt qua xa hắn hắn pháp bảo có thể so sánh. Cái này cự linh thú thần chí không rõ, vậy mà ý định bằng vào một kiện khôi giáp, ngạnh kháng chính mình thực phẩm pháp bảo, cương thi tự nhiên là cầu còn không được. Thương kỳ vừa tế ra chiến giáp, chưa tới kịp có động tác khác, vài mặt giao cầu hư ảnh cũng đã gần người. Trong chốc lát một hồi chói tai kim loại tiếng ma sát vang lên, chiến giáp thượng hắc quang đại phóng, ngạnh xanh xanh chống đỡ giao cầu hư ảnh, vô kiên bất tồi chí bảo, vậy mà gặp khắc tinh cương thi biến sắc lập tức trầm xuống dỗi ra một chi dính đầy nùng huyết ngón tay hướng về giao cầu hư ảnh một điểm hét lớn một tiếng phá vài mặt giao cầu hư ảnh lập tức ngưng tụ trở nên giống như thật thể giống nhau mãnh liệt hướng chính giữa hợp lại suy suy liệt bạch thanh âm truyền đến nhìn như chắc chắn vô cùng chiến giáp lại ngạnh xanh xanh bị cái này vài đạo giao cầu hư ảnh mở ra ngay sau đó cương thi bỗng nhiên chừng lớn hai mắt như là tuyệt không tin mình nhìn qua tình hình. Phong rễ vô cùng, đem chiến giáp đều hết thảy mà mở giao cầu hư ảnh, trực tiếp cắt tại thương kỳ thân thể phía trên, lại lần nữa phát ra kim loại giao kích chói tai thanh âm, hơn nữa loại này giao phong cũng không tiếp tục quá lâu, đã là nhỏ mạnh hết đà giao cầu hư ảnh rất nhanh liền tại tiếng ai minh ở bên trong, từng khúc vỡ vụn, hóa thành điểm một chút khói đen, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này yêu thú thân thể mạnh hoành, quả thực đến một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ ngay cực phẩm pháp bảo công kích đều có thể trực tiếp thừa nhận xuống, tuy nhiên chiến giáp tiêu trừ giao cầu hư ảnh bộ phận uy năng, như trước làm cho người ta khó có thể tin. Tiểu bối, ăn ta một búa. Thương kỳ trong tiếng cười điên dại, cực đại thân hình nhoáng một cái, đã đến cương thi trước mặt, vùng cực lớn thép dòng bát giác trùy, hướng phía cương thi vào đầu đập phá xuống dưới. Trong lúc này, muốn né tránh đã muốn không còn kịp rồi, cương thi chỉ phải dơ lên giao cầu lần nữa nghênh đón tiếp lấy đương, mà một tiếng vang thật lớn. Lúc này đây cứng đối cứng kết quả, lại cùng vừa rồi khác lạ. Cương Thi tiếng dê y gì ở bên trong, đăng đăng đăng, lui về sau 7 8 bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Thương Kỳ tác chính là vững vàng chạm tại nguyên chỗ, thân thể cao lớn ngay lung lay cũng chưa từng lung lay xuống. Mới vừa vào cửa lúc, Thương Kỳ thậm chí đều không có nhìn rõ ràng địch thủ là cái hạng người gì, tiện tay một kích, chỉ dùng không đến 7 thành công lực, tự nhiên không phải Cương Thi đối thủ hôm nay toàn lực phóng ra, đem cự linh biến thân bằng nhiên sức lực phát huy đến cực hạn, kết quả tự nhiên khác nhau rất lớn. Cường thì tuy nhiên cũng coi như đắc thân thể cường hoành, cùng hóa hình trung kỳ cự linh thú so sánh với, dù sao vẫn là có một chút tranh lệch. Chỉ có điều tu vi đến bọn hắn như vậy cảnh giới, cũng không phải là gần kề dựa vào một thân cậy mạnh có thể ổn thao thắng khoán đích. Mắt thấy lấy cứng trọi cứng không thể thực hiện được, cường thì trong tiếng cười lạnh, trong tay giao cầu ngay dương, hơn 10 đạo giao cầu hư ảnh ào ào tuôn ra, hướng về thương kỳ lóe lên mà đi, đảo mắt liền chui vào trong hư không, sau một khắc, tại thương kỳ bên người hiện ra đến. Lúc này đây giao cầu hư ảnh, xa so vừa rồi muốn dày đặc nhiều lắm, xem xét chỉ biết uy lực không giống tiểu khả. Ta cũng không tin, người còn có thể dùng thân thể chi lực ngạnh kháng xuống. Cương thi cười lạnh liên tục, tay trái niết quyết, lặng yên không một tiếng động mà thay đổi đại điện cấm chế chi lực hướng về thương kỳ bao phủ mà xuống. Dùng ánh mắt của hắn, tự nhiên đã sớm nhìn ra được, thương kỳ hiện nay thi triển loại thiên phú này thần thông tuy có thể cho thân thể cường hoành đến một cái làm cho người khó có thể tưởng tượng trình độ, nhưng ở phản ứng phương diện, muốn chỉ độn nhiều lắm rồi, xa xa không phải hóa hình trung kỳ yêu thú xứng đáng tiêu chuẩn. Tại loại này nửa điên cuồng trạng thái phía dưới, thương kỳ thậm chí hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự cũng không phát giác được hắn tại thay đổi cấm chế chi lực đợi cho thương kỳ kịp phản ứng, cấm chế chi lực sớm đã chân áp mà hạ, đến lúc đó, tự thật sự chỉ có thể bị đánh không thể hoàn thủ liễu tương đương. Tung tính toán cự linh thú thân thể có mạnh mẽ hơn nữa, cương thi cũng có tuyệt đối nắm chắc, đưa hắn chém thành thịt vụn. Mắt thấy thương kỳ chỉ lo vùng vẩy bát giác trùy cuồng nện những kia giao cầu hư ảnh, đối với huyết điện cấm chế chi lực hoàn toàn chẳng quan tâm, cương thi trên mặt mỉa mai vui vẻ càng thêm rõ ràng. Vốn là thời khắc chú ý bên này tình thế, tùy thời chuẩn bị xuất thủ tương trợ trắng muốt khô lâu, cũng an tâm ngồi xuống. Dùng không được bao lâu, này đầu hóa hình trung kỳ cự linh thú tự muốn trở thành cửu âm bạch cốt hoàn huyết thực liễu tương đương. Hèn hạ, liền vào lúc này, một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng nữ tử thanh âm lạnh lùng truyền vào cương thi trong tai. Không đợi cương thi làm tinh tường là chuyện gì xảy ra, vốn là chính lặng yên không một tiếng động hướng thương kỳ tới gần cấm chế chi lực, bỗng nhiên xoay ngược lại, hướng về cương thi chính mình tịch cuốn tới, tốc độ nhanh vô cùng. Cương thi chấn động, lập tức không kịp ngẫm nghĩ nữa, thân thể nhoáng một cái, phóng ra đi nhanh, hướng một bên tránh gấp mà đi, trong miệng một tiếng gầm lên, người nào dám can đảm ám toán bổn thành chủ. Cút ra đây cho ta. Một tiếng cười lạnh, một hồi vần nước loại chấn động hiện lên, hoác suy, một dài nhọn trắng bệch bàn tay, tại hắn đỉnh đầu di động hiện ra, năm đầu ngón tay nhọn, lóng lánh lấy lãnh khốc sáng bóng, vào đầu chảo xuống dưới. Đối mặt loại này dưới cao nhìn xuống, rõ ràng mang theo khinh miệt nhục nhã ý đấu pháp, nhị đương ra lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình, không tránh không né, trong tay giao cầu dương lên, gọn gàng dứt khoát hướng cái kia dài nhọn bàn tay mãnh liệt cắt đi qua. Giao cầu nơi đi qua, bàn tay lên tiếng mà toái, bất quá là một đạo hư ảnh mà thôi. Ngay sau đó, một gã áo đỏ nữ tử tại cách đó không xa hiện thân ra, khuôn mặt xinh đẹp, thần sắc lãnh khốc, Đúng vậy chấn nhạc thần quân chủ yếu trợ thủ, tinh thông trận pháp chi đạo thích phu nhân. Mắt thấy cương thi muốn dùng cấm chế chi lực ám toán thương kỳ, thích phu nhân tự nhiên lập tức ra tay, phá vỡ cương thi một chiêu này. Bên kia mái hiên, hơn 10 đạo giao cầu hư ảnh tuy sắc bén vô cùng, nhưng đã không có pháp bảo bản thể pháp lực ủng hộ, tự nhiên chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, khó có thể bền bỉ. Bị. bị thương kỳ dễ dàng tựu phá trừ đi. Cương thi biến sắc, đang muốn nói chuyện lại một đạo thân cao mấy trượng bóng người, đi nhanh bước vào huyết trong điện, trong tay nắm một thanh hậu bối đại khảm đao, đồng dạng da dày thịt béo, mắt nhỏ huyết hồng huyết hồng đích, toàn thân ra bên ngoài mạo hiểm cuồng bạo khí, đúng vậy thiên sơn quân. Những này yêu thú bên trong người mạnh nhất, đã muốn hội tụ đến cùng một chỗ. chương 912, Bạch Cốt Ma Mũi Tên Thích phu nhân cùng thiên sơn quân vừa lộ mặt, không nói hai lời, đồng loạt hướng cương thi ra tay, thiên sơn quân một cái nanh, đã muốn hủy ở tiêu phàm hóa yêu dưới nước, hôm nay hai tay nắm chặt một thanh hậu bối đại khảm đao, nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng cương thi vào đầu bổ tới. Thích phu nhân hỏa hồng váy áo quay tít một vòng, một đầu đen nhánh tỏa sáng nguyễn tiên, ba tương đương, mà một tiếng, sáng đi ra. Cái này đầu nguyễn tiên dài đến ba trượng tay chuôi thượng điêu khắc một cái diện mục giữ tợn đầu rồng, vòi nước tiên trên người lộ ra một cổ đặc hơn huyết tinh khí. Cái này đầu huyết tinh trường tiên phối hợp thích phu nhân đỏ thấm váy, lộ ra một loại khác diêm rúa lạc y gờ lơ vẻ đẹp. Thiên Sơn Quân cũng là hóa hình trung kỳ yêu thú, tu vi cảnh giới, không chút nào tại cương thi phía dưới, tuy nhiên một đường kịch chiến về sau, nguyên khí đại thương, cương thi cũng tuyệt không dám có chút khinh thường ý, mắt thấy Thiên Sơn Quân hung ác bá đạo thẳng nhào đầu về phía trước, cương thi trong tay giao cầu từ trên xuống dưới tà tà vung lên, một đạo thật dài giao cầu hư ảnh, bỗng dưng hóa thành một đầu đen nhánh cự mãng, ngửa đầu gào thét một tiếng, dung đùi đắc ý hướng thiên sơn quân nghênh đón tiếp lấy. Ba tương đương, lại là một tiếng chấn vang lên, thích phu nhân Nguyễn Tiên, lại như cùng một cái độc xà cũng giống như, bỗng nhiên hóa thành dài chừng mười trượng, ở giữa không trung lóe lên, mau lẹ vô luân mà quấn hướng cương thi thân hình. Tiểu bối, thương kỳ hét lớn một tiếng, vung vẩy thép sòng bát giác trùy, cuồng gió gào thét, hùng hổ mà gợi yêu ta ết đem tới. Dù là cương thi tu vi không kém, tranh đấu kinh nghiệm phong phú vô cùng, bỗng nhiên bị ba gã cùng giai cao thủ vây công, trong chốc lát cũng biết cái luống cuống tay chân. Vô luận thiên sơn quân, thích phu nhân có lẽ hay là thương kỳ, vừa ra tay đều đều là cứng đối cứng đấu pháp, không có nửa phần sức tưởng tượng. Đến nơi này chính là hình thức quan trọng hơn trước mắt, mỗi một khắc chung đều lãng phí không dậy nổi, cũng nên nhanh chóng tiêu diệt đối thủ. Phân ra thắng bại đến mới tốt. Dù sao cái này phong ấn chi địa, là quỷ vật cùng ma thú hang ổ, bọn họ đều là người từ ngoài đến, thời gian kéo đắc càng lâu. Đối với bọn họ càng bất lợi, hơn một ngàn đẳng cấp cao yêu thú, đã muốn không sai biệt lắm từ tổn thương hầu như không còn, hóa hình sơ kỳ yêu thú đều có không ít vẫn lạc mất, tìm được đường sống trong chỗ chết gỡ yêu ta đến nơi đây đích, ít càng thêm ít. Trắng muốt khô lâu thấy thế, tự nhiên rốt cuộc ngồi không yên, một nhảy dựng lên, bạch cốt đá lởm chởm cổ tay một phen, một trắng hiếu cốt cung di động hiện ra. Tay phải lại run lên, ba miếng cốt tiến liền nhận thức tại trong suốt cung trên dây, song bằng tỉ thí, trong khoảnh khắc cung như trăng rằm, phải nhẹ buông tay vừa để xuống, ba miếng cốt tiễn thẳng đến thương kỳ mà đi. Hiển nhiên trắng muốt khô lâu nhận định trong ba người, thương kỳ yếu nhất. Cũng không phải thương kỳ tu vi không đủ, mà là hắn một mực thi triển cự linh biến thân, hao phí pháp lực lớn nhất. Phản ứng cũng chậm nhất độn, trước theo thương kỳ tại đây vào tay, nhất có hy vọng tại trong thời gian ngắn tồi suy sụp cường địch ba miếng cốt tiến thế đi kỳ nhanh chóng, lại vô thanh vô tức, không có chút nào tiếng xé gió. Trong nháy đã đến thương kỳ trước người. Cũng không biết là chưa từng phát giác khác thường, có lẽ hay là hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không có đem cái này vài miếng cốt tiến để vào mắt, thương kỳ đối với ba miếng cốt tiến nhìn như không thấy. Chỉ lo hướng cương thi tấn công mạnh mà đi. Trắng muốt khô lâu hai mắt ở chỗ sâu trong ma chơi, bỗng nhiên nặng nề nhảy lên hai cái hết thảy đều cùng trong lòng của hắn suy nghĩ tương hợp. Cái này cự linh thú quả nhiên ỉ vào áo giáp chắc chắn, thân thể cường hoành. Ý định đón đỡ hắn bạch cốt ma mũi tên. Chú ý, không thể đón đỡ. Vừa lúc đó, một cái thanh âm uy nghiêm ở ngoài điện vang lên. Chỉ tiếc một tiếng này nhắc nhở, vẫn còn có chút đã muộn. Thương kỳ giật mình không đúng, muốn né tránh đã muốn tuyệt đối không kịp, trong lúc cấp bách giống to một tiếng, màu đen chiến giáp phía trên mãnh liệt bay lên hai mảnh hắc sâu kín giáp tấm, nhanh như thiểm điện loại hướng về ba miếng cốt tiễn đón đánh đi lên. Đây chính là hoàng đường cho hắn chế tạo bộ dạng này chiến giáp tinh diệu chỗ, chẳng những phòng hộ lực kinh người, thậm chí còn có thể chủ động nghênh chiến, ngăn địch với đất nước môn bên ngoài, tại tiêu phàm trong mắt, cái đó và bạo tạc nổ tung đẳng thức bọc thép là đồng dạng xếp đặt thiết kế nguyên lý. Loại này có thể chủ động nghênh chiến giáp tấm, cũng là duy nhất một lần tiêu hao phẩm cứ việc hoàng đường cho hắn chiến giáp bên trong luyện vào không ít như vậy chủ động giáp tấm, một đường huyết chiến xuống, cũng đã cơ bản tiêu hao hầu như không còn, chỉ còn lại có cuối cùng này hai mảnh. Mắt thấy nguy cấp, thương kỳ không chút do dự phóng ra. Phốc phốc, hai tiếng nhẹ vang lên. Hắc sâu kín giáp tấm chính đang cùng hai quả cốt tiến đụng vào nhau, lập tức dâng lên một cổ khói đen, song song chôn vùi cùng vô hình. Để tam miếng cốt tiến, rốt cục không thể ngăn cản, trực tiếp xuất tại thương kỳ chiến giáp phía trên. Suy, lần này, cốt tiến cũng không bạo liệt, cũng không bị chiến giáp bắn ra, mà là đang tiếp xúc chiến giáp nháy mắt, bỗng nhiên hóa thành một đoàn đất dẻo cao su tựa như, thoáng cái dính tại chiến giáp phía trên, không đợi thương kỳ xem minh bạch, cốt tiến lại hóa thành một đạo hắc tuyến, theo chiến giáp thượng vỡ ra đạo đạo lỗ hồng, trực tiếp chui đi vào, dính vào thương kỳ làn ra phía trên. Một tiếng rung trời gào thét. Thương kỳ mãnh liệt dừng lại bước chân, lông xù mặt to bỗng nhiên vặn vẹo, một đạo hắc tuyến tại dưới da rẻ của hắn bên cạnh, giống như uốn lượn độc xà, giống như bay chạy, khoảng cách liền từ bên hông bơi tới chỗ cổ, lại từ chỗ cổ hướng diện mạo chạy mà đi. Thương kỳ trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc thống khổ, tựa hồ đang tại chịu đựng nào đó không thuộc mình tra tấn. Trắng muốt khô lâu hắc hắc lạnh cười rộ lên, chúng ta bạch cốt ma mũi tên, mặc người bổn sự ngập trời, cũng phải ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Phải không? cái kia cũng chưa chắc. Một cái nhàn nhạt thanh âm vang lên, tràn đầy uy nghiêm ý. Bóng người lóe lên. Đầu đội vương miện, người mặc áo vàng trấn nhạc thần quân, tại thương kỳ bên người hiện thân ra. Đánh tới lúc này, vô luận thương kỳ có lẽ hay là thiên sơn quân, cũng đã có chút chật vật, tung xem như trước sau như một nghiệp dư thích phu nhân, cũng đã đem hết toàn lực, đem rụt rẻ phong độ ném ra. Đến trời cao vân ngoại, duy chỉ có trấn nhạc thần quân như trước quan dẫn chỉnh tề, dù bận vẫn ung dung, khí vương giả nghiễm nhiên. Phảng phất trận này đại chiến, đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Chấn nhạc thần quân vừa hiện thân, liền là duỗi ra một trắng noãn bàn tay, nhẹ nhàng tại thương kỳ đầu vai vỗ. Đang tại thương kỳ trên mặt bốn phía chạy cái kia đạo hắc tuyến bỗng nhiên run lên, mãnh liệt đâm rách thương kỳ ra mặt, kích xạ ra, giống như có linh tính tựa như, tiêm minh một tiếng, liền hướng trắng muốt khô lâu bên kia vào tới. Chấn nhạc thần quân nhẹ nhàng khẽ hừ, tiện tay một trưởng đánh ra, cũng không thấy có gì khác thường, đạo kia hắc tuyến lại một tiếng gào thét, lăng không bạo liệt, hóa thành vô số hắc khí, tiêu tán ở vô hình. Vốn là thống khổ không chịu nổi thương kỳ mãnh liệt đứng thẳng người, thật dài thở phào một cái, trong hai mắt cuồng bạo khí tức thậm chí đều giảm bớt không ít, hướng về chấn nhạc thần quân có chút khẽ khom người, khàn giọng nói ra, đa tạ thần quân tương trợ. Chấn nhạc thần quân một chút vuốt cầm Chấn nhạc thần quân trắng muốt khô lâu hít vào một hơi, thấp giọng nói ra. Chấn nhạc thần quân ánh mắt tại trên người hắn quét qua, nhẹ gật đầu, nói ra các hạ khí tức rất quen thuộc a à hát, xem ra trước đó vài ngày, một mực chỗ tối nhìn trộm chúng ta đích, chính là ngươi rồi. Trắng muốt khô lâu trong mắt ma chơi nhảy lên một chút, chậm rãi nói ra không tệ xác thực là ta. Thần quân không hổ là trời xanh núi đứng đầu, quả nhiên thần thông rất cao minh. Bất quá, thần quân cho rằng như vậy tiện tay một kích, có thể phá vỡ ta bạch cốt ma mũi tên chi độc, không khỏi cũng quá coi thường khổ người nào đó liễu tương đương. Cái này bạch cốt ma mũi tên là ta thu thập nơi đây cực âm khí ngưng luyện mà thành, đối với hết thảy huyết nhục chi thân thể đều có được đặc biệt mẫn cảm tính. Như là đã trúng tên, độc tính liền đã sâu tận xương tủy, đến chết phương hưu. Thần quân thủ đoạn cao tới đâu, không có ta độc môn giải dược, cũng là tuyệt đối không giải được độc đích. Cái này cũng không khó, chờ ta bắt các hạ, giải dược dĩ nhiên là có rồi, cần gì phải lo lắng. Chấn nhạc thần quân như trước bất tử bất tật nói, phảng phất đây hết thảy đều là thiên kinh địa nghĩa đích, muốn bắt trắng muốt khô lâu, không cần tốn nhiều sức. Trắng muốt khô lâu trong mắt ma chơi vừa vội gấp nhảy lên vài cái. Theo trên người hắn linh lực chấn động đến xem, cái này trắng muốt khô lâu cũng có nguyên anh trung kỳ tiêu chuẩn, tuy nhiên tu vi không bằng cương thi như vậy hùng hậu, lại thật sự tiến giai nguyên anh trung kỳ, cùng chấn nhạc thần quân chỉ kém đi nhất giai mà thôi chấn nhạc thần quân lại xem hắn như không có gì, giống như có thể dễ như trở bàn tay. Trắng muốt khô lâu lập tức ha ha cười một tiếng, nói ra, thần quân không khỏi quá coi thường thiên hạ hào kiệt, tại đây huyết trong điện, thần quân muốn bắt ta, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Thần quân không ngại mở to mắt xem thật kỹ xem, ngươi trời xanh trên núi ngàn đại quân, hôm nay còn thừa lại mấy cái. Chấn nhạc thần quân hừ lạnh một tiếng, lại không để ý hắn, ánh mắt trực tiếp hướng ngồi ngay ngắn ở huyết trì phía tây màu đen bóng người quét tới. Cái này màu đen bóng người tựa như một pho tượng chấn động điêu khắc, một mực vững vàng ngồi ở chỗ kia, thỉnh thoảng đánh ra từng đạo pháp quyết, rót vào cửu âm bạch cốt hoàn bên trong, đối với huyết trong điện đại chiến, hoàn toàn nhìn như không thấy. Thậm chí chấn nhà thần quân hiện thân, cũng không có thể ảnh hưởng đến hắn, như trước nhìn không chớp mắt, chính mắt cũng không hướng bên này nhìn lên liếc. Chấn nhạc thần quân lập tức đã cảm thấy trong lòng có một cổ khí không phải như vậy thuận liễu tương đương. Từ hắn chấp trưởng chấn nhạc thần điện đến nay, liền từ không bị người nhẹ như vậy chậm qua. Cái này quét qua đi qua ngay chấn nhạc thần quân trong lòng cũng là hơi kinh hãi. Thâm bất khả chắc, màu đen bóng người vậy mà cho hắn cảm giác như vậy. Không hề nghi ngờ, màu đen bóng người trên người linh lực chấn động biểu hiện hắn có nguyên anh hậu kỳ cao thâm cảnh giới, nhưng chỉ vẻn vẹn như thế, tuyệt không đến mức cho chấn nhạc thần quân cảm giác như vậy. Cần biết chấn nhạc thần quân thân mình cũng là hóa hình hậu kỳ cao thủ, hơn nữa đặt chân hóa hình hậu kỳ cảnh giới hứa nhiều năm, khó khăn lắm đã muốn đạt đến tại hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới. Cùng giai tu sĩ, không có khả năng có người so với hắn cường đại quá nhiều. Có lẽ người này tu luyện có nào đó NSU ta ép hồn thần thông, vì vậy có thể cho trong lòng người tạo thành mạc đại áp lực. Một nghĩ đến đây, chấn nhạc thần quân liền là thoải mái, hướng về phía huyết trì xa xa nói ra, các hạ đúng vậy thiên minh tử đạo hiếu. Thanh âm không lớn, lại chấn đắc cả tòa huyết điện ông ông tác hưởng, ngay đang tại tranh đấu thiên sơn quân, thích phu nhân cùng cương thi đều đồng loạt ngừng lại, đều tự lui ra vài bước. Sau một khắc, huyết trong điện trở nên cực kỳ yên tĩnh. Hơi khoảnh, màu đen bóng người mới bất tử bất tật nói, chính là tại hạ thiên minh, nghe qua chấn nhạc thần quân đại danh, hôm nay nhìn thấy, may mắn thế nào chi? Chấn nhạc thần quân cười lạnh một tiếng, nói ra, đạo hữu một mực đều ở đánh ta đám bọn họ thú tộc đồng đạo chủ ý, cái này huyết trong ao, không biết tàn sát bao nhiêu trời xanh núi đồng đạo, cần gì phải nói như vậy mồm không ứng với tâm ngôn từ. Màu đen bóng người cũng không tức giận, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, lạnh nhạt nói ra, thần quân mất chín như nhị hổ chi lực, xuất lĩnh ngàn vạn đồng đạo, đi tới nơi này tính mịch chi địa, chẳng lẽ không cũng là tại đánh ta đám bọn họ những này người chết chủ ý sao? Chấn nhạc thần quân sắc mặt khẽ biến thành trầm xuống. chương 913, cổ truyền tống trận. Thần quân, chớ cùng hắn nói nhảm, lại để cho hắn lập tức đem truyền tống trận lệnh bài giao ra đây. Thiên Sơn quân ở một bên cao rộng quát, ngữ khí có chút vội vàng sao động. Truyền tống trận, ở đâu ra truyền tống trận? Lần này, không đợi thiên minh tử mở miệng, trắng muốt khô lâu liền kinh ngạc nói ra thiên sơn quân cười lạnh một tiếng, nói ra, hắc hắc, đừng tại đây giả vờ giả vịt liễu tương đương. Thần quân đã sớm nói, chỉ có các người cử âm thành vài tên thành chủ có truyền tống trận lệnh bài. Chớ có rong dài, lập tức giao ra lệnh bài, nếu không đem các người gửi yêu ta hết cái chó gà không tha. Cũng không trách thiên sơn quân như vậy táo bạo, thật sự là lúc không ta đợi. Lúc trước tiến vào cái này phong ấn chi địa, nhưng hắn là binh hùng tướng mạnh, anh em kết nghĩa bốn, Mỗi người đều là biến hóa đã ngoài tu vi, cộng thêm hơn 200 tên trung đẳng cấp cao yêu thú, một mạch liều chết, uy phong lẫm lẫm. Hôm nay các huynh đệ tử tổn thương hầu như không còn, chỉ còn lại có hắn người cô đơn một cái, còn trên người mang thương, nguyên khí bị hao tổn. Nếu là nếu không nghĩ biện pháp mau rời khỏi địa phương quỷ quái này, thật sự là muốn toàn quân bị diệt liễu tương đương. Đương nhiên, thu hoạch cũng là không ít. Chỉ cần có thể còn sống đi ra ngoài, cũng không tính toán quá có hại chịu thiệt huynh đệ không có có thể một lần nữa lại kết bái, thủ hạ không có lại tuyển nhật. Lệ thú dãy núi cái khác không có, yêu thú còn nhiều mà. Mấu chốt chính mình nếu có thể tiến giai thành công, những này cũng không phải sự tình. Thần quân, người chính là như vậy lừa gạt bọn hắn sao? Trắng mốt khô lâu chuyển hướng chấn nhạc thần quân, nở nụ cười, chúng ta tại đây nào có cái gì đi ra ngoài truyền tống trận, thật muốn có lời mà nói, ở đâu đợi đắc cho tới hôm nay, tự chúng ta sớm liền đi ra ngoài, các ngươi dám đi ra ngoài sao? Trắng muốt khô lâu lời còn chưa dứt, quần đỏ thích phu nhân đã đón lời nói, cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Các ngươi những này thất giả giới cặn bã còn lại, trốn ở cái này phong ấn chi địa kéo dài hơi tàn cũng thì thôi, còn dám đi bên ngoài. Sẽ không sợ bị người chém tận gờ yêu ta tuyệt. Thất giả giới cặn bã còn lại, đạo hữu khẩu khí thật lớn. Ngồi ngay ngắn bất động thiên minh tử kêu rên một tiếng. Rất không vui mừng nói năm đó giới diện đại chiến, các ngươi thoi ma giới thiếu chút nữa bị diệt tộc. nếu không phải vô cực thiên tôn ngang trời xuất thế, cùng vài tên đại thần thông tu sĩ liên thủ nhất trí ngăn cơn sóng dữ, thoi ma giới sớm đã bị chúng ta mặt khác mấy cái giới diện phân chia hết liếu tương đương. tại sao các ngươi những bọn tiểu bối này còn dám ở chỗ này đại ngôn chó trang? giới diện đại chiến, hắc hắc, đừng nói cho ta ngươi là theo khi đó sống sót đích. thích phu nhân cười lạnh liên tục cần biết cái kia một hồi giới diện đại chiến, đúng vậy phát sinh ở vài ngàn năm trước kia. Tung tính toán bọn hắn thú tộc thọ nguyên thật dài, vài ngàn năm cũng như trước quá mức dài rằng giặc, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng bên ngoài. Trắng muốt khô lâu tiếp lời nói ra, chẳng lẽ cái này thật kỳ quái sao? Thích phu nhân lập tức tỉnh ngộ, trước mắt những này, kỳ thật đều đã không phải là bình thường huyết nhục tánh mạng, chỉ là một chút hít quỷ vật mà thôi. Không khỏi hư một tiếng, nói ra tung tính toán như thế, cũng không quá đáng là tàn hồn dã quỷ, có cái gì khó lường. Ta khuyên các người có lẽ hay là thức thời điểm tốt, sớm một chút giao ra lệnh bài, mọi sự đều hưu. Nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Lục đạo hiểu, cái này sẽ là của ngươi không đúng, người biết rất rõ ràng nơi này là có tiến không ra tuyệt địa, còn muốn dẫn đoàn người xông tới. Bây giờ còn lừa gạt bọn hắn nói, có cái gì truyền tống trận. Thiên Minh Tử cũng không tiếp tục để ý tới thích phu nhân, chuyển hướng chấn nhạc thần quân nói ra. Mới mở miệng tự gọi ra chấn nhạc thần quân dòng họ, có thể thấy được hắn đối với chấn nhạc thần quân hết thảy Đều tương đối hiểu rõ. Chấn nhạc thần quân cười nhạt một tiếng, nói ra, thiên minh đạo hiếu, tu vi đến người ta như vậy cảnh giới, cần gì phải lại đổi trắng thay đen. Tại đây nếu thật là tuyệt địa, lục mỗ sao lại, há có thể xông tới chịu chết. Ta đã sớm điều tra điển tịch rồi, cái này phong ấn chi địa năm đó đúng vậy lưu có một che giấu truyền tống trận, là cung cấp những kia bầy trận tiền bối đồng đạo cuối cùng rút lui khỏi lúc sử dụng đích. Mặc dù nói, cái truyền tống trận kia sớm đã bị người phá hư hết, đã nhiều năm như vậy. Ta cũng không tin các người còn không có thân thiện hữu hảo sửa tốt. Đây là duy nhất cùng ngoại giới câu thông thông đạo. Cuối cùng một câu, chấn nhạc thần Winder ý tăng thêm ngữ khí. Quả thật thích phu nhân vừa rồi cũng đã nói, những này thất dạ giới cặn bã còn lại, chưa hẳn có lá gan ra đến bên ngoài đi. Tương đối mà nói, có lẽ hay là ở lại phong ấn chi địa an toàn nhất. Nhưng với tư cách duy nhất cùng ngoại giới câu thông thông đạo, thiên minh tử bọn hắn lại nhất định sẽ chữa trị cái truyền tống trận kia, chuẩn bị vạn nhất chi cần. Thiên minh tử có chút kinh ngạc nói ra, ngay cái truyền tống trận này ngươi cũng biết, xem ra lục đạo hữu không đơn giản, chẳng lẽ đạo hữu là năm đó những kia yêu thú dòng chính hậu nhân. Ngươi rốt cuộc chịu thừa nhận, thiên sơn quân không khỏi kêu to lên, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kích động. Lời nói thật nói, trong lòng của hắn kỳ thật một mực đều đối với chấn nhạc thần quân nói bán tín bán nghi, chỉ là không dám nhận mặt nghi vấn mà thôi. Hôm nay thấy thiên minh tử chính miệng thừa nhận, có như vậy một cái truyền tống trận tại, tự nhiên là vui mừng quá đỗi, trong chốc lát tinh thần đại chấn. Thiên minh tử lạnh nhạt nói ra, đạo hiếu chậm đã cao hứng, truyền tống trận là có, nhưng sớm đã hủy hoại mất, hơn nữa không có biện pháp chữa trị. Cái truyền tống trận kia là đơn hướng đích, sớm đã bị người đem tiếp thu cái kia một đầu triệt để hủy diệt rồi. Người cảm thấy năm đó những người kia sẽ ở phòng ấn trong đại trận lưu lại như vậy một con đường sống sao? Thích phu nhân lạnh lùng nói ra, cái này không cần đạo hữu quan tâm, người chỉ cần đem truyền tống lệnh bài giao ra đây, chúng ta tự có biện pháp. Nàng là trận pháp tông sư, tung tính toán năm đó cái kia đơn hướng truyền tống trận tại bên kia bị người triệt để hủy diệt có truyền tống lệnh bài nơi tay, nàng cũng có biện pháp một lần nữa kích phát truyền tống trận. Tự nhiên, bởi vì tiếp thu một phương bị hủy diệt, một lần nữa kích phát truyền tống trận về sau, lối ra là tùy cơ hội đích, rất không cố định, có thể sẽ bị truyền tống đến nghìn vạn dặm bên ngoài địa phương khác đi. Hơn nữa, cái gọi là truyền tống trận, kỳ thật chính là không gian thần thông. Tiếp thu một phương bị hủy diệt, cưỡng ép hát yêu ép kích phát truyền tống trận, chính là cưỡng ép hát yêu ép chen vào không gian đồng đạo bên trong, đồng đạo bên trong hết thảy đều trở nên cực không ổn định, phong hiểm thật lớn. Làm không tốt cũng sẽ bị không gian bão táp thôn phệ, hoặc là bị thần có mặt ở khắp nơi vết nứt không gian phá tan thành từng mảnh, nếu không nữa thì chính là bị vạn vẹo không gian truyền tống đến một cái khác hoàn toàn lạ lẫm giới diện đi. Tóm lại không thể khống nhân tố thật sự quá nhiều, dưới bình thường tình huống, tuyệt đối không có người hội bốc lên như vậy phong hiểm. Nhưng dưới mắt, đây cũng là rời đi phong ấn chi địa duy nhất cách, tung tính toán có chút phong hiểm, cũng nhất định phải bốc lên thượng một mạo. Đây cũng là thích phu nhân tự cao trận pháp tạo nghệ cực cao, tăng thêm tất cả mọi người có nguyên anh kỳ đã ngoài tu vi, chống cự không gian bão táp năng lực tại phía xa bình thường tu sĩ phía trên, lúc này mới cam nguyện mạo hiểm. Thiên minh tử tụ nở nụ cười, nhẹ nói nói, thích phu nhân, không chỉ nói ta không có như vậy truyền tống lệnh bài, cho dù có, cũng sẽ không giao cho các ngươi. Nếu không nghe lời, chúng ta cái này phong ấn chi địa, sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh các ngươi biết nói sao tiến đến hôm nay lại biết nói sao đi ra ngoài vậy sau này vẫn không thể muốn tới thì tới muốn đi thì đi lúc này đây cử âm thành cùng lão ma sói liên thủ mất chín như nhị hổ chi lực mới đưa một đám yêu thú diệt gờ yêu ta ít sạch nếu lại đến một đám càng mạnh địch thủ đối với phong ấn chi địa quỷ vật cùng ma thú mà nói làm không tốt chính là tai họa ngập đầu dù sao với tư cách năm đó lớn nhất cổ chiến trường một trong tại đây trôn giấu các loại chân bảo nhiều vô số kể, sức hấp dẫn thật sự quá lớn. Phải không, người không giao lời mà nói, dưới mắt cửa ải này tựu chưa hẳn không có trở ngại. Thích phu nhân cười lạnh nói. Thiên minh tử như trước bàn ngồi ở chỗ kia, đem từng đạo pháp quyết đánh vào đến bạch cốt hoàn bên trong, lạnh nhạt nói ra, xem ra mấy vị đạo hữu là muốn mạnh bảo liếu tương đương. Cũng thế, lão phu mấy vạn năm chưa từng cùng người động đậy tay, hôm nay vừa vạn hoạt động một chút gân cốt truyền tống lệnh bài ngay tại trên người của ta, mấy vị đạo hữu chỉ cần có bổn sự như vậy, cứ việc tới lấy là xong. Âm ầm cách đó không xa lại là một hồi nặng nề đến cực điểm tiếng vang truyền đến. Thích phu nhân biến sắc, bờ môi nhẹ động, hướng chấn nhạc thần quân truyền âm nói vài câu. Mạnh nhất vài tên yêu thú lục tục ở chỗ này hiện thân, mặt khác biến hóa yêu thú cùng lão ma sói ma tử ma tôn đám bọn họ, nhưng vẫn không thấy có ngọn. Kỳ quái chính là, thiên minh tử, cương thi cùng trắng muốt khô lâu bọn người cũng đều ngậm miệng không hỏi, tựa hồ đối với lần này sớm đã có biết hiểu. Chấn nhạc thần quân sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, chậm rãi nói ra, đã thiên minh đạo hữu không chịu hợp tác, cái kia mà đắc tội với. Một lời vừa tất, chấn nhạc thần quân thủ đoạn một phen, một tòa màu ngân bạch tiểu ngọn núi nhỏ di động hiện ra, thô thô xem xét, chỗ ngồi này bỏ túi ngọn núi ngân quang lóng lánh, giống như đóng băng giống nhau, óng ánh sáng long lanh, tinh mỹ dị thường, tự giống như trời xanh núi bị rút nhỏ vô số lần mô hình. Chấn nhạc thần quân đem ngọn núi nhẹ nhàng hướng không trung ném đi, miệng lẩm bẩm, tay trái nhất quyết, tay phải năm ngón tay như luân, từng đạo pháp quyết đánh vào đến ngọn núi bên trong. Ngọn núi lập tức phát ra, ong ong, nhẹ minh thanh âm, ong ánh trắng noãn sơn thể thượng phóng xả ra trói mắt quang mang, không ngừng xoay tròn lấy, mỗi xoay tròn một vòng để lại đại một phần. Một lát trong lúc đó, bất quá vài tấc chiều cao bỏ túi ngọn núi liền hóa thành mấy trượng chi cự, ẩn ẩn lộ ra một cổ lăng lệ ác liệt vô cùng khí thế. Nhanh, chấn nhạc thần quân quát khẽ một tiếng, tay phải cũng chỉ như kích, mãnh liệt hướng ngọn núi một điểm. Mấy trượng cao lớn ngọn núi nhẹ nhàng run lên, bỗng nhiên trong lúc đó, liền hướng lấy huyết chỉ bên kia bay đi, trong nháy, lại lại phồng lớn lên gấp bội, tựa như thái sơn áp đỉnh tựa như, vào đầu hướng huyết chỉ chấn áp mà hạ, thế không thể đỡ thiên minh tử như trước ngồi xếp bằng bất động, trong miệng nhẹ nhàng niệm động nào đó cổ xưa chú ngữ, huyết chỉ quanh thân tám đầu cột đá, bỗng nhiên quang hoa đại phóng, tám quả đầu thú bỗng nhiên ngửa đầu hướng lên, đều tự phun ra một đạo hắc khí, nhất tề bắn về phía màu trắng ngọn núi cuối cùng. Nhìn về phía trên vô hình không thể tám đạo hắc khí, cùng ngân sắc ngọn núi vừa tiếp xúc, ngân sắc ngọn núi liền toàn thân chấn động, như là gặp rất mạnh trợ lực, như vậy ngừng trên không chung, rốt cuộc chấn áp không dưới cương thi cười lạnh nói, tại đây huyết điện, tung coi như người có tất cả thủ đoạn, cũng là vô dụng. Đã như vậy, vậy trước tiên gờ yêu ta người nói sau. Thiên Sơn quân giận dữ, hai tay nắm chặt hậu bối dao bầu, gầm lên giận dữ, lần nữa hướng cương thi đánh tới. Tựa hồ đối với cái này cương thi có phần có thành kiến, nhìn thấy hắn tự hết sức đỏ mắt. Cương thi cũng là tính tình bạo ngược, ở đâu ăn hắn cái này một bộ. Lúc này hét lớn một tiếng, vung vẩy giao cầu nghinh đón tiếp lấy, tích đùng ba tương đương, mà cùng thiên sơn quân gỡ yêu ta làm một đoàn. Hai người đều đều là tương đương với Nguyên Anh Trung kỳ đẳng cấp cao tu sĩ, cái này một phát tay, đánh cho cái lực lượng ngang nhau, xem ra nhất thời bán hội rất khó phân ra thắng bại. Thích phu nhân Nguyễn Tiên run lên, cùng thương kỳ không hẹn mà cùng mà thẳng hướng trắng muốt khô lâu. Cũng nên tập trung ưu thế binh lực, đánh trước suy sụp yếu nhất địch nhân mới được là thượng sách. Chương 914 Ẩn nặc thuật. Đợi Tiêu Phàm cùng Hoàng Đường đuổi tới huyết điện thời điểm, chỗ ngồi này không lớn trong điện phủ, đã muốn đánh thành hỗn loạn, phi thường náo nhiệt. Huyết ngoài điện bên cạnh phòng hộ đại trận, tưởng thật đắc, cứ việc đã muốn tổn hại không chịu nổi, hơn nữa không người chủ trì, Tiêu Phàm cũng có lẽ hay là tìm suốt hai canh giờ, mới cuối cùng phá khai rồi phòng hộ đại trận một góc, xa xa thấy được này tòa huyết điện. Hai người đồng thời sắc mặt đại biến thật sự theo huyết trong điện truyền tới khí thức quá mức kinh người, trong khoảng thời gian ngắn, không biết có bao nhiêu nguyên anh tu sĩ ở bên trong vung tay. Hoàng đường một chút cảm ứng, tự ít nhất đã nhận ra hai gã tương đương với hóa hình hậu kỳ yêu thú khí thức, mặt khác hóa hình trung kỳ cùng sơ kỳ cao thủ khí thức, lại càng số lượng phần đông. Tiêu phàm tuy nhiên cảnh giới tạm thời còn dừng lại tại kim đan hậu kỳ, nhưng thần niệm cường đại, đã muốn đủ để so sánh nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cùng hoàng đường đồng dạng, cảm ứng được trong đại điện khác thường. Hai người không hẹn mà cùng mà hướng lui về phía sau mấy bước, lại trốn vào phòng hộ trong đại trận, đem bản thân khí tức hoàn toàn thu liễm bắt đầu đứng dậy, lúc này mới nhẹ nhẹ thở phào một cái. Dưới mắt tình huống không rõ, cũng không thể bị trong đại điện cái kia một đống cao thủ phát giác được sự hiện hữu của bọn hắn, nói cách khác, phiền toái rất lớn. Trong chuyện này có mấy người khí tức rất quen thuộc. Hoàng Đường cẩn thận nói ra, mặc dù là truyền âm, cũng kìm lòng không được mà giảm thấp xuống thanh âm sợ một chút lớn tiếng tự bị người phát hiện liễu tương đương. Ừm, tiêu phàm nhẹ gật đầu. Chấn nhạc thần quân, thương đại ca, còn có, thiên sơn quân. Tiêu phàm lông mày có chút nhăn bắt đầu đứng dậy. Tại sao không có nhị ca khí tức, chẳng lẽ hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Hoàng đường một lòng nhắm trầm xuống đi, lo lắng lo lắng nói. Tiêu phàm khe khẽ thở dài, không nói gì. Tại lớn như vậy bên trong hỗn chiến, tung xem như biến hóa yêu thú, cũng rất khó bảo toàn chứng nhận bản thân tuyệt đối an toàn. Chẳng những yêu thú như thế, quỷ vật cùng ma thú cũng đồng dạng, ít nhất tại tiêu phàm trong tay, tự chấm dứt một gã biến hóa yêu thú cùng hai gã nguyên anh kỳ quỷ vật, trong đó một gã còn có nguyên anh trung kỳ tu sĩ tiêu chuẩn. Xà ô ra ngoài ý muốn, thật sự quá bình thường. Bất quá biết rõ hoàng đường cực giảng nghĩa khí, loại lời này. Tiêu phàm tự sẽ không nói ra khẩu đến. Ngoại trừ chấn nhạc thần quân, như thế nào còn có một tên hậu kỳ cao thủ khí tức. Tiêu phàm cùng xà ô quan hệ phi thường giống nhau, không thế nào để ý an nguy của hắn, rất nhanh mà bắt đầu cân nhắc trước mắt hiện thực sự thật vấn đề. Hoàng đường nghĩ nghĩ, nói ra tại đây hẳn là quỷ vật hang ổ liếu tương đương. Huynh đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không đi giúp đại ca một bà? Chiếu hoàng đường tính tình, đã biết rõ thương kỳ tại trong đại điện, sớm đã trôi qua rồi. Không cần nghĩ, nhưng cùng tiêu phàm cùng một chỗ, liền không thể không dài hơn một tưởng tượng. Dù sao tiêu phàm dùng hóa yêu nước đối phó thiên sơn quân, còn diệt sát thiên sơn quân anh em kết nghĩa báo gấm, thật sự là phạm vào thú tộc đại húy kỵ. Người khác còn thì thôi rồi, có thương kỳ tại, coi như là thiên sơn quân muốn trả thù, cũng không cần lo lắng. Nhưng chấn nhạc thần quân, hoàng đường đúng vậy rất rõ ràng, chấn nhạc thần quân đối với tiêu phàm không có chút nào hảo cảm, có như vậy lấy cớ, khẳng định không ngại tiện tay đem cái này không làm cho người ưa thích nhân loại tu sĩ cho tiêu diệt. Tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu. Hoàng đường hiện tại thân chịu trọng thương, trọn vẹn điều dưỡng ba ngày ba đêm, tiêu phàm cho hắn ăn vào đi hơn 10 khỏa chữa thương đan dược, mới miễn cưỡng khống chế được thương thế. Lại cùng người giao thủ, vết thương quốc tùy thời bắn ra. Không chỉ nói đi giúp thương kỳ, chỉ sợ lập tức tự sẽ biến thành vướng víu. Đến khi hắn chính mình, cũng có tự mình hiểu lấy. Tại như vậy một đoàn nguyên anh cấp cao thủ trước mặt, có thể có một chút tự bảo vệ mình chi lực cho dù rất tốt. Chúng ta đây đi vòng qua a." Hoàng Đường do dự mà nói ra. Tiêu Phàm có lẽ hay là lắc đầu, thấp giọng nói ra, "Quấn không qua. Cái này đại điện là đi thông phương đông duy nhất thông đạo, muốn hướng đông phải trải qua đại điện." Hoàng Đường có chút khó hiểu, hỏi, "Vì cái gì nhất định phải hướng đi về hướng đông?" chúng ta hướng mặt khác phương hướng không được sao? Không được, tiêu phàm như trước lắc đầu. Quẻ tượng biểu hiện, chỉ có hướng đông, mới có một đường sinh cơ. Chúng ta hướng mặt khác phương hướng, thủy chung đều ở quỷ vật trên địa bàn. Nếu như chấn nhạc thần quân bọn hắn tiêu diệt quỷ vật hang ổ, có lẽ chúng ta còn có một tuyến sinh cơ, nếu như trái lại lời mà nói, cái kia nhất định phải chết. Đợi quỷ vật đem chấn nhạc thần quân cái này một đám biến hóa yêu thú diệt sát về sau, hoàng đường cùng tiêu phàm còn có thể trốn được bao lâu. Tự nhiên sớm muộn sẽ bị quỷ vật tìm được. Nếu như gần kề chỉ là quỷ vật, có oán linh giúp đỡ, có lẽ còn có quần nhau đường sống, nhưng tăng thêm những kia biến hóa ma thú, vậy thì thật là nửa phần cơ hội cũng sẽ không có. Hoàng đường không lên tiếng. Hắn bất động thuật bói toán, nhưng tiêu phàm đã nói như vậy rồi, hắn tự tin được. Tại đây chính là hình thức sống chết trước mắt, tiêu phàm quyết không đến mức ăn nói lung tung, cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn. Tam ca, người ẩn nạc vật thế nào? Trầm ngâm hơi khoảnh, tiêu phàm thấp giọng hỏi. Hoàng đường ánh mắt sáng ngời, nói ra, ngươi là muốn vụng trộm đi qua chúng ta đồng giáp hùng tộc tuy nhiên không am hiểu ẩn nấp thần thông, nhưng trước kia ta từng tìm được qua một kiện bảo vật, có thể đem bản thân khí tức che lấp rơi tuyệt đại bộ phận. Trước kia ta còn không có tiến dài thời điểm, bảo vật này tại che giấu khí tức phương diện rất có tác dụng. Tiêu phàm lập tức tinh thần đại chấn, đã phía trước đại điện là duy nhất hướng đông thông đạo, không sông cũng phải sông. Tiêu phàm chính mình, ngược lại có phần có lòng tin. Thiên huyến mặt chỗ kỳ diệu, đã sớm tại trong thực chiến nghiệm chứng qua, tăng thêm yêu đao tông ẩn nấp công pháp, tiêu phàm có bảy thành đã ngoài nắm chắc, có thể giấu giếm được mọi người tai mắt cảm giác. Hắn lo lắng chính là Hoàng Đường. Hôm nay nghe Hoàng Đường vừa nói như vậy, tự nhiên trong nội tâm thập phần vui mừng. Hoàng Đường hơi trầm ngâm, nhẹ nói nói, huynh đệ, muốn hay không lại chờ một lát, nhìn xem ai thắng ai thua nói sau. tiêu phàm cười cười nói ra, bất kể là ai thắng, đối với chúng ta cũng sẽ không có chỗ tốt gì. hoàng đường không khỏi bừng tỉnh, quỷ vật thắng, tự nhiên khỏi cần nói đắc, bọn hắn chỉ có chờ tử một đường, tung xem như chấn nhạc thần quân thắng, đối với tiêu phàm cũng không thấy rất đúng cái tin tức tốt, không bằng thừa cơ hội này, nhìn xem có thể hay không đục nước béo cò. bên trong đánh thẳng đắc náo nhiệt. Hơn nữa đều là Nguyên Anh cấp ở giao thủ, lẫn nhau trong lúc đó, khẳng định bị hấp dẫn tuyệt đại bộ phận chú ý. Nhìn về phía trên tại một đống Nguyên Anh cao thủ mí mắt dưới lừa gạt mờ ám, tựa hồ cực kỳ mạo hiểm, trên thực tế đây đã là cơ hội tốt nhất liếu tương đương. Nếu như những này Nguyên Anh cấp cao thủ đều ngồi ở chỗ kia nói chuyện phiếm nói chuyện, không có việc gì, hay hắn ẩn nặc vật, ngược lại rất dễ dàng đã bị người nhìn thấu. Càng trong đó còn có hai gã Nguyên Anh hậu kỳ đại cao thủ lại càng làm cho người không chỗ nào che giấu ẩn trốn tốt vậy thì thử một lần đi hoàng đường cũng hạ quyết tâm lúc này ống tay áo run lên một kiện xám không chứa thu vải bào bay ra bọc tại hoàng đường trên người hoàng đường tay trái niết quyết miệng lẩm bẩm vải bào thượng dần dần phát ra một cổ kỳ lạ khí tức, dần dần biến mất hình thể tung tính toán tiêu phàm tựu đứng ở hơi nghiêng vậy mà cũng đã nhìn không tới hoàng đường bóng dáng vội vàng dùng thần niệm chi lực quét qua cũng là trực tiếp theo hoàng đường chỗ đứng địa phương quét tới, không có chút nào phát giác. Tiêu phàm đáy mắt lục mang chấp động, thiên nhãn thần thông lập tức vận dụng đến mức tận cùng, lúc này mới tại hoàng đường đứng thẳng địa phương thấy được một đạo như có như không bóng đen, thoảng qua vừa để xuống tùng lỏng thiên nhãn thần thông có chỗ yếu bớt, lập tức tại chỗ lại lại trở nên rỗng tuếch, cái gì đều nhìn không tới liễu tương đương. Trong khoảng thời gian ngắn, tiêu phàm vừa mừng vừa sợ, truyền âm nói ra, tam ca, Ngươi cái này bảo vật quả nhiên rất cao minh, chỉ cần ngươi không tại một chỗ dừng lại quá lâu, bọn hắn không chầm chầm vào cái chỗ kia xem, ta cũng nghĩ thế rất khó đã nhận ra. Hoàng Đường cười nói cái này bảo vật tốt thì tốt, nhưng cũng có không ít hạn chế. Thứ nhất, độn nhanh chóng không thể quá nhanh, nếu không rất dễ dàng bài trừ ẩn nấp hiệu quả. Thứ hai, không thể cùng người giao thủ, chỉ cần một phát tay, lập tức tự hiện ra nguyên hình. Thứ ba, ngay cả có thời gian hạn chế ước chừng có thể tàng hình nửa canh giờ, vượt qua cái này kỳ hạn, hiệu quả muốn sai liếu tương đương. Tùy thời bị người khám phá hành tung. Tiêu phàm nói ra, tung tính toán như thế, đây cũng là khó được tốt bảo bối. Nói xong, tiêu phàm cũng theo chữ vật vòng tay ở phía trong lấy xuất thiên chơi bẩn, huyễn mặt mang lên mặt, lại vận khởi yêu đao tông tâm pháp, một hồi vần nước loại chấn động vặn vẹo qua đi, hắn cao to thân hình cũng theo tại chỗ tiêu mất hết. Hay lắm, huynh đệ cái này ẩn nạc thuật, không tại ta bảo vật phía dưới, chúng ta cái này vào đi thôi. Bên tai lại vang lên hoàng đường khen thán chi thanh âm. Tiêu phàm trần chờ lấy, mới lên tiếng nói tam ca, có chuyện phải nói phía trước bên cạnh, đợi tí nữa đi vào bên trong về sau, cho dù chứng kiến thương đại ca gặp nguy hiểm, chúng ta cũng không thể tùy tiện ra tay. Ta nói như vậy, tam ca có thể hiểu được sao? Hoàng đường cũng do dự một chút, mới nhẹ nói nói, huynh đệ, ta để ý tới đắc. Dùng hai người bọn họ thực lực bây giờ, cho dù Thương Kỳ thật sự gặp được nguy hiểm, chỉ sợ cũng nhúng tay không vào đi, ngược lại không công đáp thượng tánh mạng của mình. Bất quá theo Hoàng Đường cái kia do dự trả lời đến xem, Tiêu Phàm cũng biết, Hoàng Đường cái này cam đoan không phải như vậy đáng tin. Nếu thật là nhìn thấy Thương Kỳ gặp nguy hiểm, chỉ sợ Hoàng Đường đều không cần qua đầu óc, phản xạ có điều kiện loại tựu sẽ trực tiếp ra tay. Nhưng Hoàng Đường bản tính như thế, hơn nữa tiêu phàm cũng một mực đều rất thưởng thức hoàng đường như vậy tính cách, trong lúc này, thật sự cũng không nên nói cái gì nữa. Rốt cuộc có thể hay không thuận lợi thông qua, muốn xem vận khí như thế nào. Ngày bói vài quẻ, đều đều là đại hung hiện ra, chỉ có phương đông ẩn ẩn hiện ra một đường sinh cơ, còn rất không trong sáng, chuyện xấu rất nhiều, tìm sống trong chết, nguyên vốn cũng là vận khí thành phần chiếm đa số. Cái gọi là nhưng tận nhân sự, tất cả bằng thiên mệnh lập tức tiêu phàm phía trước, hoàng đường ở phía sau, hai người chậm rãi hướng về đại điện tới gần. Đại điện bên ngoài, sớm đã không có thủ vệ, lại đổ hơn 10 đầu ma thú, mấy chục chiếc cụ bạch cốt khô lâu cùng hơn 10 chiếc cụ hư thối chảy mủ cương thi. Còn có một tên áo bảo sám nam tử, cũng nằm sấp tại trên bậc thang, tiếng động đều không có. Là điền trưởng lão, tiêu phàm bên tai truyền đến hoàng đường giật mình thanh âm. Cái này áo bảo sám nam tử, chuột thủ thân người, nhưng không phải là chấn nhạc thần điện khách khanh trường lão điển tính nam tử sao. Người này cũng có được hóa hình sơ kỳ tu vi, kiêm mà là người giảo hoạt, tung tính toán tại một đám hóa hình sơ kỳ đẳng cấp cao yêu thú bên trong, cũng có thể nói là nhân vật lợi hại, không nghĩ tới lại chết tại đây đại điện bên ngoài. Trên người hắn áo bào xám rách nướp tản ra một cổ hôi chua hương vị, chính là ma thú hủ huyết khí tức. Xem ra ngay tại đại điện bên ngoài, cũng trước trải qua một hồi ác chiến tiêu phàm trong nội tâm không khỏi càng thêm cảnh giác vạn phần. chương 915, Hỗn Chiến Một Đoàn Tiêu phàm cùng hoàng đường cuối cùng vu tiến đến huyết điện trong. Một cổ cuồng bạo vô cùng đại lực, mãnh liệt hướng bên này sông tới mà đến, nếu không phải hai người đã sớm đã khởi hoàn toàn tinh thần, chỉ sợ lần này tựu không tránh thoát. Một khi bị này cổ đại lực đụng ở bên trong, lại cao minh ẩn nặc vật, cũng có thể chống đỡ không nối, sẽ ở lập tức bị phá rơi lập tức tiêu phàm cùng hoàng đường cấp cấp lóe lên, khó khăn lắm tránh tới. Là đại ca, tiêu phàm trong tai vang lên hoàng đường truyền âm thanh âm. Vừa rồi cái kia cổ cuồng bạo đại lực, tiêu phàm cũng có chút quen thuộc, đúng vậy kích phát cự linh biến thân thương kỳ phát ra. Hai người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy cách đó không xa, thân cao mấy trượng thương kỳ, vung vẩy một thanh thép dòng bát giác trùy, đang tại cuồng hô đánh nhau kịch liệt, hai mắt tận xích, trong mắt lộ ra cực kỳ rõ ràng điên cuồng ý, sớm đã cùng bọn họ ngày bình thường biết rõ lâm lang núi đứng đầu, một trời một vực. Ngoài dự đoán mọi người chính là, cùng thương kỳ phóng đúng đích, chính là hai đầu hình thể nhỏ nhắn xinh xắn ma thú, bất quá người bình thường loại chiều cao, qua hai cái sợi tơ hình dáng binh khí, đang tại cùng thương kỳ du đấu hit and run. Theo khí tức thượng xem, cái này hai đầu ma thú cũng có hóa hình sơ kỳ tu vi. Liên thủ nhất trí, cũng là miễn cưỡng có thể cùng hóa hình trung kỳ yêu thú một đấu, huống chi thương kỳ sớm đã có tổn thương trong người, thực lực xa không bằng đỉnh phong lúc cường đại như vậy. Đối mặt hai đầu dùng độn thuật tăng trưởng khéo léo ma thú, mỗi lần ra tay đều tốt tượng dùng bản hình dáng đập con muỗi, không hề gắng sức chỗ. Không tự gào thét như sấm, lại không có gì biện pháp tốt. Tiêu phàm chỉ là lược hơi đánh giá thương kỳ, liền là không rên một tiếng, tựa ở đại điện biên giới, chậm rãi hướng về đại điện ở chỗ sâu trong tiềm hành mà đi. Thương kỳ tuy nhất thời bán hội không làm gì được đắc hai đầu khéo léo ma thú, cái kia hai đầu ma thú lại cũng khó có thể cho hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Trong đại điện tình hình, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn, náo nhiệt. Cách thương kỳ cách đó không xa, thiên sơn quân vung vẩy một thanh hậu bối đại khảm đao, đang cùng một cụ thân cao mấy trượng, toàn thân nùng huyết thịt nhão cương thi đại chiến. Cái kia chiếc cụ cương thi cầm trong tay một thanh hàn lóng lánh dao cầu, lấy cứng trọi cứng, dùng công đối công vậy mà đem thiên sơn quân đặt ở hạ phong, công nhiều thủ thiếu. Thường thường cương thi công kích ba chiêu, thiên sơn quân mới có thể năng lực đánh trả một chiêu. Thần niệm chi lực lặng lẽ tìm tòi, tiêu phạm âm thầm hút một hơi lương khí. Cái này cương thi thậm chí có không thua nguyên anh trung kỳ tu sĩ linh lực chấn động, cảnh giới thậm chí còn tại thiên sơn quân phía trên. Đương nhiên, thiên sơn quân trên người mang thương, cũng là trọng yếu nguyên nhân. Có thể một mực gờ yêu ta đến nơi đây yêu thú, người còn có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Hắn tiêu phàm xem như vận khí tương đối khá đích, pháp lực chân nguyên cũng tiêu hao nghiêm trọng. Nếu như không phải có đại lượng đan dược linh thạch liên tục không ngừng mà bổ sung linh lực, chỉ sợ đồng dạng kiên trì không đến hiện tại. Đặc biệt hoàng đường tình hình, lại càng thập phần không xong, tiêu phàm đã muốn đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế hắn thương thế bên trong cơ thể không lập tức phát tác. Nếu muốn khôi phục như lúc ban đầu, không có 3 bốn người năm thời gian tĩnh dưỡng, các loại đại bổ đan dược cung ứng không dứt, đó là không cần nghĩ liếu tương đương. Tiêu phàm một mực đều tương đối chú ý đích, tinh thông trận pháp quần đỏ nữ tử thích phu nhân, tắc chính là cùng một cụ trắng muốt khô lâu tại đại chiến. Cái kia chiếc cụ trắng muốt khô lâu cầm trong tay một bả cốt cung. Cũng không cùng thích phu nhân liều mạng, mà là đám người đứng ngoài xem chạy, thỉnh thoảng thình lình cho thượng một mũi tên. Cũng đủ để làm cho người luống cuống tay chân một phen thích phu nhân tay cầm một đầu màu đen nguyễn tiên đuổi sát lấy trắng muốt khô lâu không tha nhìn như chiếm hết thượng phong lại thủy trung không có biện pháp đem trắng muốt khô lâu nhất cử nắm bắt lại một cảm ứng cái kia khô lâu khí tức tiêu phàm không khỏi nhẹ nhàng cười khổ một tiếng vậy mà cũng có được nguyên anh trung kỳ tu vi khó trách có thể như vậy chiêu chọc giống nhau cùng thích phu nhân du đấu hit en jun còn có thể thình lình cho mặt khác yêu thú một mũi tên cái này đương lúc có thể ở huyết trong biện cùng hội đồng nhân dân chiến đích. Tự không có một người nào, không có một cái nào kẻ yếu. Trừ lần đó ra, còn có năm sáu đầu hóa hình kỳ ma thú. Đang tại cùng địch thủ tranh đấu. Những này ma thú, tiêu phàm ngược lại đều gặp đích. Cứ việc đều chỉ có hóa hình sơ kỳ tu vi, phần lớn đều là sơ kỳ đỉnh phong trạng thái, đều đều so hoàng đường cảnh giới rất cao vài phần. Bất quá bên kia hóa hình trung kỳ yêu thú, tiêu phàm nhưng không có nhìn thấy, nghĩ đến đã sớm xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vẫn lạc mất. Cái này cũng thập phần bình thường. Cùng những này biến hóa yêu thú tranh đấu đích, cũng không phải tên soàng xính, đều đều là tu vi cảnh giới không sai biệt lắm ma thú cùng quỷ vật, đánh cho khó hòa giải, túi bụi. Nhưng còn chân chính tối dẫn người chú mục chính là, có lẽ hay là trong đại điện cái kia, một đôi. Tranh đấu một phương, rõ ràng là trời xanh núi đứng đầu, Tiêu phàm qua nhiều năm như vậy duy nhất bái kiến một đầu hóa hình hậu kỳ yêu thú, chấn nhạc thần quân. Giờ phút này chấn nhạc thần quân cầm trong tay một tòa ngân quang nóng lánh ngọn núi, thả ra hào quang vạn đạo uy phong lẫm lẫm. Mà đối thủ của hắn thì là một đầu chiều cao hai trượng hắc sắc ma sói, bộ lông như sắt, chuẩn bị đứng đấy mà dậy. Thực tế làm cho người bên cạnh mục đích là cái này ma lang trưởng lấy ba cái đầu, mỗi một cái đầu đi rõ ràng dị thường. Bên trái đầu phun ra từng đạo bạch quang bên phải đầu tắc chính là phun ra một cổ khói đen, bạch quang khói đen đan vào cùng một chỗ, cùng ngọn núi thả ra vạn đạo hào quang tương đối kháng. Nhìn về phía trên hùng hổ, lại áp dụng thủ thế. Ma lang chính giữa cái kia khỏa lớn nhất đầu sói, hai mắt nhắm nghiền, ở giữa chán có một nơi không lớn không nhỏ miệng vết thương, có vẻ đặc biệt bắt mắt. Cái này ma lang vậy mà đã muốn bị thương. Bất quá tung tính toán như thế, ma lang khí thức cường đại như trước dị thường, lại cùng chấn nhạc thần quân đồng dạng, là tương đương với nguyên anh hậu kỳ cảnh giới siêu cấp lớn có thể người. Nếu không, hắn cũng khó có thể là chấn nhạc thần quân đối thủ. Trong đại điện chiến cuộc, bầy biện ra rằng có thái độ, tuy nhiên tổng thể mà nói, yêu thú bên này tựa hồ chiếm cứ nhất định thượng phong, nhưng muốn triệt để đem đối thủ tiêu diệt, đạt được tính áp đảo thắng lợi, cái kia còn sớm đắc vô cùng. Mấu chốt nhất chính là, tự xem ba thủ ma lang có thể đứng vững chấn nhạc thần quân bao lâu dù sao cái này phong ấn chi địa là bọn hắn ma thú cùng quỷ vật hang ổ, còn có viện binh có thể triệu hoán, yêu thú cũng đã là nỏ mạnh hết đà, có thể chiến loại người, đều đều tập trung ở nơi này, một trận chiến này cuối cùng nhất chiến thắng còn dễ nói, một khi thất bại, vậy cũng tự vĩnh viễn không thời gian xoay sở liếu tương đương. Đạo lý này, ai cũng minh bạch, chấn nhạc thần quân đương nhiên càng thêm tâm lý nắm chắc, lúc này trái giơ tay lên, trói mắt hồng mang lóe lên ra, nhanh như thiểm điện loại hướng đối diện ba thủ ma lang đánh tới. Tiêu phàm đáy mắt lục mang lập lòe, thiên nhãn thần thông vận chuyển tới cực hạn, lập tức thấy minh bạch, cái kia là một quả dài vài tấc màu đỏ như máu phi đao, thế đi kỳ khoái, mục tiêu đúng vậy ba thủ ma lang chính giữa cái kia khỏa đã muốn bị thương đầu lâu. Lại đây, ba thủ ma lang giống to một tiếng, trong tiếng hô tràn đầy cực độ phẫn nội ý. Tựa hồ từng tại cái này phi đao hạ nếm qua giảm nhiều thiệt thòi lớn, mãnh liệt dương lên chân trước, một đạo lóe sáng hắc mang đón huyết hồng phi đao kích bắn đi suy hồng mang hắc mang lập tức đụng vào nhau một tiếng vang nhỏ hắc mang bị chém vì hai hồng mang thế đi một chút đình trệ như trước hướng về ma lang chính giữa đầu gấp chém mà xuống ba thủ ma lang trong mắt hiện lên một vòng sợ hãi chính giữa cái kia cái đầu vốn là đóng chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra lóng lánh lấy huyết sắc sáng bóng miệng rộng mở ra một cổ hôi chua hủ huyết mãnh liệt phun ra thẳng tắp phun hướng huyết sắc phi đao Vèo, huyết sắc phi đao tựa hồ đối với cái này hủ huyết cực kỳ kiêng kỵ ở giữa không trung cấp tóc cuốn bỗng nhiên bay rồi trở về ba thủ ma lang một ngụm hủ huyết phun tại không nơi cũng không tái phát động lần thứ hai công kích huyết sắc trong hai mắt lộ ra rất rõ ràng thống khổ cùng mỏi mệt vẻ lại lại sẽ cực kỳ nhanh nhắm lại tựa hồ vừa rồi một kích kia làm hắn cố hết sức tiêu hao không ít chân nguyên pháp lực thừa dịp cái này đương làm khẩu chấn nhạc thần quân mãnh liệt dương một tay lên một cổ cực kỳ cường đại pháp lực, đánh vào đến này tòa ngân quang lóng lánh ngọn núi bên trong, trong chốc lát ngọn núi quang hoa thu vào, lập tức trở nên chất phác tự nhiên, hiện ra thu nhỏ lại bản trời xanh núi nguyên trạng, nhưng cùng lúc đó, một cổ cường đại đến cực điểm cũng cực kỳ nguy hiểm khí tức, bỗng nhiên theo trên ngọn núi bộc phát ra. Mặc dù tại phía xa đại điện biên giới, Tiêu Phàm cùng Hoàng Đường cũng như trước ngực cứng lại, cảm nhận được vẻ này dị thường trầm trọng áp lực trong đại điện đang tại tranh đấu mặt khác nguyên anh cấp cao thủ, cũng đều đều ngẩn người, không ít người dừng lại tranh đấu, hướng bên này trông lại. Ba thủ ma lang đối với chấn nhà thần quân mặt đối mặt, cảm nhận được áp lực tự nhiên nhất trầm trọng, khoảng chừng gì đó hai cái đầu bóng dưng ngửa mặt lên trời giống to, thân thể sau này nhảy lên, ngay tại chỗ lăn một vòng, hóa thành một gã thân cao mấy trượng cự nhân, đẩy lấy ba khỏa đầu sói, toàn thân hát giáp, chính giữa cái kia cái đầu miệng hơi mở, phun ra một khỏa đen nhánh viên châu, nắm đấm lớn nhỏ, tại ba thủ ma lang trước ngực quay tròn chuyển động, tản mát ra một cổ bạo ngược vô cùng khí tức. Ba thủ ma lang miệng lẩm bẩm, hai tay không ngừng hướng viên châu bên trong rót vào chân nguyên pháp lực, viên châu khí tức càng thêm cường đại lên. Làm cho là như thế, quay mắt về phía chấn nhạc thần quân ngân sắc ngọn núi, này đầu đã muốn bị thương lão ma sói cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần, nhịn không được ong ong kêu lên, thiên minh đạo hiếu, đều lúc này rồi, Ngươi còn trốn ở huyết trong ao không chịu đi ra giúp đỡ một bà sao. Lời nói thật nói, ba thủ ma lang độc lập đối kháng chấn nhạc thần quân, quả thật có chút trong nội tâm phát sở. Cứ việc hắn và chấn nhạc thần quân đồng dạng, đều đều là hóa hình hậu kỳ tu vi, cảnh giới thượng không sai biệt nhiều. Nhưng chấn nhạc thần quân tu luyện thần thông công pháp, lại vừa vặn đối với hắn ma công có một chút khắc chế hiệu quả, huống hồ chấn nhạc thần quân còn có được lấy vài món uy lực lớn đến khác tầm thường pháp bảo, trong đó cái kia kiện huyết sắc phi đao thực tế đáng sợ, trước chút ít thời điểm, hắn một cái không bắt bẻ, tự gặp đạo nhi, bị chấn nhạc thần quân cái này bổn mạng pháp bảo làm bị thương chính giữa chủ đầu lâu. Nếu không phải hắn xem thời cơ đắt nhanh, cái kia một hồi chịu thiệt, tổn hại, bất lợi có thể to lắm. Những này yêu thú đều là theo ngoại giới đến đích, khẳng định sớm liền chuẩn bị châm đối với bọn họ quỷ vật cùng ma thú nhiều loại bảo vật cùng thủ đoạt, mà bọn hắn bị giam cầm ở cái này phong ấn chi địa chẳng những tu vi tiến độ đại chế ngự chế, đối ngoại bên cạnh thế giới công pháp cùng pháp bảo lại càng hoàn toàn không biết gì cả, bị người khắc chế đang tại hợp tình lý. Bởi như vậy, ba thủ ma lang trong nội tâm tự nhiên đối với chấn nhạc thần quân có sợ hãi ý. Sói đạo hữu an tâm một chút chớ vội, cử âm hoàn luyện chế, đã đến cần gấp nhất quan khẩu, lúc này dừng lại, không khỏi kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Cửu âm hoàn rốt cuộc có nhiều trọng yếu, cũng không cần tại hạ lắm mồm đi à nha vô luận như thế nào, còn muốn thỉnh sói đạo hữu cùng chư vị đạo hữu lại kiên trì một hồi. Một cái lạnh nhạt thanh âm từ một đại đoàn trong huyết vụ truyền ra, ngược lại thập phần bình tĩnh. Tiêu phàm lại chấn động, vội vàng vận khởi thiên nhãn thần thông, hướng bên kia nhìn lại. Vừa rồi chỉ lo quan sát trong đại điện chiến cuộc, lại chưa từng lưu ý bên kia trong huyết vụ, lại vẫn giấu giếm huyền cơ. Audio điện tử võ tấn bền